Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 89. Lúc này trong lòng đám người Mạc Thiên vừa ủy khuất lại căm hận, quả thực không có cách nào diễn tả được bằng ngôn từ. Từ đầu đến cuối, mắt thiên đạo này đều nhằm vào Dương Diệp, mà không phải bọn họ. Bởi vì bọn họ cách Dương Diệp quá gần, nên trực tiếp bị thần lôi màu đen này bao phủ khiến bọn họ tưởng nhầm mắt của thiên đạo nhằm vào là bọn họ, sau đó ra tay chặn thần lôi màu đen. Sau đó, đổi lấy kết quả chính là mắt của thiên đạo thật sự giận chó đánh mèo, bọn họ bị mắt của thiên đạo nhằm vào. Giờ phút này, rất nhiều người ở đó tất nhiên cũng hiểu rõ vì sao Dương Diệp chỉ ai, mắt của thiên đạo lại bổ người nào. Không phải hắn chỉ ai bổ người đó, mà là hắn đi tới nào thì mắt của thiên đạo sẽ bổ nơi đó. Phải biết rằng, mắt của thiên đạo vốn nhằm vào Dương Diệp, bọn họ lại ra tay ngăn cản. Theo mắt của thiên đạo, bọn họ dĩ nhiên là đồng lõa. Hơn nữa, ngăn cản thiên phạt cũng coi như là khiêu khích mắt của thiên đạo, nó tất nhiên sẽ ra tay. Nói cách khác, từ đầu đến cuối đều là bản thân bọn họ đang thay Dương Diệp ngăn cản thiên phạt. Nghĩ đến điểm này, vẻ mặt Mạc Thiên, Phượng Tình Vũ và Lý Lão Quải cùng bán đế quả thực khó coi giống như người ăn 10 cân phân vậy. Ngu ngốc! Thật sự ngu ngốc! Lúc này, chính bản thân bọn họ cũng không nhịn được mà thầm chửi mình. Đường đường là 8 vị bán đế lại bị một bán thánh đùa nghịch giống như khỉ vậy, đây không phải ngu ngốc thì là gì? Ngay lập tức, Mạc Thiên và tất cả bán đế đều nhìn về phía Dương Diệp, nếu như ánh mắt có thể giết người, bây giờ Dương Diệp đã hóa thành cho bụi rồi. Khi thấy những thần lôi rơi về phía Dương Diệp, đám người Tiêu Biệt Ly hoàn toàn sững sờ. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ mắt thiên đạo này tự nhiên lại nhằm vào Dương Diệp. Dương Diệp chỉ là bán thánh thôi. Mắt thiên đạo này làm sao có thể nhằm vào hắn được. Phía xa, Dương Diệp nhìn thần lôi màu đen chút xuống, trong mắt lại rất bình tĩnh. Hắn đã nhiều lần gặp mắt của thiên đạo, cũng không thấy có vấn đề quá lớn. Một cột máu từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, những không gian đang co lại xung quanh hắn lập tức bị tách ra, tuy nhiên lại nhanh chóng được chữa trị. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, một thanh huyết kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Trong phút chốc, rất nhiều đường kiếm khí màu đỏ như máu phóng lên cao, bắn mạnh về phía những thần lôi màu đen. Ầm ầm ầm. Phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ vang, rất nhanh lại thấy những thần lôi màu đen cùng kiếm khí đỏ như máu trên không trung tiêu tan. Dương Diệp không để ý tới mắt của thiên đạo, mà nhìn về phía tử nam trên đế vân hạp, sau đó cầm huyết kiếm trong tay chỉ vào bán đế của Mạc gia phía xa, nói. Bắn cho ta, liều mạng bắn ra. Tất cả mọi người lấy hết tử tinh thạch bắn mạnh cho ta. Đến lúc đó tìm viện trưởng đòi tử tinh thạch. Nói, Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Tiêu lão đầu, có thể ngăn cản được người phía trên kia không? Tiêu Biệt Ly ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Khinh Phong. Sau đó nói, không ngăn cản được cũng phải ngăn cản. Nói xong, hắn phóng lên cao, lao về phía Mạc Khinh Phong. Một bên, Tiêu Linh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, trong mắt có vẻ lo âu. Lúc này, Dương Diệp lại nói, tiền bối Tiêu Linh, tiền bối đi giúp viện trưởng đi, ở đây đã có ta giải quyết rồi. Mắt thiên đạo này làm sao có thể nhằm vào hắn được. Phía xa, Dương Diệp nhìn thần lôi màu đen chút xuống. Trong mắt lại rất bình tĩnh. Hắn đã nhiều lần gặp mắt của thiên đạo, cũng không thấy có vấn đề quá lớn. Một cột máu từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, những không gian đang co lại xung quanh hắn lập tức bị tách ra, tuy nhiên lại nhanh chóng được chữa trị. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, một thanh huyết kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Trong phút chốc, rất nhiều đường kiếm khí màu đỏ như máu phóng lên cao, bắn mạnh về phía những thần lôi màu đen. Phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ vang, rất nhanh lại thấy những thần lôi màu đen cùng kiếm khí đỏ như máu trên không trung tiêu tan. Dương Diệp không để ý tới mắt của thiên đạo, mà nhìn về phía tử nam trên đế vân hạp, sau đó cầm huyết kiếm trong tay chỉ vào bán đế của Mạc gia phía xa, nói. Bắn cho ta, liều mạng bắn ra. Tất cả mọi người lấy hết tử tinh thạch bắn mạnh cho ta. Đến lúc đó tìm viện trưởng đòi tử tinh thạch. Nói. Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói. Tiêu lão đầu, có thể ngăn cản được người phía trên kia không? Tiêu Biệt Ly ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Khinh Phong, sau đó nói. Không ngăn cản được cũng phải ngăn cản. Nói xong, hắn phóng lên cao, lao về phía Mạc Khinh Phong. Một bên, Tiêu Linh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, trong mắt có vẻ lo âu. Lúc này, Dương Diệp lại nói.
Tiền bối Tiêu Linh, tiền bối đi giúp viện trưởng đi, ở đây đã có ta giải quyết rồi. Thật sao? Tiêu Linh nhìn về phía Dương Diệp. Ta sẽ không làm chuyện quá khả năng mình. Dương Diệp nói. Ngươi nhanh đi giúp hắn đi. Hắn bị thương, Mộ Mình chắc chắn không phải là đối thủ của gia chủ Mạc gia. Ngươi cẩn thận. Tiêu Linh nói xong đã lao về phía chân trời. Rất nhanh, trong không trung phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ lớn. Tất cả học sinh của Thư viện Bạch Lộc nghe đây, người nào vẫn còn có chiến lực thì mở ra trận pháp cho ta, tất cả đánh về phía những thánh giả cao cấp còn sót lại, đánh mạnh, đừng tiếc tử tinh thạch, đánh xong đến lúc đó tìm viện trưởng đòi. Người không có chiến lực thì rút lui đến Thanh Vân Sơn để khôi phục huyền khí đi. Bây giờ, lập tức chấp hành. Lúc này, giọng nói Dương Diệp lại vang vọng trong không trung. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mọi người không hề do dự nữa. Những học sinh của Thư viện Bạch Lộc còn có năng lực chiến đấu lập tức một lần nữa mở ra trận pháp đối đầu với những thánh giả cao cấp của Mạc gia, Pháp Phái và Thiên Vũ Tông. Bởi vì trước đó những người kia đã bị bọn họ giết chết không ít, hơn nữa vẫn có 100 thánh giả cao cấp của Dương Diệp, không đúng, bây giờ chỉ còn lại có hơn 70 tên. Bất kể như thế nào, bây giờ áp lực của các học sinh của Thư viện Bạch Lộc tương đối ít hơn. Trong lúc mắt của thiên đạo vẫn còn đang đánh xuống thiên phạt, tuy nhiên với Dương Diệp bây giờ, thiên phạt không có uy hiếp quá lớn, nhiều lắm chỉ đặc biệt phiền phức, đương nhiên cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vì uy lực mỗi lần thiên phạt đều đang càng lúc càng mạnh, một lát nữa, ngay cả hắn cũng sẽ không chịu nổi. Mạc Thiên châm chọc nói. Dương Diệp, sao rồi? Ngươi muốn lấy sức lực của một người một đấu một với 6 vị bán đế chúng ta sao? Sở dĩ là 6 vị. Bởi vì đế Vân Hạm đã cứng rắn dây dưa với hai bán đế, đương nhiên trong lòng đám người Tử Nam cũng đang dỉ máu, đây là đang cầm tử tinh thạch tới dây dưa với bán đế đấy. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó la lớn. Cứu mạng à! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng đám người Mạc Thiên co giật một hồi. Hô cứu mạng, Dương Diệp này không phải bị ngốc rồi chứ? Phía xa, Tử Nam cùng rất nhiều học sinh Thư viện Bạch Lộc nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Thiếu chút nữa đã ngã lộn cổ. Cứu mạng, bọn họ cho rằng Dương Diệp nhất định còn có con át chủ bài nào đó. Nhưng bọn họ không ngờ được Dương Diệp lại tự nhiên hô cứu mạng. Lúc này, ai sẽ đến giúp đỡ Thư viện Bạch Lộc Trá? Trên mặt đám người Mạc Thiên đầy châm chọc, nói. Dương Diệp, lão phu thật sự bội phục trước chỉ số thông minh của ngươi đấy. Nào, ngươi kêu thêm vài tiếng đi. Ta thật ra muốn xem thử ai sẽ đến cứu ngươi, ai lại dám tới cứu ngươi. Dương Diệp nhún vai, nói. Cho chút mặt mũi, mau ra đây đi. Không có ai. Trên mặt đám người Mạc Thiên càng thêm châm chọc hơn. Lúc này, Mạc Thiên lại nói. Dương Diệp, ban đầu ta cảm thấy ngươi là một nhân vật lớn, nhưng hiện tại xem ra ngươi chẳng qua chỉ là một thằng hề. Không ai sẽ đến cứu Thư viện Bạch Lộc, cũng không có ai dám đến. Ở trung thổ thần châu này, ai dám không nể mặt Mạc gia ta chứ? Phải vậy không? Đúng lúc này, một giọng nữ đột nhiên vang lên trong không trung. Tiếp theo, hai nữ tử xuất hiện ở đó. Một người trong đó mặc áo gai và đi chân trần, trên thân quấn một dây xích sắt màu đen tuyền, một người khác mặc váy dài màu trắng, trong lòng ôm một con hồ ly, nhìn nho nhã điềm tĩnh. Nhìn thấy hai nàng, đám người Mạc Thiên lập tức nhíu mày, trong mắt có phần nghi ngờ. Điện hạ của U Minh Điện đều biến hóa tài tình nên bọn họ rất ít khi nhìn thấy, bởi vậy. Bọn họ không nhận ra hai người minh nữ cũng không có gì kỳ lạ. Nhìn thấy hai nàng, Dương Diệp liền ngẩn người ra, trước đó hắn đã cảm nhận được khí tức minh nữ, nhưng hắn không ngờ được yên nữ cũng tới. Dương Diệp rút kiếm ra chém một cái, một đường kiếm khí màu đỏ như máu phóng lên cao. Nhân cơ hội này, Dương Diệp đi tới trước mặt hai nàng. Ánh mắt Dương Diệp nhìn minh nữ, mỉm cười, nói. Đã lâu không gặp. Hắn lại nhìn yên nữ, nói. Cha cha, tốc độ của nàng thật nhanh, bây giờ đã là thánh giả trung cấp rồi. Bộ dáng kia thật giống như hai người là bằng hữu đặc biệt tốt vậy. Yên nữ ngẩng đầu liếc nhìn qua Dương Diệp, sau đó lại cúi đầu đi xoa hồ ly trong lòng. Bị phớt lờ rồi. Dương Diệp cũng không xấu hổ, mỉm cười kéo minh nữ sang một bên, nói. Sao nàng ấy lại tới đây? Minh nữ tới không khiến hắn thấy bất ngờ. Hắn ở trung thổ thần châu làm ra chuyện lớn như vậy, minh nữ nhất định sẽ biết. Lấy tính tình của đối phương thì nhất định sẽ tới. Ngược lại không phải hắn tự mình đa tình,
bởi vì nếu như Minh Nữ có khó khăn, hắn chắc chắn cũng sẽ lập tức có mặt. Trong lòng hắn xem Minh Nữ là bằng hữu, hắn cũng tin tưởng, Minh Nữ chắc chắn cũng như vậy. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi cảm thấy một mình ta tới có tác dụng sao? Dương Diệp liếc nhìn xung quanh, tám vị bán đế, một mình Minh Nữ tới, hình như còn thật sự không tác dụng quá lớn, dù sao người ta cũng có nhiều người. Dương Diệp cười gượng, nói. Sao nàng ấy có thể tới giúp vậy? Hắn cũng không quên, trước đây hắn cùng Yên Nữ đã đánh tới suýt nữa đồng quy vu tận, cho dù đối phương không hận nhưng cũng sẽ không qua giúp hắn. Minh Nữ khẽ nói. Nàng nợ ta một ân tình, bây giờ tới trả thôi. U Minh Điện biết nàng tới không? Dương Diệp lại hỏi. Minh Nữ khẽ lắc đầu. Bọn họ biết, có thể trách ngươi nhúng tay vào chuyện của Thư viện Bạch Lộc cùng Mạc Gia không? Dương Diệp vẫn tương đối lo lắng về điểm ấy. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp, nói. Không ai sẽ quản chúng ta cả. Dương Diệp còn tính nói tiếp, chợt nghe Mạc Thiên đột nhiên nói. Không biết hai vị là người nào. Hắn cũng không ngốc, hai nàng này dám đi tới đây đã chứng minh người ta căn bản không sợ Mạc Gia hắn, hoặc nói, người ta có thực lực. Minh Nữ không để ý tới Mạc Thiên, mà nhìn về phía Dương Diệp nói. Chuyện kết thúc, người dứt khoát gia nhập chúng ta đi. Dương Diệp sửng sốt, sau đó nói. Vì sao? Thôi đi, người vẫn đừng nên tới. Minh Nữ lại nói. Người tới, chúng ta sợ rằng cũng không được an bình. Từ khi nàng nhìn thấy Dương Diệp trở đi, Dương Diệp lại chưa bao giờ dừng gặp phiền phức. Hơn nữa, hắn chọc phiền phức càng lúc càng lớn. Thật ra, nàng rất muốn hỏi Dương Diệp, sao ngươi còn có thể sống đến bây giờ vậy? Người U Minh Điện các nàng rất kiêu ngạo, nhưng so với Dương Diệp, các nàng thật sự hết sức khiêm tốn. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp khẽ lắc đầu và nói. Ngươi lại chấp nhận số mệnh, ai cho ngươi làm bằng hữu với ta? Khóe miệng Minh Nữ co rút, nàng nhìn Dương Diệp, nói. Mấy năm nay, da mặt ngươi không chỉ dày hơn, còn học được cách chơi xấu nữa. Dương Diệp. Đủ rồi. Lúc này, Mạc Thiên đột nhiên phẫn nộ quát. Hai nữ nhân các ngươi, không quan tâm các ngươi là ai, có lai lịch ra sao, nhân lúc lão phu còn chưa thay đổi chủ ý, các ngươi lập tức cút cho ta. Nếu không, đợi lát nữa lão phu sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết. A, à, Mạc Thiên vừa phẫn nộ hét lên một tiếng, hồ ly trong lòng Yên Nữ đột nhiên khẽ cử động. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Yên Nữ vội vàng vỗ về hồ ly. Qua một hồi lâu, hồ ly mới ngủ lại. Lúc này, Yên Nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thiên, trong mắt nàng đầy lạnh lùng. Khóe miệng Mạc Thiên đầy châm chọc nhìn đối phương, đó chỉ một thánh giả trung cấp mà thôi, hắn có thể đánh cả trăm người như thế. Lúc này, phía chân trời đột nhiên có một thần lôi màu đen gần nghìn trượng chui ra khỏi mắt của thiên đạo và rơi về phía Dương Diệp, Minh Nữ cùng Yên Nữ. Yên Nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thần lôi màu đen kia. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, thần lôi màu đen kia tự nhiên dần dần phân giải. Không đến một giây, thần lôi màu đen dài gần nghìn trượng liền trực tiếp biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Mà Mạc Thiên nhớ ra, vẻ mặt lập tức trắng bệch chỉ vào Yên Nữ, run giọng nói. Ngươi là Điện Hạ U Minh Điện. U Minh Điện. Ở linh giới, ba chữ này có phân lượng cũng không nhẹ, phải nói là rất nặng mới đúng. Ít nhất, cho đến hiện nay, ngoại trừ người bảo vệ linh giới ra thì không có thế lực nào dám ngang nhiên khiêu khích thế lực này. Cho dù là tà phái, còn có một thế lực siêu cấp đang ẩn náu cũng không dám ngang nhiên đối đầu với U Minh Điện. Về phần bốn thế gia lớn, trừ khi thế gia liên thủ nếu không cũng không dám tùy ý mạo phạm thế lực thần bí này. Không có ai biết điện chủ U Minh Điện là ai, về phần đối phương mạnh tới mức nào thì lại càng không ai biết. Nhưng mọi người biết những điện hạ U Minh Điện mạnh tới mức nào. U Minh có 10 điện, mỗi một điện đại biểu cho một điện hạ, mỗi một điện hạ đều là yêu nghiệt cấp bậc nghịch thiên. Cho dù những điện hạ này đều không có lên võ bảng, nhưng không có bất kỳ người nào nghi ngờ thực lực của các nàng. Đã từng có người suy đoán, nếu như tất cả điện hạ của U Minh Điện đều đi đánh võ bảng, trước 10 có ít nhất 5 ghế sẽ bị U Minh Điện bao trọn. Còn có người đoán, thật ra thực lực của U Minh Điện đã đạt được cấp ám kim. Tuy nhiên đó chẳng qua chỉ là suy đoán, bởi vì tất cả linh giới, chỉ có một thế lực đạt được cấp ám kim, đó chính là người bảo vệ linh giới.
Cho dù là vậy, nhưng có thể thấy được U Minh Điện kinh khủng tới mức nào. Khi biết hai nàng yên nữ đến từ U Minh Điện, vẻ mặt đám người Mạc Thiên đều trắng bệch, giọng nói còn có phần run rẩy. Làm bán đế thì nhất định phải tâm tính sáng suốt cùng gan dạ. Nhưng người không đạt được trình độ nhất định thì căn bản không biết thế lực này khủng khiếp tới mức nào. 10 vị điện hạ của U Minh Đờ Diệt, thực lực của mỗi người đều tuyệt đối vượt xa bán đế. Thậm chí, còn có thể khủng khiếp hơn đế giả. Dương Diệp này làm sao có thể quen biết người U Minh Điện được. Vẻ mặt xê đám người Mạc Thiên nhìn rất khó coi. Không người nào dám động tay. Tất cả đám người Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái đều ngừng tay. Nếu như không làm rõ ràng chuyện này, bọn họ căn bản không dám đánh tiếp. Bởi vì bọn họ sợ phải đánh một trận cùng U Minh Điện. Cho dù Mạc gia có tự tin, có sĩ diện, nhưng không ngốc. Nếu như chống lại U Minh Điện, kết cục của Thư viện Bạch Lộc hiện tại chính là vết xe đổ của bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mạc gia cùng Pháp Phái còn có Thiên Vũ Tông đều ngừng tay, đám người của Thư viện Bạch Lộc cũng ngừng tay. Bọn họ cũng không nhàn rỗi, mà tất cả lấy ra tử tinh thạch, sau đó bắt đầu khôi phục huyền khí. Bây giờ, thời gian đối với bọn họ là quý báu nhất. Ầm ầm. Đúng lúc này, Mạc Khinh Phong, Tiêu Biệt Ly và Tiêu Linh đã xuất hiện ở phía chân trời. Sắc mặt Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh trắng bệch như tờ giấy, ở khóe miệng của hai người đều có một tia máu rất dễ làm cho người khác chú ý. Rõ ràng, hai người đã thất bại. Cũng đúng, bởi vì gọi tổ, hai người đều tiêu hao quá nhiều huyền khí, làm sao có thể là đối thủ của Mạc Khinh Phong đang trong thời kỳ toàn thịnh được. Mạc Khinh Phong không để ý tới Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh, mà ánh mắt tập trung nhìn Minh Nữ cùng Yên Nữ, nói. Mạc gia ta cùng U Minh Điện hình như cũng không có ân oán gì thì phải. Không có. Minh Nữ nói. Vậy vì sao hai vị điện hạ muốn tới nhúng tay vào chuyện giữa Mạc gia ta cùng Thư viện Bạch Lộc? Chẳng lẽ, đây không phải là ý của U Minh Điện, mà là ý của hai vị điện hạ sao? Mạc Khinh Phong nói. Ngươi đoán xem. Minh Nữ hỏi ngược. Mạc Khinh Phong nheo mắt lại, hai tay đặt ra sau lưng chậm rãi nắm chặt lại. Một lát sau, hắn nói. Mạc gia ta cùng U Minh Điện chưa bao giờ có bất kỳ ân oán nào, Mạc gia ta càng chưa từng làm bất kỳ chuyện gì đắc tội U Minh Điện, bây giờ hai vị điện hạ đến đây nhúng tay vào chuyện giữa Mạc gia ta cùng Thư viện Bạch Lộc, có vẻ không ổn đâu. Minh Nữ ngẩng đầu nhìn Mạc Khinh Phong, nói. Dương Diệp, Thư viện Bạch Lộc cùng chúng ta có chút giao tình, chuyện này dừng lại ở đây được không? Dừng lại. Vẻ mặt Mạc Khinh Phong băng lạnh xuống, nói. Dương Diệp giết Mạc Vân Thiên của Mạc Gia Ta, lại giết một vị bán đế của Mạc Gia Ta, chuyện này dừng lại ở đây sao? Đương nhiên không thể dừng lại như vậy được, nếu như bây giờ buông tha, vậy những hy sinh của Mạc Gia đều vô ích sao? Hơn nữa, chuyện này truyền đi, vậy mặt mũi của Mạc Gia còn gì nữa? Mạc Gia bị hai vị điện hạ U Minh Điện hù dọa liền lui binh đầu hàng. Khi đó, Mạc Gia thật sự sẽ trở thành trò cười cho tất cả trung thổ thần châu. Cả đời có lẽ cũng không có cách nào xoay người. Minh Nữ vung tay ngọc lên, xích sắt trên người nàng đã xuất hiện ở trên tay, nàng ngẩng đầu nhìn Mạc Khinh Phong, nói. Vậy chiến thôi. Âm thanh giống như tiếng sấm rền nổ vang, vang vọng trong Bạch Lộ giới. Lúc này, mọi người mới thật sự hiểu ra, U Minh Điện hành sự kiêu ngạo bao nhiêu, bá đạo tới mức nào. Có chiến đấu hay không? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Mạc Khinh Phong. Đây chính là điện hạ của U Minh Điện, Mạc gia dám chiến đấu sao? Không quan tâm chiến đấu hay không, người của U Minh Điện xuất hiện đều mang lại hy vọng cho mọi người của Thư viện Bạch Lộc. Cho dù bọn họ không biết Dương Diệp làm sao có thể quen biết với người U Minh Điện, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là bây giờ người U Minh Điện đứng ở bên phía Thư viện Bạch Lộc, như vậy là đủ rồi. Hai tay Mạc Khinh Phong nắm thật chặt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Minh Nữ phía dưới. Sau một lúc lâu mới thấy hắn nói. Trung thổ thần châu vẫn đồn đại mỗi điện hạ U Minh Điện đều là tồn tại vô song trên đời, ta rất muốn chứng kiến thử. Hôm nay may mắn được gặp, vẫn mong hai vị chỉ giáo. Hắn đương nhiên muốn chiến đấu, lúc này đây không chỉ liên quan đến lợi ích của Mạc gia, còn liên quan đến danh tiếng của Mạc gia. Nếu như không chiến đấu sẽ có ảnh hưởng rất lớn với Mạc gia. Đương nhiên. Nếu như Minh Nữ nói câu vừa rồi là đại biểu cho U Minh Điện, vậy hắn tất nhiên không dám đáp ứng, nhưng đáng tiếc là theo hắn suy đoán, đối phương chỉ đại biểu cho cá nhân, chứ không phải tất cả người của U Minh Điện.
chỉ cần hắn không giết đối phương sẽ không kết thù hận với U Minh Điện. Phải nói rằng, chỉ cần hắn khống chế được hai nàng, đám người Mạc Thiên có thể tiêu diệt thư viện Bạch Lộc. Hai người. Minh nữ khẽ lắc đầu, nói. Một người là đủ rồi. Dứt lời, Minh nữ đã phóng lên cao, bắn nhanh về phía Mạc Khinh Phong. Mạc Khinh Phong nheo mắt lại, trong mắt không dám có chút khinh thường nào. Có chỉ là sự đề phòng cùng nghiêm túc, cho dù hắn cao hơn Minh nữ một cấp, nhưng hắn làm sao dám sơ suất được. Người trước mắt này lại là điện hạ của U Minh Điện. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ lớn, Minh nữ không lựa chọn bước vào không trung, Mạc Khinh Phong tất nhiên cũng chỉ có thể giao đấu cùng Minh nữ ở đây. Vừa giao đấu, phía chân trời lại chấn động kịch liệt, không gian nghiền nát, linh khí tan vỡ. Mắt của thiên đạo lập tức phong tỏa Minh nữ cùng Mạc Khinh Phong, tiếp theo có từng thần lôi màu đen không ngừng bắn ra nhanh như điện chớp về phía hai người. Giết! Phía dưới, Mạc Thiên phẫn nộ hét lên một tiếng, cơ thể di chuyển về phía Dương Diệp. Bán đế của Mạc gia ở bên cạnh hắn cũng quyết đoán ra tay, mục tiêu của bọn họ đều là Dương Diệp. Bốn vị bán đế! Mà Phượng Tình Vũ cùng Lý Lão Quải lại xông về phía Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh. Dương Diệp lùi đến bên cạnh Yên Nữ, nói. Ngươi có thể đánh được mấy người? Yên Nữ liếc nhìn Dương Diệp, nói. Đều là của ngươi. Dương Diệp. Ầm. Một cột ánh sáng trong suốt màu lam đột nhiên từ trên cao hạ xuống, sau đó tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp lập tức biến thành màu lam trong suốt. Chém. Dương Diệp chợt rút kiếm chém ra một phát, một đường kiếm khí bắn ra, lập tức đánh vào Mạc Thiên xông lên đầu tiên. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, Mạc Thiên trực tiếp bị một kiếm này chấn động phải lùi lại mấy trăm trượng. Mà lúc này, Dương Diệp chợt rút kiếm đảo qua, một đường kiếm khí màu đỏ như máu chém ngang ra, ba gã bán đế xông tới trước mặt hắn đều bị chấn động đến mức liên tục lùi lại mấy trăm trượng. Một kiếm chém lui vài bán đế. Dương Diệp vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Yên Nữ, nói. Nhanh giúp một tay. Yên Nữ liếc nhìn Dương Diệp, không nói gì. Ta phục ngươi rồi. Dương Diệp vừa dứt lời đã lao về phía bốn người Mạc Thiên. Một người độc chiến bốn gã bản đế. Nói dễ nghe là vậy, nói khó nghe một chút chính là một mình bị bốn gã bán đế đánh thảm. Bốn người Mạc Thiên đều là lão quái vật sống không biết bao lâu, bất kể là ý thức chiến đấu hay gì khác. Đều mạnh hơn Dương Diệp. Bởi vậy, vừa khai chiến thì Dương Diệp đã bị áp chế, nếu như không phải có tinh thần hộ thể thuật bản cuối cùng, hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi ba hơi thở. Ra tay! Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến giọng nói Minh Nữ. Phía dưới, Yên Nữ trầm ngâm một lát thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một tên bán đế của Mạc gia, sau đó tay phải giơ ra. Trong phút chốc, không gian trước mặt nàng tự nhiên trực tiếp bắt đầu phân giải đến trước mặt tên bán đế kia. Bán đế của Mạc gia này đang đứng ngoài nhìn Dương Diệp chợt hoảng hốt, hắn vội vàng đánh ra một chưởng. Nhưng chưởng này vừa đánh ra, bàn tay hắn đã trực tiếp bắt đầu phân giải. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bán đế của Mạc gia kia bị hù dọa tới hồn phi phách tán. Lúc này, Mạc Thiên ra tay quyết đoán, một chưởng nhận chợt lóe lên. Cánh tay bán đế của Mạc gia kia trực tiếp bay ra ngoài. Đám người Mạc Thiên không dám xuất hiện ra tay, bọn họ đề phòng nhìn về phía Yên Nữ. Yên Nữ này tấn công thật quỷ dị. Nghịch! Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên giọng nói Minh Nữ. Tiếp theo, cả chân trời đột nhiên hiện ra một màu đen. Sau một hồi lâu, phía chân trời đã khôi phục lại bình thường. Minh Nữ cũng xuất hiện ở bên cạnh Yên Nữ, mà Mạc Khinh Phong lại xuất hiện ở bên cạnh đám người Mạc Thiên. Mọi người phát hiện ra Mạc Khinh Phong đã không còn hai cánh tay nữa. Mạc Khinh Phong thua. Thật giỏi cho một điện hạ U Minh Điện. Mạc Khinh Phong nhìn về phía Minh Nữ, nói. Hôm nay lão phu xem như đã được lĩnh giáo rồi. Ta nói một câu cuối cùng, hai vị có rời đi không? Minh Nữ khẽ nói. Ngươi nói xem. Mạc Khinh Phong khẽ gật đầu, sau đó tâm niệm hắn thoáng động, một cuốn sách cuộn đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong phút chốc. Cuốn sách cuộn kia hóa thành một cột ánh sáng phóng lên cao. Rất nhanh, cuốn sách cuộn kia đã trực tiếp hóa thành ba cánh cửa màu đen lơ lửng ở chân trời. Hiệp ước liên minh thế gia. Minh nữ đứng bên cạnh Dương Diệp thấy vậy thì nhíu mày. Hiệp ước liên minh thế gia là sao? Dương Diệp không hiểu.
Cái gọi là hiệp ước liên minh thế gia chính là hiệp ước liên minh của bốn thế gia lớn nhằm vào U Minh Điện và Tà Phái, cùng với một ít thế lực ẩn nấp. Chỉ cần chống lại U Minh Điện chúng ta hoặc Tà Phái, hay những thế lực ẩn giấu, liên minh bốn thế gia lớn sẽ lập tức hành động, bởi vì bất kỳ một thế gia nào cũng không thể địch nổi U Minh Điện chúng ta cùng Tà Phái còn có một vài thế lực ẩn nấp kia. Minh Nữ giải thích. Nói cách khác, bây giờ chúng ta phải đối mặt với bốn thế gia lớn sao? Dương Diệp hỏi. Minh Nữ khẽ gật đầu. Không ngờ được là Mạc gia ngươi là gia tộc đầu tiên vận dụng hiệp ước liên minh. Đúng lúc này, bên trong một cánh cửa bên trái truyền đến một giọng nói, một lão già tóc trắng cùng bảy lão già đi ra. Ở trên trang phục của tám người này có thêu một chữ Lục nho nhỏ. Rõ ràng, đây là Lục gia một trong bốn thế gia lớn. Tám vị bán đế. Ta cũng không ngờ được. Lúc này, ở bên trong cánh cửa bên phải cũng truyền đến một giọng nói. Một nam tử trung niên trong tay cầm một quyển sách giống như do phù văn vẽ ra cũng đi ra. Sau lưng nam tử này cũng là bảy lão già. Tất cả đều là bán đế. Khi tám người này xuất hiện, người trung niên dẫn đầu đột nhiên thoáng dung chuyển sách dày trong tay, trong phút chốc, trong toàn bộ thiên địa lập tức đầy những bùa chú, ngay cả xung quanh mắt của thiên đạo cũng bị phù văn thần bí che phủ. Tiếp theo, những bùa chú này bắt đầu lóe ra ánh sáng màu xanh lam mờ nhạt, đồng thời chậm rãi xoay tròn. Giờ phút này, tất cả mọi người giống như ở trong một thế giới phù văn. Khủng khiếp nhất là bọn họ phát hiện, sau khi những bùa chú này xuất hiện, huyền khí trong cơ thể bọn họ tự nhiên chậm rãi mất dần. Khi phát hiện ra điểm ấy, tất cả mọi người đều hoảng hốt, Dương Diệp vội vàng điều động huyền khí trong cơ thể, nhưng quả thật vẫn không có cách nào ngăn cản được huyền khí trong cơ thể sói mòn. Cũng đúng vào lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn xoay tròn, trong cơ thể hắn mới khôi phục lại bình thường. Nhưng đám người của Thư viện Bạch Lộc lại không may mắn như vậy. Huyền khí của tất cả mọi người đều đang chậm rãi mất đi. Dựa theo cái tốc độ này, lại thêm bên trong cơ thể của bọn họ vốn không có bao nhiêu huyền khí, tối đa không đến một giờ thì huyền khí của tất cả mọi người sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Ở trên người những người này đều thêu một chữ phù nho nhỏ. Đây là Gia Cát gia một trong bốn thế gia lớn. Đúng lúc này, trong cánh cửa ở giữa đột nhiên có một nữ tử xinh đẹp đi ra. Nàng liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, cuối cùng nhìn về phía Minh Nữ và Yên Nữ rồi đi sang một bên, im lặng. Ở phía sau nữ nhân xinh đẹp này cũng là bảy vị bán đế. Trên trang phục của bọn họ thêu một chữ Mạc. Đây là Mạc gia. Bốn thế gia lớn tập trung. Tổng cộng hơn 30 vị bán đế. Hơn 30 vị bán đế. Hơn nữa trong đó có nhiều bán đế lâu đời, thậm chí một vài bán đế cũng sắp rời khỏi thế giới này. Giờ phút này, sắc mặt đám người của Thư viện Bạch Lộc lập tức giống như cho tàn. Bây giờ, bọn họ không còn chút hy vọng nào nữa. Phía xa, sắc mặt Dương Diệp cũng trầm xuống, suy nghĩ có nên thả Cùng Kỳ ra hay không. Không thả Cùng Kỳ ra, hắn cũng không còn cách nào khác. Hai vị điện hạ rời đi chứ. Lúc này, Mạc Khinh Phong đột nhiên nói chuyện, nhìn như hắn đang thương lượng, nhưng trong giọng nói lại có phần uy hiếp cùng ép buộc. Yên Nữ nhìn những bán đế phía chân trời, sau đó cúi đầu khẽ nói. Bọn họ có rất nhiều người. Bọn họ là muốn bắt nạt chúng ta. Minh Nữ nói. Không thể đi, nếu không sẽ bị các nàng chê cười. Yên Nữ nói. Vậy gọi người thôi. Minh Nữ nói. Yên Nữ do dự một lúc. Sau đó khẽ gật đầu, nói. Vậy gọi người đi. Ngươi gọi đi. Minh Nữ nói. Ta không gọi, gọi rất mất mặt, ngươi gọi đi. Yên Nữ nói. Ta cũng không gọi. Minh Nữ nói. Ta gọi thay các ngươi được chưa? Ta không sợ mất mặt. Dương Diệp đen mặt. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lấy ra một bùa chú. Trong phút chốc, bùa chú trong tay nàng trực tiếp vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, giọng nói Minh Nữ vang lên ở trong không trung. Đánh lộn, đang thiếu người, ai tới đi. Cho dù giọng nói Minh Nữ rất khẽ, nhưng giờ phút này tất cả người trung thổ thần châu đều nghe được tiếng nói của nàng. Yên lặng trong chớp mắt, không gian phía sau đám người Minh Nữ đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt người của bốn thế gia lớn đều trở nên rất nghiêm trọng. Trước đây bốn thế gia lớn ký kết liên minh thế gia. Mục đích dĩ nhiên là để đối đầu U Minh Điện vẫn có Tà Phái cùng với những thế lực thần bí. Bởi vì nếu như thế gia không làm như vậy,
bất kỳ một nhà nào trong bọn họ không cẩn thận trêu chọc tới loại thế lực như U Minh Điện cùng là phái, vậy bọn họ chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nhưng một khi bốn thế gia lớn liên thủ, cho dù là U Minh Điện cùng tà phái cũng không dám khinh thường. Nhưng bây giờ thật sự đối mặt với U Minh Điện, trong lòng mọi người vẫn không nắm chắc. Bởi vì cho tới nay, thực lực thật sự thế lực này đều là một điều bí ẩn. Không ai biết bọn họ rốt cuộc mạnh tới mức nào, lại không người nào biết những điện hạ còn lại của bọn họ chưa bao giờ ở trung thổ thần châu khủng khiếp tới mức nào. Tuy nhiên bọn họ biết, bọn họ rất nhanh sẽ biết những điều này. Ngoại trừ người của bốn thế gia lớn, ánh mắt đám người còn lại đều nhìn về phía không gian sau lưng Minh Nữ cùng Yên Nữ. Bọn họ cũng muốn xem thử Minh Nữ gọi tới là vị điện hạ nào. Rất nhanh, không gian tách ra. Dưới ánh mắt tập trung chú ý của mọi người, một thiếu nữ mặc váy hoa nhỏ đã xuất hiện. Nhìn thấy thiếu nữ này, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Thiếu nữ khoảng chừng 20 tuổi, tóc thắt bím thả sau đầu. Gương mặt nàng không thể nói là xinh đẹp, chỉ có thể nói là ngũ quan thanh tú, điểm duy nhất tương đối bắt mắt là ánh mắt của nàng rất lớn, long lanh. Dáng người nàng nhỏ nhắn xinh xắn, nếu như chỉ nhìn dáng người sẽ nghĩ nàng chỉ khoảng 15-16 tuổi. Nhưng nàng cho người ta cảm giác hoang dã, lại có chút buồn cười. Vì sao? Bởi vì trên vai của thiếu nữ này khiêng một cây lang nha bổng màu đen còn lớn gấp 3 lần người nàng. Xê ngoài ra, nàng cũng không tới một mình mà cưỡi một con. Còn cưỡi một con heo. Không nhìn nhầm đâu. Nàng đúng là cưỡi heo tới. Đó là một con heo béo, tai to mặt lớn. Mà lúc này, trong miệng của con heo này còn ngậm một khúc xương. Không có chút thẩm mỹ nào. Chỉ có thô lỗ ngông cuồng cùng hoang dã. Thiếu nữ cưỡi heo. Rất nhiều người ở đó không nhìn được dụi mắt của mình. Đây là điện hạ của U Minh Điện sao? Thật sự không nhầm chứ? Dương Diệp lại phát hiện ra, khi nhìn thấy thiếu nữ này, trong ánh mắt Minh Nữ cùng này Yên Nữ tự nhiên có phần nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình. Bất kể là Yên Nữ hay Minh Nữ đều có thực lực rất khủng khiếp, có thể khiến cho hai nàng này đều cảm thấy nghiêm trọng. Vậy thiếu nữ kia tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Nàng là ai vậy? Dương Diệp đứng bên cạnh Minh Nữ khẽ hỏi. Bây giờ cơ thể ngươi đạt được cảnh giới thần biến, đúng không? Minh Nữ hỏi ngược. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ đắc ý. Trong nhân loại chắc chắn có rất ít người đạt được cơ thể như hắn. Phải biết rằng, cơ thể hắn bây giờ đã tương đương với bán đế. Minh Nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Nàng đã từng dùng tay xé xác một con rồng kia là cảnh giới thần biến đỉnh phong. Biểu tình trên mặt Dương Diệp cứng đờ. Minh Nữ lại nói, con thần long này bị nàng cứng rắn xé rách thành gần một vạn mảnh, sau đó bị nàng mang tới nuôi heo. Dương Diệp, thiếu nữ cưỡi heo ngẩng đều nhìn người bón thế gia lớn, sau đó cưỡi heo đi tới trước mặt Minh Nữ cùng Yên Nữ, nói. Đánh nhau cũng được, nhưng có lợi ích gì không? Yên Nữ rất không nghĩa khí lui sang một bên, nàng chẳng qua chỉ tới giúp thôi. Minh Nữ trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Lợi ích này chắc hẳn phải là Dương Diệp đưa ra, bởi vì lần này là giúp hắn đánh nhau. Thiếu nữ cưỡi heo cũng nhìn về phía Dương Diệp, nàng quan sát Dương Diệp, trong mắt có phần kinh ngạc, nói. Ôi u, thiếu niên không tệ, tự nhiên đạt được cơ thể cảnh giới thần biến. Chúng ta đánh vài cái đi, yên tâm. Tỷ sẽ không đánh chết ngươi. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nếu như không phải biết đối phương đã từng dùng tay xé rách con rồng lớn cảnh giới thần biến đỉnh phong, hắn không chừng đã nổi hào khí mà đáp ứng. Nhưng bây giờ uy phong cũng không thể yếu được, hắn biết rõ mấy thiên kiêu này, nếu như ngươi tỏ ra yếu kém, bọn họ sẽ không cho là ngươi đang khiêm tốn, mà sẽ khinh thường ngươi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, vung tay muốn chân vài cái cũng được. Chẳng qua là con người ta ra tay không biết phân biệt nặng nhẹ, nếu chẳng may đánh chết hoặc đánh người bị thương, vậy cũng không tốt. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Yên Nữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng chớp chớp mắt, bộ dáng kia thật giống như đang nói, ta không nghe lầm chứ. Mà khóe miệng Minh Nữ cũng thoáng giật, nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nghiêng đầu lắc lắc. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, ánh mắt thiếu nữ cưỡi heo lại lập tức sáng lên, nói. Đúng là nam nhân, ngươi yên tâm, chỉ dựa vào hào khí này của ngươi, thì tuyệt đối sẽ không đánh chết ngươi, nhiều lắm chỉ đánh cho ngươi tàn phế thôi. Khụ,
Sắc mặt Dương Diệp có chút không được tự nhiên, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn xoa xoa mũi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người bốn thế gia lớn, nói. Ngươi xem, chúng ta có nên giải quyết bọn họ trước rồi hãy nói chuyện một đấu một hay không? Thiếu nữ phất phất tay, nói. Bọn chúng đều là một đám ô hợp, không đáng để lo. Ngươi nói lợi ích trước đã, có lợi ta sẽ giúp ngươi đánh nhau. Nghe thấy thiếu nữ nói vậy, vẻ mặt người của bốn thế gia lớn lập tức trầm xuống, mọi người đều nói người của U Minh Điện kiêu ngạo, bây giờ bọn họ xem như đã thấy được rồi. Khóe miệng Dương Diệp cũng khẽ giật, đám ô hợp, bây giờ, người ta có hơn 30 vị bán đế đấy. Là hơn 30 vị đấy. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Cho ngươi lợi ích, ngươi giải quyết hết tất cả những người này sao? Ngươi cho ta là thần à? Thiếu nữ tức giận nói. Nếu như bọn họ từng người tới thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu như cùng tiến lên, ta cũng phải chuồn thôi. Nếu như ngươi cho ta lợi ích, ngươi chỉ ai thì ta giết kẻ đó. Ta giết 5 tên bất kỳ kẻ nào trong đó. Đúng rồi, hai nữ nhân này thì không được, ta không giết được các nàng. Khẩu khí của các hạ thật lớn. Dương Diệp còn chưa nói chuyện, bán đế của Lục gia đã nói. Mọi người đều nói điện hạ U Minh Điện mạnh mẽ. Lục Xuyên ta muốn thử xem, đám điện hạ các ngươi mạnh thế nào. Thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn Lục Xuyên, trong phút chốc, hai chân nàng nhẹ nhàng thúc vào con heo trắng. Hừ! Heo trắng hừ khẽ một tiếng, trong ánh mắt mọi người, nó trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng lập tức biến mất. Tiếp theo, một khe nứt không gian thật dài xuất hiện ở phía chân trời. Đó là do con heo trắng này tạo thành. Đây là heo sao? Đây thật sự là heo sao? Con heo này ăn các loại thiên tài địa bảo, còn có thánh thú để lớn lên đấy. Bên cạnh Dương Diệp, Minh Nữ bỗng nhiên nói một câu. Dương Diệp, một tiếng động khẽ vang lên, Lục Xuyên trực tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng trong phút chốc, con heo trắng này trực tiếp xuất hiện. Trước mặt của hắn, cắn Lục Xuyên và trực tiếp bắt đầu ăn. Làm càn, lão già dẫn đầu Lục gia giận dữ muốn ra tay, mà lúc này... Một lang nha bổng lập tức tới trước mặt. Đồng tử của lão già kia co mạnh, không dám có chút sơ suất nào. Hai tay hắn chồng lên nhau rồi đánh ra. Bành! Lão già Lục gia trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn trượng. Hơn nữa lúc hắn bay ra ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh nên không gian nơi hắn lướt qua đều trực tiếp rạn nứt ra. Khủng khiếp nhất là khi lão già kia dừng lại, hai tay của hắn tự nhiên trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Lão già kia nhìn cảnh tượng như vậy. Trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Không ngờ thiếu nữ trước mắt này tự nhiên khủng khiếp như vậy, một đòn này thiếu chút nữa đã trực tiếp giết chết hắn. Mà đối phương chẳng qua chỉ là một thánh giả cao cấp mà thôi. Nếu như nàng đạt được đế giả sẽ còn biến thái tới mức nào? Tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Bọn họ biết thiếu nữ này chắc chắn rất mạnh, nhưng bọn họ không ngờ được nữ nhân này đánh một đòn tự nhiên thiếu chút nữa giết chết một vị bán đế lâu đời trong nháy mắt. Trong lòng mọi người chấn động vô cùng. Đồng tử của Dương Diệp cũng co lại, thiếu nữ cưỡi heo này có lực lượng thật là khủng khiếp. Quan trọng nhất là đối phương khống chế lực lượng còn cao hơn hắn một cấp. Cái gì là thiên tài? Cái gì là yêu nghiệt? Giống như Dạ Linh Phong trước này còn có Minh Nữ cùng với Yên Nữ, cả thiếu nữ cưỡi heo này chính là thiên tài, chính là yêu nghiệt. Dương Diệp hắn so với những người này thế nào? Phải trở nên mạnh mẽ, phải cố gắng mới được. Đây là suy nghĩ trong đầu Dương Diệp lúc này. Vẻ mặt tất cả cường giả của thế gia đều khó coi. Thực lực của thiếu nữ cưỡi heo thật sự vượt xa dự đoán của bọn họ. Phía xa, thiếu nữ cưỡi heo vẫy tay phải một cái, lang nha bổng đã bay trở về trong tay nàng, tiếp theo nàng vỗ nhẹ vào heo trắng dưới thân và nói. Con lợn nhỏ mau ăn đi. Con heo trắng này ăn thi thể của Lục Xuyên một hồi, dường như ghét bỏ còn trực tiếp phun ra, sau đó lắc lắc cái đầu mập chê bai. Đúng là kén ăn, hôm nào ta dẫn người đi ăn rồng. Thiếu nữ vỗ nhẹ vài cái vào con heo trắng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Người chết này xem như ta tặng ngươi. Bây giờ, ngươi ra giá đi. Nể mặt hai nàng, ta giảm giá cho ngươi. Được rồi, ta giúp người đánh nhau, giá khởi điểm ít nhất là 1 vạn viên tử tinh thạch. 1 vạn viên tử tinh thạch. Dương Diệp hít một hơi thật sâu. Nữ nhân này thật sự biết làm chuyện buôn bán. Dương Diệp nhìn về phía Minh Nữ thấy nàng nói. Đây không phải chuyện của U Minh Điện chúng ta mà là chuyện riêng,
hơn nữa còn là chuyện của ngươi, cho nên. Ngươi đưa nàng đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Tử Nam. Tử Nam hiểu ý, bấm tay bắn ra một chiếc nhẫn chứa đồ. Hắn nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ, bên trong có hơn 20000 cái tử tinh thạch. Dương Diệp trực tiếp bấm tay bắn ra, chờ cái nhẫn chứa đồ này bay đến trước mặt thiếu nữ cưỡi heo, hắn nói. 20000, ta muốn giết 10 người. Nói xong, hắn chỉ vào đám người Mạc gia phía xa, nói. Chính là bọn họ, ngươi giết chết bọn họ trước cho ta. Đúng rồi, còn có tông chủ Thiên Vũ Tông và Lý Lão Quải của Pháp Phái nữa, giết, giết sạch bọn họ. Hắn nhìn Mạc gia, Thiên Vũ Tông cùng Pháp Phái đã sớm thấy khó chịu. Lúc này, sắc mặt Mạc Khinh Phong cùng đám người Mạc gia đã trầm xuống. Nhưng chẳng bao lâu, vẻ mặt Mạc Khinh Phong đã trở nên dữ tợn, hắn nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nói. Thật ra ta muốn xem thử ngươi giết chúng ta thế nào. Lục gia ta cũng muốn xem thử, chỉ dựa vào ba vị điện hạ các ngươi làm sao giết được chúng ta. Lão già tóc trắng dẫn đầu Lục gia cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể đám người Mạc gia và cường giả gia Cát gia đều vận chuyển. Bốn thế gia lớn không muốn đối địch với U Minh Điện, nhưng lúc này bọn họ phải ra tay, nếu không cái gọi là hiệp ước liên minh thế gia sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ. Hơn 30 vị bán đế, có thể nói là tất cả tinh nhuệ của bốn thế gia lớn đều đã ra. Tất cả mọi người của Mạc gia nghe đây, đợi lát nữa trực tiếp tàn sát hết tất cả người của Bạch Lộ Thành cho ta. Lúc này, giọng nói dữ tợn của Mạc Khinh Phong vang vọng trong không trung. Lần này, hắn thật sự tức giận rồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trước ngực dần dần hiện ra hình xăm cùng kỳ. Hắn đương nhiên sẽ không gửi gắm tất cả hy vọng vào thiếu nữ cưỡi heo. Đối phương cho dù vô cùng cường đại, nhưng đó cũng là hơn 30 vị bán đế. Hơn 30 vị bán đế lâu đời cùng liều mạng, cho dù là hai vị đế giả cũng có thể giết chết được. Lúc vạn bất đắc dĩ, hắn nhất định sẽ thả cùng kỳ ra. Hắn không biết cùng kỳ mạnh tới mức nào, hắn chỉ biết là đế nữ cũng phải kiêng kỵ nó, điểm ấy là đủ rồi. Thiếu nữ cưỡi heo liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, sau đó nói. Hôm nay ta tới là muốn cho các ngươi biết, bốn thế gia lớn các ngươi chỉ là một đám người ô hợp, một đám người không có cấp bậc gì đáng kể. Các ngươi muốn đối đầu với U Minh Điện ta, còn muốn lấy nhiều khinh ít à? Nhìn xem hành vi của các ngươi buồn cười tới mức nào chứ? Nói xong, lang nha bổng trong tay thiếu nữ cưỡi heo nhanh chóng xoay tròn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giới nữ, phong kín bọn họ cho ta. Còn có một vị điện hạ U Minh Điện nữa. Sắc mặt người của bốn thế gia lớn biến đổi kịch liệt, bốn vị điện hạ U Minh Điện. Các điện hạ U Minh Điện gần như đã tới hết một nửa. Thiếu nữ cưỡi heo vừa dứt lời, trong không gian đột nhiên vặn vẹo. Ngay lập tức, Dương Diệp kinh hãi phát hiện ngoại trừ Mạc gia, tất cả đám người của bốn thế gia và cả hắn đều xuất hiện ở bên trong một khối vuông gần như trong suốt, khối vuông này giống như một lồng giam, nhốt chặt bọn họ. Dương Diệp trầm ngâm một lát rồi rút kiếm chém ra một phát, một đường kiếm khí bổ vào trên khối vuông trong suốt kia. Trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Diệp, kiếm khí của hắn va chạm vào khối vuông lại lặng lẽ tiêu tan. Đúng lúc này, Minh Nữ đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, sau đó đưa tay đặt ở trên khối vuông nói nói. Đây là kết giới thậm chí có thể vây khốn được đế giả. Vừa dứt lời, khối vuông xung quanh Dương Diệp đã trực tiếp biến mất. Nhân cơ hội này giết chúng đi. Minh Nữ vừa dứt lời đã phóng về phía Mạc gia. Yên Nữ cũng không nhàn rỗi, tay phải chậm rãi vươn về phía cường giả Mạc gia. Thiếu nữ cưỡi heo cũng lao vào tới. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong phút chốc có một cột máu phóng lên cao, một thanh huyết kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó toàn thân hắn hóa thành một đường ánh sáng máu bắn mạnh về phía Mạc gia. Mạc gia, hôm nay lão tử phải xóa tên các ngươi ở trung thổ thần châu này. Giọng nói Dương Diệp vang lên ở trong không trung. Cường giả của ba nhà Lục gia, Mạc gia, Gia Cát gia đều bị kết giới vây khốn. Bọn họ tất nhiên sẽ không cam lòng bị nhốt, tất cả đều ra tay. Nhưng khiến bọn họ kinh hãi là cho dù là tất cả bọn họ liên thủ cũng không thế nào phá được kết giới đang giam giữ bọn họ. Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái có tổng cộng 8 vị bán đế, U Minh Điện chỉ có 3 người cộng thêm Dương Diệp là 4 người. Nhưng lúc này 4 người này tự nhiên đánh ép 8 vị bán đế. Đó còn là ba nàng U Minh Điện khủng khiếp, thiếu nữ cưỡi heo quản thực chính là một kẻ điên cuồng bạo lực, mỗi một gậy hạ xuống đều có kẻ không chết cũng bị thương.
mà hai người Yên nữ cùng Minh nữ cũng rất khủng khiếp, hai nàng tấn công quá kỳ lạ tới mức làm cho những bán đế của Mạc gia đều lộ ra vẻ hoảng sợ. So với ba nàng, Dương Diệp trái lại có vẻ bình thường hơn. So với lực lượng thì hắn quả thật rất mạnh, nhưng so với thiếu nữ cưỡi heo vẫn kém hơn rất nhiều, so với năng lực kỳ lạ, hắn lại càng kém hơn Yên nữ cùng Minh nữ. Nhưng hắn lại bắt mắt nhất, cả người hắn đều đỏ như máu phát ra lệ khí cùng sát ý vô tận, muốn người khác không chú ý tới hắn cũng khó. Sau một khắc đồng hồ, lúc này, ở đó đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một bán đế của Mạc gia bị thiếu nữ cưỡi heo đập một gây thành một bãi thịt nát. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một bán đế của Mạc gia trực tiếp phân giải trong không trung, không bao lâu đã biến thành hư vô. Tiếng kêu thảm thiết vẫn đang vang vọng. Lý Lão Quải cùng Phượng Tình Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt hai người đầy vẻ kinh hãi. Bởi vì mục tiêu hàng đầu của bốn người Dương Diệp là đám người Mạc gia, bởi vậy hai người bọn họ ngược lại tương đối rảnh rỗi. Bọn họ vốn muốn ra tay, nhưng nhìn thấy người của ba thế gia lớn còn lại bị nhốt, bán đế của Mạc gia bị tàn sát, hai người cũng không còn ý nghĩ ra tay nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có ý định bỏ trốn. Mạc gia ta bằng lòng rút lui. Đúng lúc này lại đột nhiên vang lên giọng nói của Mạc Khinh Phong. Lúc này, hai mắt Mạc Khinh Phong đỏ như máu, cả người đã sắp rơi vào tình trạng điên cuồng. Bởi vì từ khi giao đấu đến bây giờ, trong thời gian rất ngắn, Mạc gia đã chết bốn gã bán đế. Cho dù cảnh giới cao nhất của bốn người chỉ là thánh giả cao cấp, nhưng thực lực của bốn người còn khủng khiếp hơn cả bán đế. Thậm chí hắn cảm thấy, đừng nói đối phó với bọn họ, cho dù bốn người chống lại mấy đế giả, chỉ sợ cũng có thể tranh tài đánh một trận. Bốn người này quá biến thái. Đáng sợ nhất là còn có một điện hạ U Minh Điện không biết đang ẩn giấu ở đâu. Lực kết giới này của đối phương lại có thể trực tiếp nhốt ba nhà khác. Nếu đánh tiếp, tất cả bán đế của Mạc gia đều sẽ phải chết ở đây, trong đó có cả Mạc Khinh Phong hắn. Nếu như bọn họ đều chết ở đây, vậy Mạc gia thật sự sẽ bị xóa tên khỏi Trung Thổ Thần Châu. Bọn họ không có sự lựa chọn, chỉ có thể chịu thua. Nghe được Mạc Khinh Phong nói vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại và đang muốn nói, thiếu nữ cưỡi heo đã nói trước. Bây giờ lại muốn đầu hàng sao? Muộn rồi, người động tới U Minh Điện ta đều phải bị giết sạch. Vừa dứt lời, thiếu nữ cưỡi heo đã bắn ra, đụng mạnh vào bán đế của Mạc gia. Đồng tử bán đế của Mạc gia kia co lại, hắn còn chưa lấy lại tinh thần đã trực tiếp bị con heo trắng này đập vào trên thân, cùng lúc đó có một cây lang nha bổng trực tiếp nện trên đầu hắn. Bốp! Đầu bán đế của Mạc gia kia trực tiếp vỡ ra. Cùng lúc đó, thân thể đối phương cũng trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát tung bay trong không trung. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một dây xích sắt màu đen đã xuyên qua mi tâm của một bán đế của Mạc gia. Bán đế của Mạc gia kia trợn tròn hai mắt, chỉ trong giây lát đã không còn sức sống nữa. Bây giờ chỉ còn lại có Mạc Khinh Phong cùng Mạc Thiên. Bốn đấu với hai. Mạc Khinh Phong hít sâu một hơi, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại rồi đột nhiên mở ra, trong mắt đầy vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn không nói nhiều, trong bụng phồng lên với tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, linh khí chung quanh lập tức trở nên cuồng bạo. Tự nổ. Bán đế tự nổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều hoảng hốt. Đám người Tiêu Biệt Ly cũng biến sắc, Mạc Khinh Phong tự nổ, không cần phải nói, cho dù Bạch Lộ giới không bị hủy, bọn họ cũng không bảo vệ nổi Bạch Lộ thành. Hơn nữa, người dưới thánh giả đề sẽ phải chết. Thậm chí ngay cả thánh giả cũng không có cách nào may mắn tránh được. Bán đế tự nổ có uy lực khủng khiếp tới mức nào? Dương Diệp tất nhiên cũng biết điểm này nên muốn ra tay, nhưng lại bị Minh Nữ ngăn cản. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Minh Nữ thấy nàng khẽ nói. Cứ để cho hắn nổ. Xuất phát từ tín nhiệm đối với Minh Nữ, Dương Diệp khẽ gật đầu và không ra tay nữa. Cho dù hắn không biết vì sao ba người Minh Nữ không ra tay, nhưng hắn biết đối phương nhất định có chỗ dựa, hoặc nói có cách ứng phó với việc đối phương tự nổ. Nhìn thấy Mạc Khinh Phong tự nổ, Phượng Tình Vũ và Lý Lão Quải đều biến sắc, hai người không hề do dự đã xoay người bắn nhanh về phía xa. Nhưng hai người vừa chạy được mấy ngàn trượng, một khối vuông gần như trong suốt lại xuất hiện ở xung quanh hai người, giam giữ hai người. Ba kẻ đê tiện, mọi người cùng nhau chết đi. Lúc này,
Mạc Khinh Phong phía xa đột nhiên điên cuồng cười to và nói, tiếp theo, toàn thân hắn trực tiếp nổ tung, một trận gió bão sóng khí khủng khiếp đột nhiên khuếch tán ra đến hơn trăm trượng. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, vô số người phía sau điên cuồng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, ở trong ánh mắt mọi người, trận gió lốc sóng khí tự nhiên ngừng lại, và co dần vào trong. Mọi người sửng sốt. Dương Diệp cũng sững sờ. Nhưng chẳng bao lâu hắn lại phát hiện ra vấn đề. Một bức tường mỏng hình vuông đã xuất hiện ở xung quanh trận gió lốc, không phải những trận gió bão này đang co lại, mà năng lượng của nó bị tường mỏng hình vuông kia ép cho phải không ngừng co lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Dương Diệp lập tức co lại. Năng lực bán đế tự nổ sinh ra khủng khiếp tới mức nào. Nhưng bây giờ chúng vẫn bị kết giới này vây khốn, thực lực của vị điện hạ thi triển ra kết giới này khủng khiếp đến trình độ nào. Người của ba thế gia cũng chấn động trước cảnh tượng này, trước đây bọn họ đã đặc biệt đánh giá cao thực lực những điện hạ của U Minh Điện, nhưng bây giờ bọn họ mới biết, bọn họ vẫn đánh giá quá thấp. Thực lực của những điện hạ U Minh Điện này còn mạnh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Chỉ bốn điện hạ U Minh Điện đã làm cho bốn thế gia lớn bọn họ bó tay không làm gì được, nếu như 10 người đều đi ra. Dưới sự tập trung chú ý của mọi người, trận bão năng lượng do Mạc Khinh Phong tự nổ sinh ra đã dần dần bị nghiền nát, cho đến cuối cùng hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Mạc Thiên bán đế cuối cùng của Mạc gia lập tức xám lại như cho tàn. Kết thúc rồi. Tất cả đều kết thúc rồi. Mạc gia một trong bốn thế gia lớn của Trung Thổ Thần Châu lại kết thúc như vậy. Cho dù Mạc gia bọn họ vẫn tồn tại, nhưng Mạc gia đã mất gần như tất cả bán đế, sau này làm sao đặt chân ở Trung Thổ Thần Châu này nữa. Bây giờ lên, Trung Thổ Thần Châu không có bốn thế gia lớn, chỉ có ba thế gia lớn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Phía xa, Mạc Thiên biến sắc. Trong phút chốc, Dương Diệp đã xuất hiện sau lưng hắn. Chỉ thấy hai mắt Mạc Thiên lại trợn tròn rồi không còn sức sống nữa. Chém tận giết tuyệt. Người này thật ác độc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người của ba thế gia lớn đều thầm rùng mình. Thiếu nữ cưỡi heo cũng liếc nhìn Dương Diệp, nhưng nàng không nói gì thêm. Lúc này, những kết giới vây khốn ba thế gia lớn đột nhiên biến mất. Nhưng không có người nào dám ra tay, cũng không có ai dám đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Mạc gia. Đám người Mạc gia nhất thời biến sắc, tuy nhiên nữ tử xinh đẹp dẫn đầu rất bình tĩnh, hoàn toàn không dao động. Ta muốn hỏi thăm một người, Mạc gia có thể có một người gọi là A Thanh không? Dương Diệp không quên chuyện Mạc lão căn dặn, trước đây lúc Mạc lão đốt hồn tự nổ đã bảo hắn tới linh giới hỏi thăm A Thanh này. Nếu như Mạc gia không có người này, theo lời Mạc lão căn dặn, Mạc gia này cũng không cần phải tồn tại nữa. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt đám người Mạc gia đều biến đổi. Trong mắt nữ tử xinh đẹp dẫn đầu có phần kinh ngạc cùng nghi ngờ, còn có vẻ kích động. Ngươi là ai? Giọng nói của nàng hơi run rẩy. Ngươi trả lời ta. Dương Diệp tay chậm rãi nắm chặt huyết kiếm trong tay. Ngươi biết hắn, ngươi nhất định biết hắn, ngươi đến từ hạ giới, ngươi đến từ hạ giới đúng không? Nữ tử xinh đẹp kích động, nói năng có chút lộn xộn. Dương Diệp nhìn nữ tử xinh đẹp một lát, tay chậm rãi buông ra, giọng điệu có vẻ tôn kính. Ngươi chính là A Thanh. Nữ tử xinh đẹp khẽ gật đầu, sau đó run giọng nói. Hắn có khỏe không? Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Chết rồi. Chết. Nữ tử xinh đẹp kia giống như bị sét đánh, vẻ mặt lập tức trắng bệch, rất lâu sau, ánh mắt nàng có chút đờ đẫn nhìn về phía xa. Chết, chết rồi. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Hắn bảo ta chuyển lời cho tiền bối, không cần chờ hắn nữa. Nói xong, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía Gia Cát Gia, nói. Gia Cát Vận có ở đây không? Nếu là trước đây, bọn họ nhất định sẽ không để ý tới Dương Diệp, nhưng bây giờ không có người nào dám làm như thế. Nam tử trung niên dẫn đầu Gia Cát Gia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không ở giới này. Vậy thì thôi. Dương Diệp liếc nhìn ba thế gia lớn, nói. Bây giờ, các ngươi đều có thể đi. Giết chết người của ba thế gia lớn ở đây sao? Điều này không thực tế, cũng không cần thiết, bởi vì ba thế gia lớn này không trực tiếp mâu thuẫn với Thư viện Bạch Lộc. Có mâu thuẫn trực tiếp là Mạc gia thì đã kết thúc rồi. Bây giờ Thư viện Bạch Lộc cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Gia Cát gia cùng Lục gia liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Khi Gia Cát gia rời đi,
những bùa chú xuất hiện ở phía chân trời lập tức biến mất. Lúc này, mắt của thiên đạo mới xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Minh nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta đi. Nói xong, bọn họ cùng hai nàng khác muốn rời đi. Nhưng ngay vào lúc này, mắt của thiên đạo đột nhiên phát ra một uy lực của trời đất khủng khiếp. Khi uy áp này xuất hiện, một vài thánh giả không ngờ trực tiếp bị ép nằm sấp trên mặt đất. Tiếp theo, bên trong mắt của thiên đạo xuất hiện một điểm ánh sáng màu tím. Rất nhanh, một đạo thần lôi màu tím đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Diệt thế thần lôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều bối rối. Thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ, yên nữ đều mở to hai mắt, đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Kết thúc rồi. Sắc mặt Dương Diệp rất khó coi. Thần lôi màu tím. Đó là khái niệm gì? Đó là diệt thế thần lôi đấy. Đừng nói bán đế, cho dù là đế giả ở trước mặt nó cũng phải run rẩy. Ở đây làm sao có thể xuất hiện diệt thế thần lôi được? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người lúc này. Bởi vì diệt thế thần lôi bình thường sẽ chỉ xuất hiện trong hai trường hợp. Một là có người muốn hủy diệt thế giới, ví dụ như đế giả hạ xuống linh giới, sau đó phá hủy trên quy mô lớn. Dưới tình huống này thì rất có khả năng sẽ dẫn tới diệt thế thần lôi, bởi vì thần lôi màu đen bình thường đã không có tác dụng với đế giả nữa. Loại tình huống thứ hai là tội nhân làm ra hành động nghịch thiên. Hễ là người bị mắt của thiên đạo xác định là tội nhân của trời đất, điều này đại biểu cho đối phương từng có hành động nghịch thiên, đồng thời lúc đó mắt của thiên đạo không thể làm gì được đối phương, bởi vậy mắt của thiên đạo tự mình hy sinh, xác định đối phương là tội nhân của trời đất. Lúc này, tuyệt đối không có đế giả phá hủy thế giới, nói cách khác chỉ có tội nhân của trời đất. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp. Dương Diệp là tội nhân của trời đất. Lúc này trong lòng rất nhiều người đúng là nghĩ như vậy, nhưng bọn họ đã nhanh chóng tự phủ nhận. Nói đùa sao, Dương Diệp chẳng qua là bán thánh, cho dù hắn có nghịch thiên thì có thể nghịch thiên tới mức nào. Lấy thực lực của Dương Diệp căn bản không có khả năng làm cho mắt của thiên đạo cũng không thể làm gì được, sau đó tự mình hy sinh xem hắn là tội nhân. Cho dù Dương Diệp rất mạnh, nhưng tuyệt đối không mạnh đến trình độ đó. Nhưng nếu như Dương Diệp không phải là tội nhân của trời đất, vậy vì sao mắt của thiên đạo phải đánh xuống diệt thế thần lôi? Thần lôi màu tím này dĩ nhiên là nhằm vào Dương Diệp, sau khi nó xuất hiện liền trực tiếp phong tỏa Dương Diệp. Ánh mắt của thiếu nữ cưỡi heo cũng tập trung vào Dương Diệp. Yên nữ và minh nữ bên cạnh nàng cũng nhìn hắn. Ngay cả minh nữ cũng nghĩ không ra được tại sao mắt thiên đạo này lại nhằm vào Dương Diệp, hơn nữa còn đánh xuống thần lôi màu tím. Cho dù Dương Diệp quả thật đã gây ra chút tai họa, nhưng không đến mức chọc giận mắt của thiên đạo đến mức này chứ. Phía xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, tay trái hắn thoáng động. Vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo, hắn cắm huyết kiếm vào trong vỏ kiếm cổ và rút kiếm chém ra một phát. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí màu đỏ như máu phóng lên cao, bắn nhanh về phía thần lôi màu tím trên bầu trời. 120 đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Dương Diệp dĩ nhiên không dám khinh thường rồi. Thần lôi màu tím này còn mạnh hơn thần lôi màu tím ở đại lục huyền giả lúc trước rất nhiều. Hắn sao dám có chút khinh thường cùng sơ suất được. Ở trong ánh mắt mọi người, đường kiếm khí màu đỏ như máu của Dương Diệp này và chạm vào thần lôi màu tím. Một tiếng nổ lớn vang vọng ở phía chân trời, rất nhiều tơ máu bắn nhanh ra. Kiếm khí đã không còn, nhưng thần lôi màu tím này vẫn tồn tại, đồng thời vẫn lao về phía vị trí của Dương Diệp với tốc độ không giảm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người của Thư viện Bạch Lộc lập tức trầm xuống. Minh nữ nhíu mày và muốn ra tay, nhưng bị yên nữ ngăn cản. Yên nữ không nói gì, thiếu nữ cưỡi heo nói. Đây là diệt thế thần lôi, nếu ngươi nhúng tay vào thì nhất định sẽ dẫn lôi phạt chính mình. Ta biết ngươi không quan tâm, nhưng bây giờ ngươi ra tay, sẽ chỉ làm cho mọi chuyện càng phức tạp hơn thôi. Minh nữ do dự, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đúng vậy, nếu như bây giờ nàng ra tay, mắt của thiên đạo nhất định sẽ đánh xuống hai thần lôi màu tím. Trừ khi nàng có thể trực tiếp tiêu diệt mắt thiên đạo này, nếu không chuyện này sẽ vĩnh viễn không kết thúc. Nhưng tiêu diệt mắt của thiên đạo sao? Cho dù là tất cả U Minh Điện cũng sẽ phải cân nhắc một chút. Phía xa, nhìn thấy kiếm khí của mình không tạo thành ảnh hưởng gì với thần lôi màu tím này, vẻ mặt Dương Diệp trở nên nghiêm trọng. Lần này, hắn không dám nương tay nữa.
bởi vì thần lôi màu tím đã cách hắn chưa đầy trăm trượng. Một khi để cho nó rơi xuống, tất cả bạch lộ giới sẽ bị hủy diệt chỉ trong giây lát. Huyết kiếm áp sát mi tâm, hai mắt khép hờ, trong phút chốc Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau thần lôi màu tím này. Mà thần lôi màu tím này vẫn đang lao xuống, qua đúng hai hơi thở, mọi người nhìn thấy thần lôi màu tím này ầm ầm vỡ nát, hóa thành dòng điện màu tím lan tràn khắp bầu trời. Lúc này, Dương Diệp nhanh chóng vung huyết kiếm, từng kiếm khí không ngừng hiện lên, chẳng bao lâu những dòng điện màu tím đều bị kiếm khí đỏ như máu chém thành hư vô. Kiếm pháp này không tệ. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo bỗng nhiên tán thưởng nói. Tốc độ cơ thể, tốc độ pháp tắc, cộng thêm hai loại ý cảnh của hắn, còn có một cái áo choàng tốc độ. Cho dù là đế giả cũng không thể khinh thường một kiếm này được. Nàng nhìn về phía Yên nữ cùng Minh nữ, nói. Nam này quan hệ thế nào với các ngươi mà khiến các ngươi tự nhiên vì hắn không để ý tới sĩ diện kêu cứu vậy? Yên nữ lùi về phía sau một bước, biểu thị không có liên quan gì với nàng. Minh nữ liếc nhìn Dương Diệp phía xa, sau đó nói. Bằng hữu, thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn Minh nữ, trong mắt đầy vẻ hứng thú, nói. Vậy ta có thể tò mò rồi. Yên nữ liếc nhìn Minh nữ nhưng không nói gì. Chân trời phía xa, sau khi Dương Diệp đánh nát một đạo thần lôi màu tím, không có gì bất ngờ xảy ra, lại một đạo thần lôi màu tím xuất hiện. Đạo thần lôi màu tím này còn lớn hơn trước rất nhiều, nó dài khoảng chừng gần trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Tiêu Biệt Ly lại nhíu mày. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nói. Vậy, một vạn cái tử tinh thạch, người giúp ta giết chết mắt của thiên đạo này được không? Hai vạn cũng có thể thương lượng được. Thiếu nữ cưỡi heo chớp chớp mắt, sau đó nói. Người tưởng tỷ là chày gỗ sao? Dương Diệp nhún vai, ngẩng đầu nhìn về phía đạo thần lôi màu tím kia, trong mắt có chút hung ác. Từ giây phút hắn ở đại lục huyền giả chém thiên đạo, hắn đã biết được mình sẽ phải đối mặt với thiên đạo này. Đây là một chuyện phiền phức, là một phiền phức siêu cấp. Nhưng lúc đó hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Thiên đạo vì muốn tiêu diệt huyền giả nghịch chủng đã không tiếc tiêu diệt tất cả đại lục huyền giả. Bản thân hắn là một phần tử của đại lục huyền giả, tất nhiên chỉ có thể rút kiếm đánh một trận. Cũng giống như bây giờ, hắn cũng không được lựa chọn. Ngược lại không phải hắn muốn đối địch với mắt của thiên đạo, mà mắt của thiên đạo nhất quyết muốn Dương Diệp hắn phải chết. Đối với Dương Diệp mà nói, người muốn giết ta, ta lại giết người, nếu trời muốn tiêu diệt ta, vậy ta sẽ diệt trời. Ong! Một tiếng kiếm ngân bắt đầu vang vọng ở nơi đây, tiếp theo, cả người Dương Diệp phóng lên cao, một cột máu đâm thẳng trời cao, xuyên qua thần lôi màu tím. Nhưng vẫn chưa kết thúc, tốc độ của cột máu không giảm, đánh mạnh về phía mắt của thiên đạo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Dương Diệp này điên rồi sao? Tự nhiên đi chém mắt của thiên đạo. Tay Tiêu Biệt Ly đang run rẩy. Hắn biết Dương Diệp rất điên, nhưng hắn không ngờ được Dương Diệp điên như thế, ngay cả mắt của thiên đạo cũng dám chém, đó là mắt của thiên đạo đấy. Đó là đại biểu cho thiên đạo đấy. Dương Diệp hắn thật sự muốn nghịch thiên sao? Không chỉ đám người Tiêu Biệt Ly, vẻ mặt thiếu nữ cưỡi heo, Yên nữ và Minh nữ cũng thay đổi. Trong mắt ba nàng đều lộ vẻ kinh ngạc cùng khó tin. Chém mắt của thiên đạo có nghĩa là Dương Diệp đối nghịch cùng mắt của thiên đạo, cũng có nghĩa là hắn đứng đối diện người bảo vệ linh giới. Lớn mật, thật sự là lớn mật. Thiếu nữ cưỡi heo bỗng nhiên nói một câu. Yên nữ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Trong mắt Minh nữ lại hiện ra vẻ lo âu. Phía chân trời, trong tầm mắt của mọi người, Dương Diệp hóa thành một đường ánh sáng máu đánh vào mắt của thiên đạo trên. Phía chân trời chấn động mạnh, rất nhiều đường kiếm khí màu đỏ như máu bắn ra, lướt phía chân trời, khiến không gian tách ra. Trong phút chốc, rất nhiều vết nứt tối tăm xuất hiện ở trên không trung. Lúc này, phía chân trời lại truyền tới một tiếng nổ lớn, một bóng người rơi nhanh xuống. Bóng người này dĩ nhiên là Dương Diệp. Minh nữ thoáng biến sắc. Cơ thể đã lao tới chỗ của Dương Diệp, tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy lưng hắn. Dương Diệp ngừng lại, nhưng tay phải của Minh Nữ đã biến thành màu đỏ tươi. Trong lòng Minh Nữ thầm cả kinh, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đã rạn nứt, máu tươi đang chậm rãi tràn ra. Đồng tử của Minh Nữ hơi co lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời,
con mắt của thiên đạo vẫn tồn tại, nhưng ở trên đó xuất hiện thêm mấy vết nứt. Lúc này, một đạo thần lôi màu tím lại chậm rãi chui ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Minh Nữ nheo mắt và muốn ra tay, nhưng lại bị Dương Diệp kéo lại. Minh Nữ quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp thấy hắn nhìn nàng khẽ lắc đầu, nói. Nàng đã giúp ta rất nhiều rồi, ta không thể làm liên lụy tới nàng nữa. Chuyện này, cứ để ta tự mình giải quyết là được. Ngươi còn muốn cậy mạnh sao? Minh Nữ nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Để ta tự mình tới. Đối đầu mắt của thiên đạo có nghĩa là phải đối nghịch với thiên đạo, hắn không muốn liên lụy tới Minh Nữ. Minh Nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu và tránh qua một bên. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía thần lôi màu tím đang hạ xuống, một lát sau, tay hắn mở ra. Huyết kiếm trong tay hắn lập tức tiêu tan, cùng lúc đó, những sát khí cùng lệ khí trên người hắn cũng quay về trong cơ thể. Nhìn đạo thần lôi màu tím kia, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia lệ khí, chợt quát. Kiếm linh! Ong! Vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân vang lên, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thần lôi màu tím không ngờ tiếp rạn nứt. Đồng tử của tất cả mọi người co lại. Phía xa, lần đầu tiên trong mắt thiếu nữ cưỡi heo có vẻ khiếp sợ, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào trên thanh kiếm trong tay phải của Dương Diệp, ở trong mắt nàng không chỉ có kinh ngạc, còn có chút kiêng kỵ. Yên nữ cùng Minh nữ bên cạnh nàng cũng vậy. Dương Diệp nắm kiếm tổ chợt cắm vào vỏ kiếm cổ. Ong! Lại một tiếng kiếm ngân vang vọng. Ầm! Ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thần lôi màu tím cai trực tiếp bị tiếng kiếm ngân này cả đánh vỡ, sau đó hóa thành hư vô. Ngươi muốn ta chết, ta lại cho ngươi chết. Giọng nói dữ tợn của Dương Diệp bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ở tiếng kiếm ngân này, ngoại trừ thần lôi màu tím kia, ngay cả mắt của thiên đạo cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, dường như muốn vỡ ra vậy. Kiếm linh có thể nói là Dương Diệp một trong những thủ đoạn cuối cùng, trước hắn không sử dụng là vì sợ đưa tới mắt của thiên đạo, nhưng bây giờ mắt của thiên đạo đã tới, nên hắn căn bản không lo dẫn tới nữa. Dưới tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không e ngại gì. Bởi vì, thần lôi màu tím này thật sự quá khủng khiếp, nếu như không hủy diệt mắt thiên đạo này, hắn sẽ bị thần lôi màu tím chơi chết. Không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể rút kiếm. Mà vào giây phút tay phải của Dương Diệp cầm chuôi kiếm đó, mắt của thiên đạo ở phía chân trời kia đột nhiên phát ra một ánh sáng rực rỡ, trong tầm mắt mọi người, nó trực tiếp vỡ ra, sau đó một chùm tia sáng màu đỏ bắn tới với tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức Dương Diệp không kịp phản ứng đã tiến vào trong cơ thể hắn. Ầm, từ trong cơ thể Dương Diệp có một cột máu phóng lên cao. Tuy nhiên không giống trước đây là cột máu này hoàn toàn không có sát khí cùng lệ khí, ngay cả mùi máu tươi cũng không có. Nhưng tóc của Dương Diệp lại biến thành màu đỏ tươi giống như trước đó. Hơn nữa, ở trên đỉnh đầu Dương Diệp có thêm một chữ màu đỏ tươi, phạt. Chữ phạt màu đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt đám người Tiêu Biệt Ly đầy vẻ nghi ngờ. Bọn họ không ngờ, mắt thiên đạo này lại tự nổ, sau đó xuất hiện cảnh tượng này. Đây là ý gì? Tiêu Biệt Ly cùng đám người của Thư viện Bạch Lộc nghi ngờ nhìn chữ phạt trên đỉnh đầu Dương Diệp. Nhưng mấy nàng Minh Nữ lại biến sắc, giờ phút này trong mắt ba người còn kinh ngạc hơn cả khi Dương Diệp lấy ra kiếm tổ. Huyết phạt, sao có thể như vậy được? Trong mắt thiếu nữ cưỡi heo đầy kinh ngạc cùng kinh hãi, còn có chút nghi ngờ cùng không hiểu. Yên nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn hồ ly trong lòng mình, ánh mắt nàng không khác gì thiếu nữ cưỡi heo. Vẻ mặt Minh Nữ thì trắng bệch, trong mắt nàng có vẻ khó tin. Dương Diệp cũng phát hiện ra trên đỉnh đầu của mình xuất hiện thêm một chữ phạt màu đỏ. Dương Diệp nhíu mày, tâm niệm hắn thoáng động khiến một đường kiếm khí nhanh chóng hiện ra, cuối cùng bổ vào chữ phạt trên đỉnh đầu hắn. Ầm, một tiếng nổ vang, kiếm khí tiêu tan nhưng chữ phạt kia không hề suy chuyên. Đây là huyết phạt. Đúng lúc này, Minh Nữ đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, sau đó nói. Huyết phạt khủng khiếp hơn thiên phạt nhiều, thiên phạt chẳng qua là xác định một người thành tội nhân của trời đất, thiên đạo không tha cho hắn. Mà huyết phạt lại đại biểu thiên đạo của thế giới này cùng đối phương không chết không dừng, không chết không dừng. Không chết không dừng. Hai mắt Dương Diệp hơi híp lại. Lúc này, Minh Nữ lại nói. Ngươi chắc hẳn từng nghe nói, U Minh Điện ta năm đó từng xuất một tội nhân trời đất. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Từng nghe nói. Minh Nữ nói, thật ra,
nàng không phải là tội nhân của trời đất, nếu như chỉ là tội nhân của trời đất, lấy thực lực của U Minh Điện ta hoàn toàn có thể làm cho nàng rời khỏi thế giới này để đi qua thế giới khác. Như vậy thiên đạo này không thể làm gì được nàng, nhưng nàng không phải là tội nhân của trời đất, mà bị thiên đạo huyết phạt. Thiên đạo sẽ không để cho nàng rời đi. Đối với người như thế, thiên đạo thậm chí sẽ không tiếc hủy diệt một thế giới. Nói đến đây, Minh Nữ nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Trước đây, cũng không phải U Minh Điện ta sợ người bảo vệ, mà chúng ta không muốn hủy diệt thế giới này, càng không muốn liều chết cùng thiên đạo. Mắt của thiên đạo chỉ là một phân thân của thiên đạo thật sự ở xa ngoài thiên giới, nó nắm trong tay trên trăm thế giới linh giới. Mà ở phía sau mắt của thiên đạo còn có thế lực khác. Nước rất sâu, trước đây U Minh Điện ta có một nửa số người không thức tỉnh, cho nên chúng ta mới thỏa hiệp. Dương Diệp. Minh Nữ hít sâu một hơi, sau đó nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi rốt cuộc làm gì? Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Trong giọng nói của nàng còn có vẻ run rẩy. Thiếu nữ cưỡi heo cùng Yên Nữ cũng nhìn về phía Dương Diệp, các nàng cũng muốn biết Dương Diệp rốt cuộc đã làm gì. Dương Diệp khẽ thở ra một hơi, sau đó nói. Còn nhớ đại lục huyền giả không? Biết trước đây ta là làm sao sống được không? Minh Nữ lắc đầu. Dương Diệp nói. Trước đây, thiên đạo vì diệt huyền giả nghịch chủng mà không tiếc đánh xuống diệt thế thần lôi. Chúng ta tất nhiên không cam lòng ngồi chờ chết, tất cả mọi người đã liên thủ đối đầu. Bởi vì một vài nguyên nhân nên rất nhiều huyền giả nghịch chủng thành thánh, rất nhiều huyền giả tự nổ, cuối cùng làm mắt của thiên đạo này bị thương nặng. Mà ở thời điểm quan trọng, ta đã một kiếm tiêu diệt nó. Sau đó nó liền ghi nhớ ta. Ta thành bán thánh, nó cũng tới. Cho dù người khác thành thánh, chỉ cần ta ở đó để nó nhìn thấy, nó sẽ dùng thần lôi đánh ta. Nói chung, chỉ cần để cho nó ngửi thấy khí tức của ta, nó sẽ không bỏ qua cho ta. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu, nói. Thật ra ta rất oan ức. Trước đây, nó muốn hủy diệt tất cả đại lục. Ta muốn sống nên không có cách nào, chỉ có thể diệt nó. Sau khi đi tới linh giới, bởi vì một vài nguyên nhân nên nó lại bị diệt ở Thanh Châu. Được rồi, ta không ngờ được nó chẳng qua chỉ là một phân thân, sau đó còn đặc biệt dễ mang thù. Minh Nữ. Ngươi từng chém mắt của thiên đạo. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo bỗng nhiên nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó khẽ gật đầu, nói. Không giống sao. Thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn thanh kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Kiếm này của ngươi, rất tốt, ngươi bán không? Dương Diệp. Thiếu nữ cưỡi heo nhún vai một cái nói. Dù sao ngươi cũng sắp chết, không bằng bắn thanh kiếm này cho ta, đến lúc đó ta có lẽ có thể báo thù cho ngươi. Thế nào, ta có thể cho ngươi 10 vạn viên tử tinh thạch, đây là tất cả tích góp của ta. Nàng có mấy chục vạn. Lúc này, Yên Nữ bỗng nhiên nói. Thiếu nữ cưỡi heo nghe vậy lập tức giận dữ, hung hăng trừng mắt với Yên Nữ, nói. Tên phản đồ nhà ngươi, hôm nào ta sẽ nướng hồ ly của ngươi lên ăn. Vậy ta sẽ nướng heo của ngươi để ăn. Yên Nữ không chịu yếu thế. Dừng lại. Nhìn thấy thiếu nữ cưỡi heo còn muốn nói gì nữa, lúc này Dương Diệp tức giận nói. Hai vị đại tỷ, các ngươi có thể để ý tới cảm nhận của ta một lát không? Bây giờ ta đã như vậy. Các ngươi còn đang thảo luận tới chuyện ăn, các ngươi có thể đừng kích thích ta như thế được không? Ngươi sắp chết rồi. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn Dương Diệp, bộ dạng ngươi rất đáng thương. Yên Nữ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Vì sao, ta cảm giác không có vấn đề gì mà. Dương Diệp không hiểu nói, cho dù đỉnh đầu có thêm một chữ phạt. Nhưng cơ thể hắn vẫn thoải mái, không có vấn đề gì. Người bảo vệ sẽ tới tìm ngươi. Thiếu nữ cưỡi heo nói. Biểu tình của Dương Diệp cứng đờ, sau đó nói. Nếu như bọn họ muốn tới, lấy thực lực của bọn họ chắc hẳn đã sớm tới rồi. Bây giờ chưa tới thì nhất định là bọn họ không tới nữa. Ngươi nằm mơ. Thiếu nữ cưỡi heo công kích không chút lưu tình nói. Sở dĩ bọn họ còn chưa tới là vì bọn họ không ở thế giới này. Nếu như ta không đoán sai, bây giờ bọn họ đã lên đường đến đây rồi. Chờ tới khi bọn họ đến, ngươi lại tiêu đời. Trốn. Lúc này, Minh Nữ bỗng nhiên nói. Trốn. Dương Diệp sửng sốt. Trốn đi đâu? Thiếu nữ cưỡi heo nói. Trừ khi hắn có thể lao ra khỏi thế giới này, chạy trốn tới tinh không ngoại vực. Nhưng lấy thực lực của hắn mà muốn đột phá thế giới này thì còn kém xa.
Hơn nữa, cho dù hắn chạy trốn tới ngoại vực đi, người ta muốn tìm được hắn còn không phải là dễ dàng như trở bàn tay sao. Đừng quên, tinh vực này đều ở trong tay của đối phương. Minh Nữ im lặng một lát. Dương Diệp cũng im lặng, sau một lát hắn nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nàng vội vàng nói. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng đánh chủ ý vào ta. Ta cũng không nhận vụ làm ăn này đâu, ngươi cho bao nhiêu tử tinh thạch ta cũng không nhận. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Minh Nữ, nói. Còn cả ngươi nữa, ngươi đừng đánh chủ ý vào ta, đây chính là một vụ làm ăn thua lỗ. Có lẽ Liên tỷ cũng phải sẽ bồi thường cả bản thân vào mất. Minh Nữ siết chặt hai nắm tay, trong mắt chấp hiện hàn quang. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo nhìn Minh Nữ, nói. Tiểu thập, đây cũng không phải là trò đùa. Nếu ngươi ra tay sẽ liên lụy đến tất cả U Minh Điện chúng ta. Không thể giúp. Lúc này, Yên Nữ cũng đi đến. Bất kể là thiếu nữ cưỡi heo hay Yên Nữ, trong mắt hai người đều có vẻ nghiêm trọng. Lần này, cũng để ta tự mình đối mặt đi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Minh Nữ, nói. Nàng đã giúp ta rất nhiều. Hơn nữa, nàng không phải chỉ có một người, mỗi lời nói mỗi hành động của nàng đều sẽ liên lụy đến người khác. Ngươi đánh không lại bọn hắn. Minh Nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nói. Nếu như ta đầu hàng, bọn họ có thể giết ta không? Đầu hàng. Chỉ khi thực lực hai bên chênh lệch không lớn, bên yếu mới có cơ hội đầu hàng. Nhưng ngươi chống lại bọn họ, ngươi kém như vậy, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho ngươi đầu hàng sao? Thiếu nữ cưỡi heo khẽ nói. Nếu không có biện pháp thì chỉ có thể chiến đấu. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Minh Nữ, nói. Các ngươi đi đi. Minh Nữ không nói gì, thiếu nữ cưỡi heo đang muốn nói thì đồng tử nàng đột nhiên co lại. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tới rồi. Thiếu nữ cưỡi heo vừa dứt lời, cuối chân trời đột nhiên xuất hiện hai điểm ánh sáng màu vàng. Rất nhanh đã thấy nam tử trung niên hai trên người mặc khôi giáp màu vàng, trong tay cầm trường thương màu vàng xuất hiện ở trên không trung của bạch lộ giới. Đế giả. Hai vị đế giả. Hai người trung niên không để ý tới mọi người, ánh mắt trực tiếp nhìn Dương Diệp, khi thấy chữ phạt màu đỏ trên đỉnh đầu Dương Diệp. Trong mắt hai người lập tức thoáng hiện sát ý. Nam tử mặc kim giáp bên trái đang muốn ra tay, mà vào lúc này, một đường kiếm quang từ phía chân trời kéo tới. Rất nhanh, một nam tử mặc áo bào đen đã xuất hiện ở đó. Diệp Lang Tà. Nhìn thấy nam tử mặc áo bào màu đen này, đám người Tiêu Biệt Ly hơi ngẩn người ra. Rõ ràng, bọn họ nhận ra Diệp Lang Tà, hoặc nói đã từng gặp Diệp Lang Tà. Ánh mắt Diệp Lang Tà trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy chữ phạt màu đỏ trên đỉnh đầu Dương Diệp, Diệp Lang Tà thoáng biến sắc. Rõ ràng, hắn từng nghe nói tới huyết phạt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khi nhìn thấy hai đế giả, sắc mặt hắn cũng trầm xuống, sau đó lại liếc mắt nhìn Dương Diệp. Hắn hình như đã hiểu rõ. Ngươi nợ ta một ân tình, không sai chứ? Dương Diệp nhìn Diệp Lang Tà nói. Diệp Lang Tà không đổi ý, khẽ gật đầu. Dương Diệp chỉ vào hai người trung niên mặc giáp màu vàng phía trên, nói. Ta giết một người, ngươi giết một người. Diệp Lang Tà nheo mắt nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi, hãm hại người. Hãm hại người. Trong lòng Diệp Lang Tà giống như vạn ngựa lao nhanh. Dương Diệp cứu muội muội của hắn chẳng qua chỉ chống là bán đế, nhưng bây giờ Dương Diệp thì hay rồi, bảo hắn tới giết đế giả, hơn nữa còn là người bảo vệ. Nếu như chỉ là đế giả bình thường thì cũng thôi, nhưng đây là người bảo vệ đấy. Hắn đương nhiên biết ý nghĩa của người bảo vệ là như thế nào. Đó là tồn tại mà trước đây U Minh Điện cũng không dám giết đâu. Nếu như người cảm thấy khó khăn thì có thể từ chối. Dương Diệp nói, tay phải của Diệp Lang Tà chậm rãi nắm chặt, nhưng chẳng bao lâu đã buông ra. Tuy nhiên không lâu lắm, hắn lại chậm rãi nắm, chặt tay lại, một lát sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Diệp gia ta nợ ngươi một mạng, hôm nay ta thay ngươi chém một đế giả. Chém đế giả. Lúc này, người mặc giáp màu vàng bên trái kia đột nhiên nhìn Diệp Lang Tà nói. Các hạ có tài năng ngút trời, sau này tiền đồ không thể đo đếm, cần gì phải tự tìm đường chết chứ. Ngươi là anh tài của linh giới ta, bản đế luyến tiếc nhân tài. Nếu ngươi rời đi bây giờ, bản đế có thể thả cho ngươi một con đường sống. Nếu như còn hồ đồ ngu xuẩn,
đợi lát nữa sẽ là lúc thần hồn của ngươi cũng bị diệt. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người mặc giáp màu vàng kia, nói. Ta cũng là anh tài của linh giới, ngươi có thể tha ta một mạng không? Ngươi sao? Người mặc giáo màu vàng kia nhìn Dương Diệp, nói. Bản đế không biết ngươi đã từng làm chuyện gì, nhưng, ngươi khiến mắt của thiên đạo không tiếc hy sinh để thi triển huyết phạt với ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định đã làm chuyện nhân thần đều công phẫn. Hôm nay không chỉ ngươi phải chết, hễ là người liên quan tới ngươi cũng phải chết. Nghe được người mặc giáo màu vàng nói, vẻ mặt đám người Tiêu Biệt Ly lập tức trầm xuống, đây là muốn giết chín tộc à? Sắc mặt Dương Diệp cũng trầm xuống, tay phải hắn chậm rãi nắm lấy chuôi của thanh kiếm tổ, huyền khí cùng lực ngôi sao trong cơ thể đồng thời vận chuyển. Mà lúc này, người mặc giáo màu vàng này nhìn ba người thiếu nữ cưỡi heo bên cạnh, nói. Người của U Minh Điện sao? Thiếu nữ cưỡi heo liếc mắt nhìn đối phương rồi nói với Minh Nữ. Chúng ta đi thôi, U Minh Điện chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện này được. Bị nàng phớt lờ, sắc mặt người mặc giáp màu vàng này trầm xuống, tùy tiện nói. U Minh Điện ngươi có muốn cũng không dám nhúng tay, năm đó oán nữ của U Minh Điện ngươi. Nghe được lời người mặc giáo màu vàng nói, sắc mặt thiếu nữ cưỡi heo lập tức thâm trầm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn và gần giọng nói. Ngươi còn dám nhắc tới nàng, ta sẽ lập tức giết chết ngươi. Vẻ mặt Minh Nữ cùng Yên Nữ cũng trầm xuống. Người mặc giáo màu vàng này nheo mắt lại muốn nói thêm, lúc này, nam tử có hình trăng khuyết trên mặt đột nhiên ngăn cản hắn, sau đó nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, nói. Chuyện năm đó đã qua, giờ có nói tới cũng không có ý nghĩa nào cả. Hôm nay chúng ta đến đây không phải là vì U Minh Điện, mà là vì người huyết phạt. Cho nên bốn vị có thể rời đi. Thiếu nữ cưỡi heo lạnh lùng liếc nhìn nam tử mặc kim giáp này, nói. Ngươi phải hiểu được năm đó chúng ta sợ dĩ thỏa hiệp cũng không phải là sợ các ngươi. Còn nữa, các ngươi nhớ kỹ mối thù năm đó, cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi phải lấy máu trả nợ máu. Buồn cười. Người mặc giáo màu vàng kia cười lạnh nói. Dựa vào U Minh Điện ngươi sao? Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên cưỡi heo trắng phóng lên cao. Đi tới cách người mặc giáo màu vàng kia không xa, nói. Đừng nói nhảm nữa, trong bốn người chúng ta, ngươi có thể tùy chọn một người một đấu một cùng ngươi, trong vòng trăm chiêu không giết được ngươi, bốn người chúng ta tự sát ở đây, nếu trong vòng trăm chiêu ngươi không giết được chúng ta, ngươi tự sát ở đây, ngươi có dám không? Nam tử mặc kim giáp nheo mắt lại muốn nói, nhưng lại bị nam tử mặt sẹo bên cạnh ngăn cản. Nam nhân mặt sẹo nhìn thẳng vào thiếu nữ cưỡi heo, nói. Mỗi điện hạ U Minh Điện đều có năng lực thông thiên, người bảo vệ chúng ta không có ý khinh thường quý điện. Ta nhắc lại một lần nữa, lần này chúng ta đến đây không phải vì U Minh Điện, mà vì người huyết phạt. Ta nghĩ các hạ cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp chứ. Thiếu nữ cưỡi heo lạnh lùng liếc nhìn người mặc giáo màu vàng kia, sau đó nói. Chỉ là một tên chân chạy vặt rác rưởi, không biết người cảm giác ưu việt ở chỗ nào. Nói xong, thiếu nữ cưỡi heo xoay người rời đi. Mà lúc này, người mặc giáo màu vàng kia đột nhiên gằn giọng nói. Đồ đê tiện, ngươi nói gì? Trong những người bảo vệ, hắn quả thật chỉ có thể tính là chạy chân vặt. Nhưng cũng bởi vì thế, khi thiếu nữ cưỡi heo nói vậy, hắn mới không nhịn được. Nam tử mặc kim giáp vừa dứt lời đã thấy thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên xoay người chợt đập xuống một gậy. Một khí thế khủng khiếp trực tiếp bao phủ lấy người mặc giáo màu vàng kia. Người mặc giáo màu vàng kia biến sắc. Trường thương trong tay lập tức đâm ra. Ở trong tầm mắt của mọi người, người mặc giáo màu vàng kia bị đẩy lui gần nghìn trượng. Nam tử mặt sẹo biến sắc và muốn ra tay, nhưng vào lúc này, Yên Nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nam nhân mặt sẹo hơi ngẩn người, khi hắn muốn ra tay thì Yên Nữ đột nhiên khẽ nói. Vạn vật về không? Vừa dứt lời, Yên Nữ nhìn thẳng vào nam tử mặt sẹo, không gian xung quanh hắn chợt bắt đầu phân giải. Ngay cả bộ giáp trên người nam tử mặt sẹo cũng bắt đầu chuyển động, sau đó phân giải. Sắc mặt nam tử mặt sẹo kia biến đổi, trường thương trong tay chợt phung lên. Thanh trường thương phá không, mang theo một đường ánh sáng màu vàng lập tức tới trước mặt Yên Nữ. Yên Nữ chỉ dùng một ngón tay điểm ở trước thanh trường thương này. Ánh sáng màu vàng xung quanh trường thương này lập tức tiêu tan giống như tuyết gặp dầu sôi, trường thương này phân giải trong ánh mắt kinh hãi của nam tử mặt sẹo kia. Nam tử mặt sẹo hoảng hốt. Hắn không dám sơ suất, trong cơ thể hắn chợt tuôn ra một khí thế khủng khiếp.
Rất nhiều đường ánh sáng màu vàng tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn ngăn cản năng lực phân giải kỳ lạ kia của yên nữ. Mà phía xa, người mặc giáo màu vàng kia đang bị thiếu nữ cưỡi heo điên cuồng công kích, liên tục thất bại và tháo chạy. Hắn hoàn toàn bị áp chế. Từ khi hai người giao đấu đến bây giờ, nam tử mặc kim giáp gần như chưa từng ra tay. Phía dưới, nhìn thấy hai nàng ra tay, Dương Diệp cũng muốn ra tay, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng vào lúc này, Minh Nữ đã chắn ở trước mặt hắn, nói. Trốn đi, có thể giết chết bọn chúng. Dương Diệp nói, mặc dù đối phương có hai bán đế, nhưng nếu như hắn cùng với ba nàng và Diệp Lang Tà liên thủ, muốn giết đối phương thì căn bản là chuyện dễ dàng. Các nàng sẽ không giết bọn họ. Minh Nữ nói. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, nhưng hắn lập tức hiểu rõ, ba nàng đang tranh thủ thời gian cho hắn. Nhưng hắn có thể trốn sao? Hắn đương nhiên có thể trốn. Hắn muốn ẩn nấp thì đế giả cũng không tìm được hắn. Nhưng còn thư viện Bạch Lộc thì làm thế nào? Nếu như hắn chạy thoát, người bảo vệ nhất định sẽ giận chó đánh mèo xuống thư viện Bạch Lộc. Thư viện Bạch Lộc làm sao có khả năng chịu được lửa giận của người bảo vệ? Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu. Nhìn thấy Dương Diệp lắc đầu, Minh Nữ liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo cùng yên nữ đột nhiên ngừng tay và tránh sang một bên. Người mặc giáo màu vàng kia cùng nam tử mặt sẹo lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hai người đều kinh hãi vô cùng, trường thương của nam tử mặc kim giáp lúc này đã vặn vẹo biến hình trở thành một khối sắt vụn, bộ giáp của nam tử mặt sẹo kia đã biến mất hơn phân nửa. Thiếu nữ cưỡi heo không để ý tới nam tử mặc kim giáp, mà nhìn Dương Diệp nói. Xem như là nam nhân. Nàng nhìn Minh Nữ, nói. Đi thôi, đừng liên lụy tới các tỉ muội. Nếu như đây là chuyện của riêng ngươi, 100 người bảo vệ tới thì chúng ta cũng thay ngươi gánh vác, nhưng đây không phải là chuyện của ngươi. Minh Nữ im lặng. Dương Diệp nhìn về phía Minh Nữ, nói. Chuyện của ta, ta tự mình giải quyết. Nếu như có thể, ta nói nếu như ta chết, nàng giúp ta chăm sóc Thanh Châu và người của Thư viện Bạch Lộc. Ta có thể đáp ứng ngươi chuyện này. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hai đế giả, nói. Dương Diệp là người huyết phạt, nhưng người Thư viện Bạch Lộc không phải, hơn nữa trước đó bọn họ cũng không biết chuyện này. Cho nên, chuyện này không có liên quan gì với bọn họ, các ngươi nói có đúng không? Vẻ mặt hai đế giả có chút khó coi, đây là bọn họ đang trắng trợn uy hiếp. Im lặng một lát, nam tử mặt sẹo nói. Tất nhiên. Thiếu nữ cưỡi heo và nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Cảm ơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Lang Tà, nói. Ta thay đổi chủ ý rồi. Ta sẽ tự mình giải quyết hai người này. Tuy nhiên, ta hy vọng nếu như sau này Thư viện Bạch Lộc gặp nạn, người có thể ra tay trợ giúp. Ta có thể thay ngươi giết một người. Diệp Lang Tà nghiêm túc nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Tự ta giải quyết là được rồi. Nói xong, thân hình của Dương Diệp lóe lên, biến mất ở phía chân trời. Nếu đại chiến ở Bạch Lộ Giới, không cần phải nói, Bạch Lộ Giới sẽ phải bị hủy. Hai đế giả cũng lập tức biến mất. Diệp Lang Tà do dự một lúc, sau đó cũng đi theo. Minh Nữ cũng muốn đi theo, nhưng lại bị thiếu nữ cưỡi heo cùng yên nữ ngăn cản. Ta không ra tay chỉ nhìn thôi, chẳng lẽ các ngươi không muốn xem thử thực lực thật sự của hắn sao? Minh Nữ nói. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn Minh Nữ một lát, sau đó nói. Vậy đi xem thử. Nói xong, ba người lập tức biến mất. Tại một nơi hoang vu, mấy chục vạn dặm xung quanh đều không có bóng người ở. Dương Diệp đứng trên mặt đất, ở cách đỉnh đầu hắn không xa là hai đế giả. Chuyện này không có cách nào hóa giải, đúng không? Dương Diệp nhìn này hai đế giả nói. Ngươi nói xem. Người trung niên mặc giáo màu vàng lạnh lùng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Thật ra ta là suy nghĩ thay các ngươi thôi. Thật sao? Người trung niên mặc giáo màu vàng cười lộ vẻ châm chọc. Tới đây, ngươi không cần suy nghĩ cho chúng ta nữa, cứ lấy ra thực lực chân chính của ngươi đi. Một lực ngôi sao rơi xuống, lập tức tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Cả người Dương Diệp lập tức biến thành màu lam trong suốt. Cùng lúc đó, sát ý cảnh giới hư vô cùng kiếm ý cảnh giới hư vô từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Trong phút chốc, Dương Diệp cầm chuôi kiếm và ngẩng đầu nhìn hai người kia, nói.
thật ra ta cũng không muốn như vậy. Dương Diệp dứt lời chợt rút kiếm. Ong! Một tiếng kiếm ngân phóng lên cao, không gian trong vòng mấy chục dặm lập tức đổ nát. Một đường kiếm khí màu tím phóng lên cao. Xé nát trời đất. Kiếm khí phóng lên cao, cuối cùng tiến về phía chân trời xa xôi. Âm! Theo một mây nấm rất lớn xuất hiện che phủ phía chân trời, một tiếng nổ lớn chấn động trời cao ầm ầm vang lên. Tiếp theo, phía chân trời kia trực tiếp biến thành một mảnh tối tăm. Ầm ầm ầm, lấy Dương Diệp làm trung tâm, núi trong mấy chục vạn dặm xung quanh bắt đầu đổ nát, những ngọn núi này gần như biến thành bột. Mịn chỉ trong giây lát, cho đến cuối cùng đã hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, mặt đất trong mấy chục vạn dặm cũng bắt đầu không ngừng lún xuống. Khủng khiếp nhất là không gian trong mấy chục vạn dặm xung quanh đang được pháp tắc thiên đạo chữa trị lại bắt đầu đổ nát, pháp tắc thiên đạo lại chữa trị. Cứ như vậy tới 30 lần, trời đất không gian xung quanh mới khôi phục lại bình thường. Ở phía chân trời xa xôi, cho dù không gian khôi phục bình thường, nhưng một khí lưu màu xám vẫn che phủ bầu trời, thậm chí ánh sáng mặt trời cũng không có cách nào xuyên qua được. Thế giới là một mảnh u ám. Về phần hai vị bán đế trước đó đã không thấy hình bóng nữa. Không phải bọn họ chạy thoát, mà chết không còn xương cốt. Hơn nữa, một kiếm này chém ra, thế giới này hình như thiếu đi thứ gì đó. Giờ phút này, gần như tất cả cường giả trung thổ thần châu đều nhìn về phía Dương Diệp, vẻ mặt bọn họ đều trở nên rất khó coi. Ngoại trừ khó coi còn có kinh ngạc. Sở dĩ vẻ mặt bọn họ khó coi là bởi vì bọn họ phát hiện, linh khí trong trời đất này tự nhiên trở nên ít hơn, trong thời gian không đến 10 hơi thở, linh khí này đã ít hơn trước tới hơn 3 phần. Có người đang phá hủy thế giới. Trong đầu tất cả cường giả xuất hiện ý nghĩ này, linh khí biến mất thì chỉ có hai khả năng, một là mắt của thiên đạo bị hủy. Mặc dù mắt của thiên đạo là phân thân của thiên đạo, nhưng thực của nó là do các loại năng lượng trên thế giới hình thành. Mắt của thiên đạo bị hủy, biến mất, nhưng thật ra là các loại năng lượng, bao gồm cả huyền khí của thế giới này. Diệt thiên đạo sẽ tổn hại tới thế giới. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều người có thực lực chém mắt của thiên đạo, nhưng không làm, bởi vì diệt nó lại tương đương với đang hủy căn bản của thế giới. Một thế giới bao gồm các loại linh khí, năng lượng đều không phải là vô cùng vô tận, một khi những thứ này đều biến mất, vậy người của thế giới này sẽ không có cách nào tu luyện, chỉ có thể là người bình thường. Loại thứ hai chính là quy mô lớn phá hủy thế giới. Mà bây giờ, có người đang phá hủy thế giới trên quy mô lớn. Rất nhiều cường giả lộ ra vẻ mặt thâm trầm. Tiếp theo, từng chùm tia sáng từ trung thổ thần châu phóng lên cao, bắn nhanh về phía vị trí của Dương Diệp. Linh giới có quy định, một khi đạt được thánh giả, nếu như giao đấu cùng người khác thì nhất định phải bước vào trong không trung, không thể ra tay ở linh giới. Vì sao? Bởi vì chỉ sợ hủy hoại thế giới. Đây là quy định của tất cả cường giả linh giới. Gần như không có người nào dám không tuân theo quy định này, bởi vì một khi không tuân theo quy định sẽ bị tất cả cường giả linh giới thánh giả trở lên truy sát. Mà bây giờ, có người không ngờ phá hủy thế giới quy mô lớn, tổn thương căn bản của linh giới, làm cho linh khí giảm mạnh. Không quan tâm đối phương là ai, đều sẽ trở thành kẻ thù chung của linh giới. Nơi hoang vu trong không trung. Hai tay Dương Diệp nắm chặt kiếm tổ trống vào không trung, hai mắt hắn khép hờ. Cả người đang khẽ run lên. Ở xung quanh hắn là thiếu nữ cưỡi heo cùng Yên Nữ, còn có Minh Nữ và Diệp Lang Tà. Ánh mắt mấy người đều tập trung vào Dương Diệp. Mấy người đều là thiên tài siêu cấp, loại chuyện khiêu chiến vượt cấp này với bọn họ rất đơn giản. Cho dù là bán thánh giết đế giả, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bây giờ, trong lòng mấy người đều chấn động. Dương Diệp lấy thực lực bán thánh giết đế giả cũng không tính là gì, hắn vẫn một lần giết hai người. Một lần giết hai người cũng không tính, hắn còn một kiếm tổn thương căn bản của linh giới. Đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, có thể làm cho tất cả linh khí của linh giới đều loãng đi, vậy ít nhất cũng phải do rất nhiều đế giả liên thủ mới có thể làm được. Mà bây giờ, một người Dương Diệp đã làm được. Diệp Lang Tà nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ chấn động còn có một ý chí chiến đấu. Kiếm của hắn, thật mạnh. Yên Nữ bên cạnh thiếu nữ cưỡi heo bỗng nhiên nói một câu. Trước đây hắn lấy ra kiếm này, ta có thể đã chết. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Yên Nữ, nói. Người cảm thấy là kiếm của hắn mạnh mẽ, chứ không phải người mạnh mẽ đúng không? Yên Nữ thành thật khẽ gật đầu.
Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Yên nữ, nói. Người cảm thấy là kiếm của hắn mạnh mẽ, chứ không phải người mạnh mẽ đúng không? Yên nữ thành thật khẽ gật đầu. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Lang Tà, nói. Dùng kiếm, thanh kiếm kia cho ngươi, ngươi có thể thi triển ra một kiếm này sao? Diệp Lang Tà liếc nhìn thiếu nữ cưỡi heo, sau đó lắc đầu. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Yên nữ đang không hiểu, giải thích. Nhìn thấy tình hình của hắn hiện tại chứ? Nếu như ta không đoán sai, lực lượng của kiếm này quá mạnh mẽ, cho dù là hắn vẫn không có cách nào hoàn toàn khống chế, cho nên mới khiến hắn thành như bây giờ. Ta vẫn không hiểu. Yên nữ nói. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Dương Diệp, nói. Sở dĩ uy lực của một kiếm kia mạnh như vậy là do hắn gia tăng hai loại cảnh giới ý cảnh hư vô, còn có huyền khí cùng với lực ngôi sao, ngoại trừ hai loại này còn có một loại năng lượng màu tím. Ngay từ lúc đầu ta tưởng là bản nguyên tử khí, nhưng không giống vậy. Ngoại trừ những điều này, hắn còn tăng thêm lực lượng thân thể đã đạt được cảnh giới thần biến. Cho nên một kiếm này cũng không đơn thuần là uy lực của kiếm. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là kiếm này. Thiếu nữ cưỡi heo dừng lại một lát, sau đó lại nói. Những điều này đều không phải là điểm chính là dưới đế giả chắc hẳn cũng chỉ hắn có thể thi triển ra một kiếm này. Vì sao? Yên nữ lại hỏi. Thiếu nữ cưỡi heo nói. Cơ thể của hắn đã đạt được cảnh giới thần biến, mới vừa rồi hắn còn dẫn dắt lực ngôi sao vào cơ thể, những lực ngôi sao tiến vào trong cơ thể hắn, sợ rằng lực lượng thân thể của hắn đã có thể đấu cùng ta. Mà lúc đó phòng ngự thân thể của hắn chỉ sợ cũng có thể cứng rắn chống lại lực lượng của ta. Nhưng cho dù là như vậy, sau khi hắn rút ra một kiếm kia, cơ thể của hắn vẫn thiếu chút nữa nổ tung. Qua đó có thể tưởng tượng được uy lực của một kiếm này mạnh mẽ đến trình độ nào. Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía Diệp Lang Tà, nói tiếp. Nếu như đưa thanh kiếm kia cho người này, hắn chắc hẳn thậm chí còn không nhấc nổi thanh kiếm lên đâu. Diệp Lang Tà liếc nhìn thiếu nữ cưỡi heo nhưng không nói gì. Bởi vì, hắn quả thật không nhấc lên được, hắn có kiếm đạo mạnh mẽ chứ không phải là cơ thể mạnh mẽ. Ngươi có thể rút được sao? Lúc này, Yên nữ đột nhiên hỏi thiếu nữ cưỡi heo. Diệp Lang Tà cũng nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu, nói. Rút ra được, nhưng ta sẽ chết. Lực lượng kiếm này quá mạnh mẽ. Không có kiếm ý và phòng ngự thân thế mạnh mẽ chống đỡ, vào giây phút rút ra, thân thế ta sẽ bị nó làm cho vỡ nát. Tuy nhiên, nếu như ta đạt được đế giả, chắc hẳn sẽ không có vấn đề. Đương nhiên cho dù có thể rút ra thì uy lực cũng không mạnh như vậy. Kiếm này đã nhận hắn làm chủ, giữa bọn họ đã đạt tới độ dung hợp hoàn mỹ, bất kỳ người nào cũng không thể so với được. Thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nói. Tuy nhiên ta biết có một người khẳng định có thể rút được. Hơn nữa còn không có việc gì. Ai? Yên nữ hỏi. Ta không nói cho ngươi biết đâu. Ha ha. Thiếu nữ cưỡi heo cười đắc ý. Yên nữ liếc nhìn thiếu nữ cưỡi heo, sau đó nói. Ta biết nơi nào có kim cương quả. Chỗ nào? Thiếu nữ cưỡi heo liền vội vàng hỏi. Heo đại bạch của nàng thích ăn kim cương quả nhất. Ta cũng không nói cho ngươi biết. Yên nữ nói xong thì không để ý tới thiếu nữ cưỡi heo nữa. Cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve hồ ly trong lòng. Thiếu nữ cưỡi heo. Có người đến. Lúc này, Minh nữ bỗng nhiên nói. Thiếu nữ cưỡi heo ngẩng đầu liếc nhìn chân trời phía xa, sau đó nói. Người này gây ra động tĩnh quá lớn, giờ thì phiền toái rồi. Vẫn có phiền toái hơn ở phía sau. Yên nữ nói. Thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn Minh nữ, nói. Chúng ta đã giúp hắn rất nhiều. Một lần cuối cùng thì thế nào? Minh nữ nói, chờ cho thương thế của hắn khôi phục là được. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ gật đầu, sau đó nói, ta đi phía bắc. Nói xong, nàng lao về phía bắc. Yên nữ do dự một lúc, sau đó nói, vậy ta đi phía nam. Nói xong, nàng lao về phía nam. Ta đi phía đông. Thân hình Diệp Lang Tà lóe lên, lập tức biến mất. Minh nữ liếc nhìn Dương Diệp rồi bay về phía tây. Rất nhanh. Những cường giả từ bốn phương tám hướng tới đều bị bốn người ngăn cản. Ngay từ lúc đầu, rất nhiều người tất nhiên khó chịu nên muốn ra tay, nhưng sau khi biết thân phận của bốn người, không người nào dám làm như vậy nữa. Tuy nhiên, những người này cũng không lùi lại. Trong lúc đó, hai mắt Dương Diệp nhắm chặt, những vết nứt trên người hắn đang nhanh chóng được chữa trị.
Sau khi thi triển ra tinh thần hộ thể thuật thật sự, hắn đã thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, bị tổn thương cũng ít hơn trước. Sau một lần thi triển ở Thanh Châu, khi đó hắn gần như không động nổi một ngón tay. Mà bây giờ, sau một lần thi triển này Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chân chính lại tương đương với một lần thi triển bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng mà không gia tăng tinh thần hộ thể thuật. Đương nhiên, sở dĩ như vậy không chỉ do cơ thể của hắn đạt được cảnh giới thần biến, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là tinh thần hộ thể thuật chân chính được gia tăng. Nếu như không có tinh thần hộ thể thuật chân chính gia tăng, cơ thể cảnh giới thần biến của hắn sẽ không chịu được uy lực của một kiếm kia. Nói tóm lại, cơ thể nâng cao lại thêm bản tinh thần hộ thể thuật chân chính đã có thể làm cho hắn thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật thật sự một cách bình thường. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không nhịn được lại cười mỉm. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là số lần hắn có thể thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật sẽ vô hạn, như bây giờ, mặc dù hắn không có bị thương nặng tới mức tàn phế, nhưng nếu như thêm một lần nữa, cơ thể của hắn nhất định sẽ nổ tung. Bây giờ, mặc dù cơ thể hắn không có nổ tung, nhưng cũng sắp rồi. Thêm một lần nữa thì tuyệt đối sẽ chết người. Tuy nhiên theo hắn tính toán, tối đa chỉ cần qua một canh giờ là cơ thể của hắn có thể hoàn toàn được chữa trị, khi đó lại thi triển sẽ không có vấn đề. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện 10 đường ánh sáng màu vàng, khi ánh sáng màu vàng tản đi, một lão giả áo bào trắng cùng 9 người trung niên mặc bộ giáp vàng sậm đã xuất hiện ở phía chân trời. 10 đế giả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Dương Diệp co lại. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ còn có yên nữ, Diệp Lang Tà đã xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Đám người thiếu nữ cưỡi heo nhìn 10 đế giả này với sắc mặt nghiêm trọng. Phía chân trời, lão giả áo bào trắng dẫn đầu nhẹ nhàng vung tay phải lên. Những khí lưu màu xám tràn ngập phía chân trời lập tức tiêu tan. Tiếp theo, hắn liếc nhìn đám người thiếu nữ cưỡi heo, rồi đột nhiên bấm tay bắn ra, không gian bên trong phạm vi 10 vạn dặm giống như cuộn sóng không ngừng nhấp nhô. Một tiếng động khẽ vang vọng, tiếp theo có một nữ tử váy xanh xuất hiện ở bên cạnh thiếu nữ cưỡi heo. Không sao chứ? Thiếu nữ cưỡi heo nhìn về phía nữ tử váy xanh. Nữ tử váy xanh khẽ lắc đầu, trong mắt có vẻ nghiêm trọng nói. Hắn phá kết giới 10 phương của ta, người này có thực lực sâu không lường được, trừ khi nhị tỷ hoặc tam tỷ tới, nếu không chúng ta sẽ không phải là đối thủ của hắn. Thiếu nữ cưỡi heo hơi trầm ngâm, sau đó nhìn về phía minh nữ, nói. Tiểu thập, minh nữ im lặng, lão già áo bào trắng liếc nhìn đám người thiếu nữ cưỡi heo, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, nói. Huyết phạt, không ngờ được thế giới này xuất hiện một huyết phạt. Mà người huyết phạt chỉ là một bán thánh, hơn nữa thực lực của ngươi tự nhiên tốt như thế, một kiếm giết chết 2 đế giả. Ngươi thực sự làm cho ta có phần kinh ngạc. Dương Diệp không nói gì, tay trái hắn nắm thật chặt vỏ kiếm cổ, trong cơ thể chậm rãi vận chuyển số huyền khí không nhiều. Ở trước ngực hắn, hình xăm một con thú dữ chậm rãi hiện lên. Lão già áo bào trắng không nhìn Dương Diệp, mà nhìn về phía đám người thiếu nữ cưỡi heo một lát mới hắn nói. Chuyện lúc trước bỏ qua, bây giờ, lập tức rời khỏi tầm mắt của ta, nếu không, các ngươi tốt nhất nên gọi mấy người mạnh nhất trong điện của các ngươi ra. Bởi vì 4 người các ngươi vẫn quá yếu. Thiếu nữ cưỡi heo đang muốn nói, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Các ngươi đi đi. Minh nữ nhìn về phía Dương Diệp cũng quay đầu lại nhìn về phía nàng nói. Nghe ta, dẫn theo các nàng rời đi thật xa, đừng quay đầu lại. Ngươi muốn làm gì? Minh nữ trầm giọng nói. Ta muốn triệu hoán một thứ ra cắn người. Dương Diệp nói. Bây giờ cho dù ngươi có triệu hồi tộc trưởng của Long tộc ra cũng không có tác dụng. Minh nữ nói. Dương Diệp khẽ cười, sau đó nghiêm túc nói. Ngươi không chỉ có một mình, ngươi ở lại sẽ liên lụy tới các nàng. Hơn nữa, nói thật lúc này ngươi ở lại cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm ta thêm lo lắng. Minh nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Nếu như ngươi chết, cứ yên tâm, cuối cùng sẽ có một ngày ta báo thù cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thiếu nữ cưỡi heo liếc nhìn Dương Diệp, nói. Kiếm của ngươi rốt cuộc có bán không? Ta có thể cho ngươi 10 vạn tử tinh thạch, 10 vạn viên đấy, đó là tất cả gia sản của tỷ. Dương Diệp trực tiếp không để ý tới thiếu nữ cưỡi heo, nàng thấy mất mặt thì lập tức nhún vai, sau đó cưỡi heo đại bạch của nàng xoay người rời đi. Yên nữ liếc nhìn Dương Diệp và do dự một lát, sau đó nói. Ta nghe người ta nói,
trên người ngươi có kim cương quả, ngươi bán ta mấy viên được không? Không cần phải nói, Yên nữ nhất định là nghe Quang nữ nói. Dương Diệp cũng không keo kiệt, lập tức bấm tay bắn ra, 10 kim cương quả đã xuất hiện ở trước mặt Yên nữ. Nhìn thấy kim cương quả, Yên nữ vội vàng thu lấy rồi nói. Ta cũng không lấy không đồ của ngươi. Nàng bấm tay bắn ra, sau đó xoay người lóe lên và trực tiếp biến mất ở phía xa. Dương Diệp nhìn thấy trước mặt hắn là một viên tử tinh thạch. Một viên tử tinh thạch. Dương Diệp xê đen mặt, ngươi không đưa còn tốt, đưa một viên là có ý gì? Ta đánh không nổi bọn họ. Lúc này, Diệp Lang Tà nói. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ rồi nhìn về phía Diệp Lang Tà nói. Giúp ta chăm sóc cho thư viện Bạch Lộc. Trước đó hắn bảo Diệp Lang Tà giúp hắn giết đế giả, cũng không phải thật sự hy vọng đối phương giúp hắn giết đế giả, mà muốn xem thử đối phương có giữ lời hứa không. Sự thật chứng minh đối phương là người giữ lời hứa. Như vậy, hắn tự nhiên càng không thể để cho đối phương đi đối phó với người bảo vệ. Bởi vì đối phương đi đối phó với người bảo vệ chẳng qua là tìm cái chết mà thôi. Để cho đối phương để ý tới thư viện Bạch Lộc mới là mục đích thực sự của hắn. Có một cường giả trước 10 của võ bảng chiếu cố, cho dù hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thư viện Bạch Lộc cũng không đến mức bị người khác khi dễ. Diệp Lang Tà nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Có thể. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía chân trời. Tất cả mọi người đi rồi, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở đó có 10 đế giả. 10 đế giả, cho dù hắn thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chân chính cũng vô ích. 10 đế giả đấy. Ta biết ngươi vẫn nắm con át chủ bài. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lão giả áo bào trắng nhìn Dương Diệp, nói. Cho dù tất cả cường giả của giới này tới, cũng không có uy hiếp quá lớn với ta. Những cường giả thần bí của giới này rõ ràng sẽ không vì ngươi mà đối địch cùng người bảo vệ chúng ta. Tới đây, cho ta xem thử con át chủ bài của ngươi cuối cùng là gì. Ta thật sự rất tò mò. Dương Diệp nói. Mặc dù có phần tự mất mặt, nhưng ta vẫn phải hỏi một câu, người bảo vệ các ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, đúng không? Người huyết phạt thì phải giết 9 tộc. Lão giả áo bào trắng nói. Ta đã rõ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thò tay xé trang phục của mình, hắn hít sâu một hơi, sau đó trong mắt đột nhiên hiện lên một tia lệ khí. Cùng kỳ, đi ra cắn người. Gào. Một tiếng gầm đột nhiên vang vọng lên. Ngoài mấy ngàn dặm, heo đại bạch dưới thân của thiếu nữ cưỡi heo nghe được tiếng giống giận này thì lập tức phát ra một tiếng gào thét, sau đó co quắp ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hồ ly trong lòng yên nữ này cũng kêu rên, sau đó hai tay ôm đầu mình, không ngừng phát ra từng tiếng gào thét. Bốn nàng đều khiếp sợ, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Hắn triệu hoán cái gì vậy? Vào giây phút tiếng gào hét vang lên, trong phạm vi trăm vạn dặm, chỉ cần là yêu thú, không phân biệt cấp bậc, không phân biệt giống loài đều đau khổ nằm trên đất, không ngừng phát ra từng tiếng kêu rên. Cùng lúc đó, phía chân trời linh giới lại xuất hiện một mắt của thiên đạo. Lần này, mắt của thiên đạo lớn hơn trước ít nhất gấp 10 lần. Từ trong nó có thiên uy vô tận chút xuống. Giờ phút này, gần như tất cả người trung thổ thần châu đều đang run rẩy. Bản tôn cuối cùng đã đi ra. Cuối cùng đã đi ra rồi. Cùng lúc đó, một tiếng thú hoang rít gào vang vọng trong trời đất. Ở cách Dương Diệp không xa xuất hiện một con mãnh thú vẻ ngoài như hố lại như voi, toàn thân màu đen sẫm, trán mọc ra hai cái sừng rông màu vàng. Phía sau có một đôi cánh chim màu đen. Mãnh thú này tất nhiên chính là cùng kỳ trước đây bị vòng xoáy nhỏ cùng đế nữ liên thủ phong ấn. Vào giây phút cùng kỳ đi ra, vẻ mặt lão giả áo bào trắng cùng 10 đế giả phía chân trời này đã thay đổi, trở nên khó coi, trở nên nghiêm trọng. Cho dù bọn họ không biết con quái vật trước mắt này cuối cùng là thứ gì, nhưng bản năng nói cho bọn họ biết, nó nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Không chỉ đám người lão giả áo bào trắng, cho dù là Dương Diệp cũng lộ ra sắc mặt rất nghiêm trọng. Bởi vì cùng kỳ đã mạnh mẽ hơn trước quá nhiều. Một tiếng gầm của đối phương vừa rồi đã làm cho tinh thần hắn thiếu chút nữa suy sụp. Quan trọng nhất là đối phương mới vừa ra liền trực tiếp cắt đứt liên hệ khế ước cùng hắn. Nhìn đôi mắt cùng kỳ đầy lệ khí và đỏ như máu, tay phải của Dương Diệp cầm chuôi kiếm kiếm tổ, huyền khí cùng lực ngôi sao trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Sở dĩ hắn muốn gọi cùng kỳ đi ra,
không chỉ bởi vì thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, mà còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là thiên đạo cùng người bảo vệ chắc chắn không làm gì cùng kỳ. Cùng kỳ đến cùng một chỗ với huyền giả nghịch trùng. Hơn nữa, nó còn rất căm hận trời xanh của thế giới này, cho dù thiên đạo của thế giới này buông tha nó chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho thiên đạo của thế giới này. Hắn đoán không sai, giây phút khi cùng kỳ đi ra đã xuất hiện một mắt của thiên đạo. Hơn nữa, mắt thiên đạo này còn muốn lớn hơn trước. Mà giây phút cùng kỳ xuất hiện không nhìn hắn đầu tiên, mà ngẩng đầu nhìn về phía mắt của thiên đạo nơi chân trời kia. Điều này làm cho trong lòng Dương Diệp thả lỏng. Tốt nhất là cùng kỳ cùng đối phương đấu với nhau, để hắn ở bên cạnh tranh thủ hưởng lợi. Nhưng ngơ si vào lúc này, cùng kỳ đột nhiên thu hồi tầm mắt và nhìn về phía hắn, Dương Diệp nheo mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Cùng kỳ chậm rãi đi về phía Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp lập tức hơi nheo lại. Đúng lúc này, lão giả áo bào trắng phía chân trời kia bỗng nhiên nói. Mãnh thú, ngươi là mãnh thú năm đó đi cùng huyền giả nghịch chủng đến thế giới này. Không ngờ thế giới này vẫn có thử nghiệt chủng như ngươi. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ giải quyết luôn một thể. Lão giả áo bào trắng vừa dứt lời, một đế giả mặc bộ giáp màu vàng sậm đã hóa thành một chùm ánh sáng màu vàng rất lớn bắn mạnh về phía cùng kỳ. Cùng kỳ dừng bước, nó ngẩng đầu nhìn về phía chùm ánh sáng màu vàng đang lao về phía mình. Trong mắt nó lóe lên lệ khí. Trong phút chốc, tiếng hét giận dữ vang lên, nó hóa thành một đường ánh sáng màu đen bắn ra. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp cùng đám người lão giả áo bào trắng, ánh sáng màu vàng kia trực tiếp tiêu tan. Phía chân trời truyền đến một tiếng nổ lớn cùng tiếng kêu rên. Ánh sáng màu vàng cùng ánh sáng màu đen tản đi, cùng kỳ cùng đế giả mặc bộ giáp màu vàng sậm kia đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, mí mắt Dương Diệp lại không nhìn được kê hế ích giật, trán cũng xuất hiện mồ hôi lạnh. Cùng kỳ vẫn là cùng kỳ, tên đế giả kia cũng còn. Chỉ có điều đã thiếu đoạn. Đầu của hắn đang ở trong móng vuốt của cùng kỳ. Một đòn giết chết đế giả trong nháy mắt. Hơn nữa còn dễ dàng như vậy. Dương Diệp cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng. Đế giả trở nên kém cỏi như vậy từ lúc nào chứ? Sắc mặt đám người lão giả áo bào trắng này cũng càng thêm nghiêm trọng. Cùng kỳ ném cái đầu này vào trong miệng mình cắn mấy cái rồi lại phun ra, nói. Con kiến hôi ở thế giới thấp hơn thật khó ăn. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, nói. Thịt của ngươi cũng không tệ. Thua người không thua trận. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cùng kỳ, khẽ nói. Ta sợ hàm răng của ngươi không đủ cứng rắn. Ta thử xem. Cùng kỳ nói xong lại muốn ra tay, Dương Diệp cũng chuẩn bị rút kiếm. Mà vào lúc này, trong mắt của thiên đạo ở phía chân trời kia đột nhiên xuất hiện một đạo thần lôi màu tím trực tiếp rơi về phía cùng kỳ. Cùng kỳ ngẩng đầu nhìn về phía mắt của thiên đạo, trong mắt đầy vẻ xem thường. Nó thoáng di chuyển, trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen đánh vào trên thần lôi màu tím kia. Bành! Bị cùng kỳ va chạm, thần lôi màu tím kia trực tiếp hóa thành hư vô, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Phía dưới, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, người này mạnh mẽ tới mức có chút thái quá rồi. Cùng kỳ không hề dừng tay, mà lao về phía mắt thiên đạo. Làm càn! Phía chân trời, lão giả áo bào trắng gầm lên giận dữ, cách không đánh ra một chưởng về phía cùng kỳ. Chưởng này vừa ra, một chưởng ấn năng lượng đã lập tức từ phía chân trời rơi xuống, đánh về phía cùng kỳ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện một chưởng này ít nhất chồng chất hơn vạn đạo. Chưởng ấn năng lượng đánh vào trên thân cùng kỳ, phía chân trời chấn động mạnh, không gian cũng muốn bị nghiền nát. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà nó lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hơn nữa Dương Diệp phát hiện, không gian xung quanh càng thêm kiên cố. Chỉ sợ cho dù là hắn thi triển một lần Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chân chính, cũng khó có thể phá hủy được. Trưởng ấn năng lượng cùng kỳ va chạm vào nhau, thân hình cùng kỳ lập tức dừng lại trên không trung, mà trưởng ấn năng lượng chồng chất ít nhất nghìn đạo cũng lập tức bị nghiền nát, cho đến khi hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão giả áo bào trắng nheo mắt, trong mắt có một tia kinh ngạc, hắn không dám khinh thường nữa mà lập tức nói. Phải giết chết con thú này trước đã. Ở trong lòng lão giả áo bào trắng, Dương Diệp dĩ nhiên không có cách nào so sánh với cùng kỳ. Hơn nữa, cùng kỳ có uy hiếp với hắn lớn hơn. Chỉ cần giải quyết cùng kỳ, muốn xử lý Dương Diệp còn không phải là chuyện phất tay sao.
Lão giả áo bào trắng vừa dứt lời, hắn cùng 8 gã đế giả phía sau hắn đồng thời ra tay, bắn nhanh về phía Cùng Kỳ. Ầm! Một đòn liên thủ của 8 gã đế giả trực tiếp rơi xuống người Cùng Kỳ. Nhưng chẳng bao lâu, nó chợt phóng lên cao, cơ thể không ngừng lớn lên, khi vọt tới phía chân trời, thân thể nó đã lớn gấp 10 lần. Ầm! Một đế giả bị nó va chạm vào trực tiếp hóa thành một đường màu đen bay ra ngoài. Dương Diệp phát hiện tên đế giả kia đã trực tiếp trở thành một đống thịt nát. Dương Diệp nuốt nước bọt, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính có khả năng đánh hạ được nó sao? Trước đó hắn còn có lòng tin, nhưng bây giờ, sau khi Cùng Kỳ biến lớn, thực lực quả thực tăng thêm theo cấp số nhân. Hễ là người bị nó đụng vào thì căn bản trực tiếp bị mất mạng. Cho dù là lão giả áo bào trắng mạnh nhất cũng không dám cứng rắn va chạm cùng Cùng Kỳ. Cùng Kỳ khủng khiếp nhất không phải là lực lượng thân thể của hắn, mà là móng vuốt và cả hàm răng của nó. Mức độ sắc bén này dễ dàng cắt lát không gian nó lướt qua. Không đến một khắc, ở đó đã chết 5 tên bán đế. Dương Diệp nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, hắn thật sự muốn chạy trốn, nhưng vấn đề là hắn có thể trốn đi đâu. Hơn nữa, hắn phát hiện khí tức trên thân Cùng Kỳ vẫn luôn tập trung vào hắn, chỉ cần hắn dám trốn, đối phương nhất định sẽ đánh về phía hắn. Cho dù hắn có tốc độ rất nhanh, nhưng ở trước mặt Cùng Kỳ vẫn hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Lúc này, mắt của Thiên Đạo đột nhiên mở ra. Một thần lôi màu tím dài gần 1000 trượng rơi xuống. Tốc độ kia rất nhanh, trong chớp mắt đã đập vào trên người Cùng Kỳ. Bành! Cùng Kỳ rơi xuống mấy trăm trượng thì ngừng lại. Dương Diệp phát hiện ở trên thân của Cùng Kỳ có hơn 10 vết thương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật may nó không phải là vô địch. Cũng đúng, 9 tên đế giả còn thêm mắt của Thiên Đạo, nếu như Cùng Kỳ còn có thể hoàn toàn không tổn hại, vậy thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Cho dù Cùng Kỳ bị thương, nhưng bên phía người bảo vệ đã chết hết 6 gã. 6 gã đế giả. Đây là một con số đáng sợ tới mức nào. Cùng Kỳ không ra tay, đám người lão giả áo bào óc trắng cũng không ra tay, nhưng mắt của Thiên Đạo không hề dừng lại. Mà lại đánh xuống một đạo thần lôi màu tím. Lần này, đạo thần lôi màu tím lớn gần 2000 trượng. Nó vừa xuất hiện thì không gian bên trong phạm vi 10 vạn dặm cũng bắt đầu kích động kịch liệt. Trong mắt Cùng Kỳ thoáng hiện lệ khí, hắn phóng lên cao, giơ chảo phải chộp về phía thần lôi màu tím kia. Bành! Lần này, thần lôi màu tím này không biến mất, mà chấn động mạnh và rạn nứt ra. Trong phút chốc, một móng vuốt khác của Cùng Kỳ chợt vỗ một chảo vào trên thần lôi màu tím này. Ầm, thần lôi màu tím ầm ầm vỡ nát, nhưng Cùng Kỳ cũng bị chấn động rơi xuống mấy trăm trượng. Dương Diệp phát hiện ở khóe miệng của Cùng Kỳ có một tia màu đỏ tươi. Bị thương. Nếu như Cùng Kỳ đồng ý hợp tác, hắn cũng không phải không giúp, nhưng cho tới bây giờ đối phương vẫn còn đang phong tỏa hắn, hắn làm sao dám giúp chứ? Giải quyết những người bảo vệ xong, nó tuyệt đối sẽ lập tức ra tay với hắn. Ra tay. Lúc này, lão giả áo bào trắng đột nhiên mở miệng. 4 người lại cúi người lao xuống, bắn mạnh về phía Cùng Kỳ. Lan. Cùng Kỳ giận dữ hét một tiếng và giơ lên chảo phải vỗ một cái vào bầu trời. Ầm. Không gian xung quanh chấn động mạnh, một chảo lớn trực tiếp phá vỡ không gian và đánh vào trên thân một đế giả ở phía chân trời kia, tên đế giả này lập tức bị xé rách thành hư vô. Lui. Đúng lúc này, một giọng nói kèm theo khí tức cổ xưa từ phía xa xôi truyền đến. Nghe được tiếng này, sắc mặt 3 người lão giả áo bào trắng lập tức vui mừng, thân hình nhanh chóng lui ra. Mắt của Thiên Đạo vốn đã phát ra thần lôi màu tím lại bị nó nuốt xuống. Dương Diệp phát hiện vẻ mặt Cùng Kỳ trở nên nghiêm trọng. Rất nhanh, một khí tức cổ xưa lại tang thương xuất hiện ở trong trời đất này. Chỉ trong giây lát, một lão già lưng còng trên người mặc áo bào màu xám đã xuất hiện ở phía chân trời. Đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại, lão già này cho hắn cảm giác sâu không lường được. Cùng lúc đó, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn. Báo động trước. Vòng xoáy nhỏ cảm nhận được uy hiếp. Đó là tồn tại trên đế giả sao? Lão già mặc áo bào màu xám liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn Cùng Kỳ và nói. Mãnh thú ngoại vực. Thực lực ngược lại cũng còn tạm được, ta vừa vặn thiếu một con tọa kỵ, người có muốn thần phục ta không? Gào! Cùng Kỳ hóa thành một đường ánh sáng màu đen phóng lên cao, húc về phía lão già mặc áo bào màu xám này. Đây là câu trả lời của nó.
Nếu như ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, lão phu có thể còn kiêng kỵ một chút, nhưng lực lượng của ngươi bây giờ thậm chí còn không bằng 1/5 thời kỳ đỉnh phong, cũng dám làm càn ở trước mặt lão phu sao? Lão già mặc áo bào màu xám liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn Cùng Kỳ và nói. Mãnh thú ngoại vực, thực lực ngược lại cũng còn tạm được, ta vừa vặn thiếu một con tọa kỵ, ngươi có muốn thần phục ta không? Gào! Cùng Kỳ hóa thành một đường ánh sáng màu đen phóng lên cao, húc về phía lão già mặc áo bào màu xám này. Đây là câu trả lời của nó. Nếu như ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, lão phu có thể còn kiêng kỵ một chút, nhưng lực lượng của ngươi bây giờ thậm chí còn không bằng 1/5 thời kỳ đỉnh phong, cũng dám làm càn ở trước mặt lão phu sao? Lão già mặc áo bào màu xám vừa dứt lời, một ngón tay xia hắn điểm ra, một ngón tay này dường như có lực lượng vô hạn và chạm vào Cùng Kỳ. Nó lập tức phát ra một tiếng kêu gào đau đớn, sau đó rơi xuống, cuối cùng nặng nề đập sâu vào trong mặt đất. Nhưng chẳng bao lâu Cùng Kỳ lại chui ra, tuy nhiên lúc này lớp mai rùa trên thân nó đã nứt ra. Lão già mặc áo bào màu xám đang muốn ra tay, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Hay là giải quyết ngươi trước đã, người huyết phạt có giữ lại cũng là một tai họa. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn vào sợi dây dẫn của đế nữ trên trán Dương Diệp. Hắn hơi trầm ngâm rồi bấm tay búng ra, một luồng tinh quang bắn ra nhanh như điện chớp. Dương Diệp còn chưa lấy lại tinh thần, sợi dây trên trán của hắn đã ầm ầm vỡ nát. Vào giây phút đó, đế nữ ngồi xếp bằng trong một tòa cung điện ở đảo Bồng Lai, tại biển Ái Cầm Thanh Châu đột nhiên mở mắt. Khi sợi dây trên trán Dương Diệp bị nghiền nát, chữ tội trên trán hắn đã xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người lão già mặc áo bào màu xám. Nhìn thấy chữ tội này, đám người lão già mặc áo bào màu xám lập tức híp mắt lại. Trong mắt bọn họ có một tia kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp không chỉ là huyết phạt, còn là tội nhân của trời đất. Lão già mặc áo bào màu xám nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Huyết phạt, tội nhân của trời đất, ngươi thật sự làm cho ta kinh ngạc. Dương Diệp không nói gì, huyền khí cùng lực ngôi sao trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển, tay phải hắn nắm thật chặt thấy chuối kiếm, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tích góp. Trong không gian xung quanh hắn lặng lẽ dao động. Cho dù lão già trước mặt này có thực lực sâu không lường được, hắn căn bản không thể địch nổi, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đối với hắn bây giờ, đánh thắng được cũng phải đánh, đánh không nổi cũng phải đánh. Ngươi biết mình buồn cười tới mức nào không? Nhìn thấy Dương Diệp bước vào tư thế chuẩn bị, lão già mặc áo bào màu xám đột nhiên nói. Thanh kiếm này của ngươi không tệ, cho dù cảnh giới của ngươi thấp, nhưng thực lực ngược lại cũng không gặp trở ngại. Ngươi cùng với thanh kiếm này, thực lực miễn cưỡng có thể. Nhưng ngươi lại muốn giết chết ta, như vậy cũng giống như một con kiến đối mặt với một con voi. Ngươi lại muốn giết ta sao? Đúng là vô tri lại buồn cười. Dương Diệp không để ý tới lão già mặc áo bào màu xám, mà quay đầu nhìn về phía Cùng Kỳ, nói. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là chờ sau khi ta chết, ngươi sẽ chết, hai là chúng ta liên thủ để bọn họ chết trước. Cùng Kỳ nhìn về phía Dương Diệp và im lặng. Dương Diệp chỉ tay về phía mắt của thiên đạo, lại nói. Thiên đạo này đều không dung được chúng ta, từ trình độ nào đó mà nói, chúng ta xem như là một loại người. Bây giờ chúng ta liên thủ thì còn có một đường sống, nếu không mọi người cùng nhau tiêu đời. Buồn cười. Lúc này, lão già mặc áo bào màu xám cười châm chọc, dáng vẻ giống như đang nhìn hai con kiến thương lượng giết một con voi thế nào vậy. Cùng Kỳ liếc nhìn lão già mặc áo bào màu xám. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Bắt đầu. Cho dù nó cuồng vọng nhưng không ngốc, với tình thế bây giờ, nó căn bản không thể chống đỡ. Giống như Dương Diệp đã nói, liên thủ thì còn có một đường sống. Nếu không bất kể là nó hay Dương Diệp đều sẽ phải chết. Dương Diệp nghe thấy Cùng Kỳ nói vậy thì hơi ngẩn người ra, cơ thể lập tức thoáng di chuyển và rơi vào trên lưng Cùng Kỳ. Giết mắt của thiên đạo trước đã. Cùng Kỳ đột nhiên nói. Vì sao không giết lão nhân kia trước? Dương Diệp không hiểu, bởi vì thực lực của lão già mặc áo bào màu xám này mạnh nhất, chỉ cần giải quyết đối phương sẽ không còn uy hiếp nào quá lớn. Hắn chỉ là một phân thân. Cùng Kỳ nói. Chém chết mắt của thiên đạo, chúng ta cùng nhau lao ra khỏi thế giới này. Nếu không chờ tới lúc bản thể hắn đi tới, trừ khi ta ở thời kỳ đỉnh phong, bằng không chúng ta đều phải chết. Phân thân. Đồng tử của Dương Diệp co lại,
hắn không ngờ được lão già này cũng chỉ là một phân thân. Một phân thân đã mạnh như vậy, bản thể của lão còn khủng khiếp đến trình độ nào. Sắt kiếm ở bên thắt lưng, tay trái nắm chắc lấy sừng của ta. Đợi lát nữa ngươi và ta lao tới trước mắt của thiên đạo, ngươi rút kiếm chém ra một phát. Cùng kỳ nói, cái này có thể tự làm. Cùng kỳ nói, mắt của thiên đạo chỉ là cặn bã, chúng ta phải không ngừng nỗ lực cho đến lúc phá vỡ rào chắn của trời đất này, rời khỏi tinh vực. Nếu không, cường giả của đối phương sẽ tới vô cùng vô tận. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Vậy lên đi. Lên cái quỷ à. Cùng kỳ tức giận nói. Thân thể ngươi căn bản không chịu nổi tốc độ cùng lực lượng của ta, ngươi phải sử dụng lực ngôi sao gia cố thân thể ngươi, nếu không bây giờ ta vừa xông lên thì ngươi sẽ bị xé rách thành từng mảnh vụn. Dương Diệp có chút xấu hổ, vội vàng dẫn dắt lực ngôi sao tiến vào cơ thể. Sau khi cơ thể được gia cố, Dương Diệp dắt thanh kiếm ở bên thắt lưng, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, tay trái nắm chặt sừng của Cùng Kỳ, nói. Lên đi! Quá nực cười! Lúc này, lão già mặc áo bào màu xám này đột nhiên xuất hiện ở phía dưới mắt của thiên đạo, nói. Tới đi, để cho lão phu xem thử hai con kiến hôi các người muốn chém nát mắt của thiên đạo trước mặt ta thế nào. Làm thế nào đây? Dương Diệp nói. Cùng giết đi. Cùng kỳ vừa dứt lời thì hai chảo chợt vỗ một cái xuống mặt đất, cả người bắn ra. Vào giây phút Cùng Kỳ bắn ra, mắt Dương Diệp lập tức mở thật to. Sau đó hắn cảm giác toàn thân mình giống như bị mấy chục vạn con ngựa kéo lại, cảm giác toàn thân đều không tốt. Rút kiếm. Lúc này, giọng nói Cùng Kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp giật mình, tay phải vội vàng rút kiếm chém ra một phát. Vào giây phút kiếm được rút ra, hắn cùng Cùng Kỳ vừa vặn đi tới trước mặt lão già mặc áo bào màu xám này. Lão già mặc áo bào màu xám nheo mắt lại, tay phải hóa thành chưởng vỗ vào trên thân kiếm của Dương Diệp. Suy, một tiếng động lớn vang lên, ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người lão già áo bào trắng, cánh tay của lão già mặc áo bào màu xám này đã trực tiếp bị cắt đứt. Lúc này lão già mặc áo bào màu xám biến sắc, hắn không ngờ được hai con kiến hôi trong mắt hắn liên thủ lại mạnh mẽ như vậy. Nếu như không phải vào thời điểm quan trọng, thân hình hắn tránh ra, hắn trực tiếp đã bị một kiếm này chém thành hai đoạn rồi. Mà tốc độ của Dương Diệp cùng Cùng Kỳ lại không giảm. Lao về phía mắt của thiên đạo. Mắt của thiên đạo nhận thấy được nguy cơ, lập tức phát ra một ánh sáng màu tím chói lòa. Sau đó một cột sấm sét màu tím nhanh chóng hiện ra, đánh về phía Dương Diệp cùng Cùng Kỳ. Chỉ có điều khi cột sấm sét màu tím này va chạm tới kiếm của Dương Diệp, lại giống như giấy bị đao sắc bén lướt qua vậy. Cột lôi màu tím dễ dàng bị tách ra. Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đi thẳng tới trước mắt của thiên đạo, kiếm của Dương Diệp chém vào trên mắt của thiên đạo này. Ầm, chân trời chấn động mạnh, mắt của thiên đạo ầm ầm vỡ nát và hóa thành rất nhiều năng lượng rơi lả tả xuống đất. Nhưng Dương Diệp cùng Cùng Kỳ vẫn không dừng lại, hai người hóa thành một luồng ánh sáng màu tím phá không lao về phía sâu trong chân trời kia. Trảm thiên bạt ký tếm thuật thật sự của Dương Diệp cộng thêm tốc độ cùng lực lượng của Cùng Kỳ, uy lực kia hoàn toàn có thể hủy trời diệt đất. Có thể nói trảm thiên bạt kiếm thuật của Dương Diệp bây giờ mạnh hơn bất kỳ một lần trảm thiên bạt kiếm thuật nào vô số lần. Cũng chính vì vậy, cho dù là lão già mặc áo bào màu xám này cũng thiếu chút nữa bị một kiếm giết chết trong nháy mắt. Về phần mắt thiên đạo này càng dễ dàng bị nghiền nát. Quan trọng nhất là còn chưa kết thúc. Cản bọn họ lại. Lúc này, giọng nói lão già mặc áo bào màu xám vang lên ở trong không trung. Hắn cùng ba gã đế giả bên cạnh đã đuổi theo về phía Dương Diệp cùng Cùng Kỳ. Nhưng bọn họ lại kinh hãi phát hiện, bọn họ căn bản không đuổi kịp. Chỉ có thể nhìn Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp giơ cao kiếm bắn nhanh về phía sâu trong bầu trời kia. Thật ra, cho dù bọn họ đuổi theo cũng không dám ngăn cản Cùng Kỳ cùng Dương Diệp lúc này. Trạng thái một người một thú bọn họ bây giờ giết đế giả giống như giết chó vậy. 10 hơi thở sau. Sâu bên trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếp theo, đột nhiên có một lỗ thủng rất lớn xuất hiện. Phía dưới. Sắc mặt đám người lão già mặc áo bào màu xám hoàn toàn trầm xuống. Bởi vì vách chắn của thế giới này đã bị chém nát. Vách chắn thế giới là thế nào? Đó là chỉ cánh cửa ngăn cản người của thế giới bước vào vực ngoại. Người đạt được đế giả thì có thể rời khỏi thế giới ban đầu. Nhưng đó là sau khi đã vượt qua thiên kiếp, thiên đạo chủ động cho kẻ đó rời khỏi thế giới. Nếu không một người đạt được đế giả,
rào chắn thế giới cũng sẽ chủ động mở ra, để cho người đó rời khỏi thế giới này. Nhưng bây giờ không phải là thiên đạo chủ động mở ra, mà bị người mạnh mẽ phá vỡ. Nói cách khác, trước khi rào chắn thế giới được chữa trị, rất nhiều người linh giới cho dù không đạt được đế giả cũng có thể lập tức rời khỏi linh giới. Đương nhiên, người không có thực lực mà rời khỏi linh giới đi tới ngoại vực chính là tự tìm chết. Phía chân trời, vào giây phút rào chắn thế giới bị nghiền nát, đột nhiên có một ngón tay đầy nếp nhăn đột nhiên chui ra, sau đó điểm ở trên người của Cùng Kỳ. Bành! Cùng Kỳ dẫn theo Dương Diệp trực tiếp rơi xuống, không đến mấy hơi thở, cả hai đã bị đập vào sâu trong mặt đất. Nhưng chẳng bao lâu, một người một thú lại vọt ra. Lúc này trên người Cùng Kỳ cùng Dương Diệp đều đầy thương, bị thương nặng nhất vẫn là Dương Diệp, lần này hắn thật sự tàn phế. Da trên người hắn đều rạn nứt ra. Nói chung, hắn bây giờ không khác gì khi bị thương sau khi đánh một trận ở Thiên Vũ Tông. Khác biệt duy nhất là bây giờ hắn vẫn tỉnh, đương nhiên hắn càng hy vọng mình hôn mê hơn. Cùng Kỳ cũng không tốt hơn, mảnh vảy trên toàn thân nó đều nứt ra, đặc biệt là trên đỉnh đầu nó còn trực tiếp xuất hiện một lỗ máu. Đó là chỗ do ngón tay kia điểm xuống. Một người một thú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong lỗ thủng phía chân trời kia tách ra, một lão già chậm rãi đi ra. Lão già này tự nhiên lại giống hệt với lão già mặc áo bào màu xám. Lão già mặc áo bào màu xám nhìn thấy lão già này, cơ thể lập tức hóa thành một đường ánh sáng tiến vào trong cơ thể lão già trên không trung. Đây là bản thể của hắn. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể xoay tròn. Một lát sau, ánh mắt của lão nhân nhìn Dương Diệp cùng Cùng Kỳ phía dưới, nói. Không ngờ được thế giới này xuất hiện hai tồn tại dị dạng như các ngươi. Giết người bảo vệ, giết mắt của thiên đạo, các ngươi thật sự rất có năng lực. Ta vốn định trực tiếp giết các ngươi, nhưng làm vậy thì chẳng có gì thú vị cả. Ta chuẩn bị lấy đi hồn phách của các ngươi, sau đó treo ở trước rào chắn của linh giới này, vĩnh viễn chịu nổi khổ khi mặt trời chói chang đốt hồn. Lão già nói xong thì tay phải sờ xuống dưới. Một bàn tay khô trực tiếp xuất hiện ở trên không trung của Dương Diệp cùng Cùng Kỳ. Vào thời điểm Dương Diệp chuẩn bị phát động vòng xoáy nhỏ trong cơ thể tính liều mạng đánh một trận chết, đột nhiên có một bóng lưng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người kia giơ lên tay ngọc lên trên và nhẹ nhàng điểm một cái. Bàn tay khổng lồ của lão già kia trực tiếp vỡ nát. Đế nữ. Người tới chính là đế nữ. Nhìn thấy đế nữ, lão già nhíu mày, nói. Đế giả nhân gian, không ngờ được thế giới này còn có một dị dạng như vậy. Cũng được, ta sẽ giải quyết tất cả. Lão già lại muốn ra tay, mà vào lúc này, đế nữ đột nhiên giơ tay phải ra, nói. Chỉ qua. Vừa dứt lời. Sâu trong tinh không ngoại vực xa xôi có một đường ánh sáng trắng lướt qua bầu trời sao. Nó đi qua nơi nào, ánh sao nơi đó đều bị tắt. Rất nhanh. Một đường ánh sáng trắng bắn tới nhanh như tia chớp và rơi vào trong tay của đế nữ. Phương Thiên Hỏa Kích. Ở trong tay đá nữ là một thanh Phương Thiên Hỏa Kích màu trắng giống như làm bằng bạch ngọc. Nó dài chừng một trường năm, rộng chừng ba ngón tay, ở trên cán kích có đầu một con thú lớn đang nhe răng trông rất dữ tợn, giống như muốn cắn người khác. Nắm Phương Thiên Hỏa Kích, đế nữ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh mắt thâm thúy dường như xuyên qua bầu trời sao. Trên một tinh cầu, sâu bên trong tinh không vô tận, giây phút khi đế nữ nắm Phương Thiên Hỏa Kích, một nam tử trung niên ngồi xếp bằng ở trên thủ tọa của cung điện đột nhiên mở mắt. Ở trong mắt hắn có vẻ hưng phấn cùng kích động. Tiểu thư, rốt cuộc tìm được tiểu thư rồi. Tất cả mọi người lập tức khởi hành, không cần tiết kiệm linh lực, trực tiếp sử dụng tới bước nhảy không gian. Vừa dứt lời, nam tử trung niên phóng lên cao. Sau lưng hắn là 50 huyền giả mặc hỏa giáp. Tất cả bọn họ đều là đế giả. Trong phút chốc, đám người nam tử trung niên liền trực tiếp vượt qua mấy vị diện. Linh giới. Đế nữ thu hồi ánh mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão già, nói. Ngươi muốn chiến đấu sao? Lão già nhìn đế nữ nói. Ngươi không phải eo ép người của giới này. Có phải hay không thì có ý nghĩa gì? Đế nữ nhìn lão già và bình tĩnh nói. Lão già nhìn đế nữ một lát, sau đó nói. Cũng phải. Vừa dứt lời, hai tay lão già giơ lên, sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong phút chốc, vốn có ban ngày mặt trời chói chang đã lập tức biến thành đêm tối. Vô số ngôi sao trải rộng trên không trung của linh giới. Tiếp theo,
vô số ngôi sao này bắt đầu xoay tròn, hình thành vòng xoáy giống như tinh hà. Phía dưới, Dương Diệp ngồi ở trên lưng Cùng Kỳ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đồng tử của co lại. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, trời đất lập tức thay đổi, tinh hà treo ngược, đây là thần thông gì vậy? Giờ phút này, trong lòng Dương Diệp chợt dâng lên một cảm giác thất bại. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính của mình ở trước mặt nó, chỉ sợ cũng không đủ nhìn. Lần này, hắn thật sự cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Thừa nhận mình yếu có đáng xấu hổ không? Theo Dương Diệp, này đương nhiên không thể xấu hổ. Nếu như một người không thể hiểu rõ nhận biết mình, xác định được vị trí của mình thì mới đáng xấu hổ, không chỉ đáng xấu hổ, còn rất đáng buồn. Phía chân trời, khi vòng xoáy tinh hà này xuất hiện, rất nhiều chùm tia sáng màu lam trong suốt từ trong vòng xoáy tinh hà bắn về phía đế nữ giống như hạt mưa. Phải nói là bắn về phía đế nữ cùng Dương Diệp và Cùng Kỳ mới đúng. Bởi vì ba người bọn họ đều bị vòng xoáy tinh hà này bao phủ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Trong những chùm tia sáng màu lam trong suốt kia có ẩn chứa năng lượng mà hắn căn bản không thể chống lại, cho dù là một tia, hắn cũng không chống đỡ nổi. Bởi vì ở bên trong những chùm tia sáng màu lam trong suốt đó vẫn ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Dương Diệp nhìn về phía đế nữ, trong mắt có vẻ lo âu. Đồng tử của Cùng Kỳ cũng hơi co lại, nếu như nó ở thời kỳ toàn thịnh, nó tất nhiên không khiếp sợ. Nhưng bây giờ, nếu như bị những cột ánh sáng năng lượng kia đánh trúng, cho dù nó không chết cũng sẽ phải tàn phế. Cùng Kỳ nhìn đế nữ, bây giờ, nó cũng chỉ có gửi gắm hy vọng vào nữ nhân trước mắt. Nhìn từng chùm tia sáng màu lam trong suốt giống như mưa sa kéo tới, đế nữ vẫn thản nhiên. Tay trái của nàng lấy ra một sợi dây màu trắng, sau đó vòng qua sau đầu mình, buộc chặt mái tóc dài. Khi những chùm tia sáng màu lam trong suốt đi tới cách đầu nàng mấy trăm trượng, đế nữ đột nhiên nắm chặt phương thiên hỏa kích trong tay, sau đó chợt uốn cong nó. Giới hạn. Đồng tử của Dương Diệp co lại. Suy. Một tiếng động giống như lưỡi dao lướt qua vải vóc vang lên trong không trung, những chùm tia sáng màu lam trong suốt lập tức tiêu tan thành mây khói. Cùng lúc đó, vòng xoáy trong tinh không cũng lập tức vỡ thành mảnh nhỏ, tất cả khôi phục lại bình thường. Phía chân trời, lão già kia nhìn đế nữ với vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Diệp ngồi xuống, trong mắt Cùng Kỳ cũng có phần nghiêm trọng và kiêng kỵ. Lên! Lúc này, giọng nói của đế nữ vang lên ở trong không trung, nàng phóng lên cao. Tốc độ của nàng rất kỳ lạ, lúc đầu thì tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng dần dần, tốc độ của nàng chậm lại, càng lúc càng chậm, không bao lâu đã giống như đang đi bộ vậy. Lực thời gian. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ đột nhiên nghiêm trọng nói. Cùng lúc đó, sắc mặt lão già kia rất khó coi. Lực thời gian. Dương Diệp không hiểu. Nữ nhân này, thật mạnh. Cùng Kỳ nghiêm trọng nói. Nàng đã nắm giữ bộ phận lực thời gian. Người đừng thấy tốc độ của nàng bây giờ rất chậm, đây chẳng qua là rất chậm theo chúng ta mà thôi. Thật ra, tốc độ của nàng đã gần đạt tới trình độ mắt thường khó có thể nào nhìn thấy. Nhìn thấy vẻ mặt lão bất tử kia không? Bây giờ hắn đang bị lực thời gian nhằm vào, ở trong thế giới của hắn mới là tốc độ thật sự của nữ nhân này độ. Đúng lúc này, đế nữ cùng lão già đồng thời biến mất. Lão già phản kích rồi. Cùng Kỳ trầm giọng nói. Ngươi có thể nhìn thấy bọn họ sao? Dương Diệp hỏi. Nói nhảm. Cùng Kỳ lạnh giọng đến. Bản tôn ở thời kỳ đỉnh phong, hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ đâu. Cùng Kỳ dừng lại một lát, sau đó nói. Thật ra, thứ bên trong cơ thể ngươi mới lợi hại. Nếu như ngươi có thể cho phát huy ra uy lực của nó, thế giới này cũng có thể bị nó phong ấn, hoặc trực tiếp thu vào. Không đúng, tinh vực này cũng có thể bị nó phong ấn. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp biến đổi và nói. Ngươi biết lai lịch của nó sao? Biết một chút. Cùng Kỳ nói. Vậy sao ngươi không cướp? Dương Diệp không hiểu, Hồng Mông Tháp nghịch thiên tới mức nào, đừng nói Cùng Kỳ, hắn tin tưởng nếu quả thật để lộ ra công hiệu của nó, sợ rằng tất cả trí cường giả của tinh hà đều sẽ tới cướp. Ta không muốn chết. Cùng Kỳ khẽ nói. Ngươi nói vậy có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Nó đã nhận người làm chủ, nói cách khác ngươi là người truyền thừa chính thống của vị kia. Nói đến đây, trong giọng nói của Cùng Kỳ có chút kiêng kỵ, sau đó không nói nữa. Vị kia là ai? Dương Diệp liền vội vàng hỏi.
hắn thật ra biết rất ít về Hồng Mông Tháp, bao gồm thân phận của tiểu thất cùng lão già tóc trắng xuất hiện trong tháp, hắn đều không biết. Tuy nhiên hắn biết vị đó mà cùng kỳ nhắc tới hẳn là lão nhân tóc trắng này. Cơ thể khôi phục được bao nhiêu? Cùng kỳ đột nhiên nói. Dương Diệp có phần sững sờ, tùy tiện nói. 5-6 phần. Nghe vậy, cùng kỳ nheo mắt, hắn thiếu chút nữa đã bùng nổ. Dương Diệp vừa bị thương hoàn toàn không kém hơn hắn, mà bây giờ Dương Diệp đã khôi phục lại 5-6 phần. Năng lực khôi phục này, đây là năng lực khôi phục của con người sao? Cùng kỳ thở hắt ra một hơi, Sado đó ngẩng đầu nhìn về ba người lão già áo bào trắng, nói. Chúng ta liên thủ giết chết bọn họ được không? Dương Diệp nhìn về phía ba xê người lão già áo bào trắng, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười lạnh, nói. Đúng là hợp với ý ta, tuy nhiên, không thể thi triển thuật rút kiếm được, ngươi nghe ta chỉ huy được không? Cùng kỳ trầm ngâm một lát mới khẽ gật đầu. Thấy cùng kỳ gật đầu, tay phải của Dương Diệp thoáng động. Một thanh ý kiếm đã xuất hiện ở trong tay, hắn áp ý kiếm sát mi tâm. Trong cơ thể hắn có số lượng huyền khí không nhiều đang vận chuyển. Phía chân trời, khi ánh mắt Dương Diệp cùng kỳ nhìn về phía lão già áo bào trắng, sắc mặt đám người lão già áo bào trắng thoáng biến đổi và muốn ra tay. Mà vào lúc này, cùng kỳ đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã cách sau lưng hắn hơn 100 trượng. Đồng tử của lão già áo bào trắng đột nhiên co lại, cơ thể cứng đờ, trong mắt đầy vẻ khó tin. Rất nhanh. Sắc thái trong mắt lão già áo bào trắng chậm rãi tiêu tan, đầu nghiêng qua và ngã nhào xuống. Một kiếm giết chết đế giả trong nháy mắt. Hai gã đế giả khác hoảng hốt. Bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng. Dương Diệp không thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật chân chính, uy lực kia tuy mạnh nhưng di chứng thật sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa, lấy cơ thể hắn bây giờ mà thi triển ra, nhất định sẽ tiêu đời. Bởi vậy, hắn thi triển ra bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng. Lần này nhất niệm thuấn sát mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. Bởi vì lần này trừ tốc độ cùng lực lượng của bản thân hắn còn có các loại gia tăng khác, còn tăng thêm lực lượng tốc độ của cùng kỳ. Một kiếm này có thể giết chết đế giả trong giây lát. Dương Diệp cùng kỳ nhìn về phía hai gã đế giả khác, hai người này hoảng hốt muốn ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp cùng kỳ lại hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Suy. Đầu của một gã đế giả khác lập tức bị bay ra ngoài. Cùng kỳ muốn xông ra nhưng Dương Diệp lại vội vàng ngăn cản đối phương, cho dù cơ thể hắn đạt tới cảnh giới thần biến, nhưng không chịu nổi nhiều lần thi triển nhất niệm thuấn sát như vậy. Chém giết hai đế giả chính là cực hạn của thân thể hắn bây giờ. Cùng kỳ muốn nói gì đó, nhưng lúc này, đế nữ cùng lão giả biến mất đã xuất hiện ở phía chân trời. Đế nữ vẫn đứng ở vị trí ban đầu. Vẫn một chiếc váy trắng còn không dính một hạt bụi nhỏ. Lão già kia vẫn đứng ở vị trí cũ, nhưng hai cánh tay của hắn đã biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thả lỏng. Mà lúc này, khóe miệng của đế nữ lại tràn ra một tia máu đỏ. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Đế nữ bị thương rồi sao? Phía chân trời, lão già kia nhìn chằm chằm đế nữ, nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Đế nữ cầm phương thiên hỏa kích trong tay chỉ thẳng vào Dương Diệp, nói. Ta muốn giữ lại mạng của người này. Tội nhân của trời đất là kẻ người người được giết. Người bảo vệ tội nhân của trời đất thì cũng đáng giết. Lão già gằn giọng nói. Dựa vào ngươi sao? Giọng nói của đế nữ rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra sự châm chọc. Nếu như cộng thêm chúng ta thì sao? Lúc này, một giọng nói vang lên ở sâu bên trong bầu trời. Tiếp theo có gần 20 đế giả cùng một lão già mặc áo bào màu đỏ xuất hiện ở trên không trung. 21 tên đế giả, thêm lão già không cánh tay thì tổng cộng là 22 đế giả. Lão già mặc áo bào màu đỏ liếc nhìn lão già không cánh tay, nói. Đoạn Mộc, không ngờ được ngươi liên thủ cũng bị người phế bỏ. Lão già không cánh tay liếc mắt nhìn đối phương, nói. Nếu không ngươi thử đấu với nàng xem. Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn về phía đế nữ trầm ngâm một lát, hắn nói. Không quan tâm ngươi đến từ chỗ nào, nhưng nếu ngươi vi phạm quy định của tinh vực chúng ta, vậy thì ta không thể để ngươi sống sót được nữa. Làm càn. Đúng lúc này, bên ngoài vách chắn thế giới bị tách ra đột nhiên truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Nghe được tiếng hét phẫn nộ này, sắc mặt lão già mặc áo bào màu đỏ cùng lão già không cánh tay lập tức biến đổi, quay đầu lại nhìn về phía chân trời kia.
Khi đế nữ nghe được tiếng này, khóe mắt khẽ giật và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, một nam tử trung niên trên người mặc hỏa khôi giáp màu đỏ, trong tay cầm trường thương màu đỏ rực cùng 50 nam tử trên người mặc hỏa giáp xuất hiện ở phía chân trời của linh giới. 51 tên đế giả. Sắc mặt lão già mặc áo bào màu đỏ cùng lão già không cánh tay lập tức trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt là nam tử trung niên dẫn đầu trong tay cầm trường thương màu đỏ kia. Từ khí tức lại thấy được, hắn là tồn tại rất mạnh, rất khủng khiếp. Nam tử cầm trường thương màu đỏ rực không để ý tới lão già mặc áo bào màu đỏ cùng lão già không cánh tay kia, hắn cùng nhóm người phía sau đi tới trước mặt đế nữ, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, bọn họ đồng thời quỳ một gối trước đế nữ, nói. Điện chủ thiên hỏa điện niệm thương viêm ra mắt tiểu thư. Ra mắt tiểu thư. 50 đế giả trên người mặc hỏa giáp đứng sau lưng người trung niên kia cũng vội vàng quỳ một gối xuống và cúi đầu, đồng thanh nói. Mọi người. Tất cả mọi người bao gồm Dương Diệp đều đờ người ra. Hắn không ngờ được, đế nữ không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, hắn thân phận của nàng cũng không tầm thường. Người trung niên quỳ gối trước mặt đế nữ tuyệt đối phải là cường giả có thực lực trên đế giả. Nhưng một cường giả như vậy tự nhiên cung kính với đế nữ, thậm chí còn quỳ xuống như thế. Đế nữ rốt cuộc có lai lịch ra sao? Trong lòng Dương Diệp rất tò mò. Lão già không tay cùng lão già mặc áo bào màu đỏ ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Đế nữ không nói gì, hai mắt vẫn khép hờ. Mà đám người niệm thương viêm lại vẫn quy. Bầu không khí có chút nặng nề. Rất lâu sau đế nữ nói. Cả nhà thế nào? Chủ mẫu rất lo lắng cho tiểu như nên phát động tất cả mọi người của ngũ hành điện tìm kiếm tiểu thư. Niệm thương viêm cung kính nói. Nghe vậy, tay ngọc của đế nữ hơi căng thẳng. Một lát sau nàng lại nói. Bọn họ vẫn không thay đổi chủ ý, đúng không? Niệm thương viêm do dự một lúc, sau đó nói. Tiểu thư, thứ lỗi cho thuộc hạ nhiều lời, đám người chủ mẫu cùng tôn thượng cũng là bất đắc dĩ thôi. Tinh vực thiên vân chúng ta gặp phải kẻ địch lớn, bây giờ đã mất đi hơn 10 thế giới. Nếu như không có man hoang tinh vực giúp đỡ, chúng ta sợ rằng. Nói đến đây, niệm thương viêm không dám nói tiếp. Phụ thân hắn, già rồi. Đế nữ đột nhiên mở mắt nhìn phương thiên hỏa kích trong tay, nói. Năm đó hắn dựa vào một thanh phương thiên hỏa kích đánh ra hơn 10 thế giới, hào khí chiến thần mạnh mẽ. Nói đến đây, trong giọng nói của đế nữ có phần không cam lòng, vẫn có phần bất đắc dĩ. Niệm thương viêm không dám nói tiếp. Đế nữ nhìn phương thiên hỏa kích trong tay, lại nói. Trước đây hắn giao vật ấy cho ta. Bảo ta không nên bôi nhọ danh hiệu chiến thần. Vì danh hiệu này, ta cũng không dám lười biếng, cũng chưa từng khiến co danh hiệu này bị bôi nhọ. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn bảo một chiến thần bỏ vũ khí xuống, lấy cách thức đám hỏi để cứu giúp đế quốc của hắn. Nói đến đây, đế nữ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi biết ta thưởng thức nhất ở ngươi là gì không? Dương Diệp. Ánh mắt niệm thương viêm cũng nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt mang theo một sự nghi ngờ. Đế nữ nhìn Dương Diệp, nói. Trong những người ta từng gặp, thiên phú của ngươi chỉ tính là bình thường. Với trí tuệ của ngươi, chỉ có thể sử dụng nhược trí để hình dung. Nhưng ở trên người ngươi có thứ mà rất nhiều người có thiên phú tốt hơn gấp 10 lần, trí tuệ cao hơn ngươi gấp 10 lần cũng không có. Nói đến đây, giọng đế nữ cao hơn, nói. Đó chính là thà gãy chứ không cong. Không quan tâm ngươi đối mặt với bao nhiêu kẻ địch mạnh mẽ, ngươi chưa bao giờ từng khuất phục, cũng chưa từng sợ. Chỉ cần là kẻ địch của ngươi, ngươi lại dám rút kiếm. Rất nhiều người không làm được điểm ấy, bao gồm cả ta và phụ thân đã từng được gọi là chiến thần của ta. Từ trình độ nào đó mà nói, ngươi còn nam nhân hơn cả hắn. Nghe thấy đế nữ nói vậy, hai mắt niệm thương viêm lập tức híp lại. Được đế nữ khen như vậy, Dương Diệp lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Hắn đang muốn nói vài câu khiêm tốn, nhưng lúc này đế nữ lại nói. Nhưng loại người như ngươi nhất định sẽ sống không được lâu đâu. Ngươi có thể sống đến bây giờ, thật ra đã là một kỳ tích rồi. Dương Diệp. Tiểu nữ hài, ngươi nói câu này là sai rồi. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Đế nữ nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nói. Hắn có thể sống đến bây giờ cũng không phải là dựa vào kỳ tích. Mà là hắn trọng tình, ta theo tiểu tử này đã một thời gian, giống như lời người nói,
trước đó ta cũng cảm thấy hắn có thể sống đến bây giờ là một kỳ tích. Nhưng cuối cùng ta phát hiện ra không phải vậy. Cho dù tiêu tử này tàn nhân, khát máu, giết người như nghẻ, nhưng hắn lại coi trọng tình cảm. Cũng chính bởi vậy, hắn mới có thể sống lâu như thế. Bởi vì hắn luôn được quý nhân giúp đỡ. Giống như người bây giờ, sở dĩ người giúp đỡ hắn chắc chắn không đơn giản chỉ bởi vì thưởng thức tính cách điên cuồng này của hắn chứ. Đế nữ im lặng, trong đầu không nhìn được hiện ra một vài chuyện trước đây. Im lặng một lát, đế nữ đột nhiên vung tay lên. Trong phút chốc, cảnh tượng ở đó biến đổi, trở thành một thế giới đầy sao, thâm thúy mê người. Mà ở đó, chỉ có Dương Diệp cùng nàng. Đế nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cơ thể chậm rãi nằm ở trong không trung, ánh mắt nhìn về phía tinh hà. Dương Diệp do dự một lát, sau đó đi tới bên cạnh đế nữ và nằm ở bên người nàng. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp phá tan im lặng trước. Đế nữ nhìn tinh không này, khẽ nói. Ta đến từ tinh vực Thiên Vân, mảnh tinh vực này có hơn 100 thế giới nhỏ giống như linh giới này. Những thế giới nhỏ đó đều do nhà ta khống chế. Những thế giới đó đều do phụ thân ta một tay đánh ra. Khi đó, hắn được gọi là chiến thần, ở tinh vực Thiên Vân, hắn thuộc về tồn tại vô địch. Rất nhanh, hắn đã thống nhất tất cả tinh vực Thiên Vân. Nhưng tinh vực Thiên Vân xuất hiện một kẻ địch mạnh này rất mạnh, lần đầu tiên phụ thân ta ném thử cảm giác thất bại. Hắn là chiến thần chưa từng thất bại ở tinh vực Thiên Vân, lần đầu tiên thua bởi một người. Tiếp theo, tinh vực Thiên Vân chúng ta liên tục thất bại, tháo chạy, tổn thất mười mấy thế giới nhỏ. Nói đến đây, đế nữ đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi biết thương thế của ta là do đâu không? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Đế nữ nói, phụ thân ta muốn cho ta làm đám cưới với người đứng đầu man tộc của tinh vực man hoang, nhằm nhận được tinh vực man hoang giúp đỡ. Ta không đồng ý, ta cầm chỉ qua do phụ thân ta cho ta một mình đi vào khiêu chiến người đã đánh bại phụ thân ta, ta muốn chứng minh với phụ thân ta là ta có thể bảo vệ tinh vực Thiên Vân. Kết quả ngươi cũng thấy đấy, ta thất bại, cảnh giới tụt xuống, vĩnh viễn nhận lấy nỗi khổ của tia vũ trụ. Dương Diệp đột nhiên giơ tay kéo tay đế nữ. Đế nữ nhìn Dương Diệp nhưng không tránh. Dương Diệp nói. Vậy tia vũ trụ này còn ở bên trong cơ thể ngươi, đúng không? Đúng. Đế nữ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Rất nhanh, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn đột nhiên xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, một lực hút từ cánh tay Dương Diệp truyền ra. Đồng tử của đế nữ co lại, nói. Dừng lại. Nhưng lực hút này lại càng lúc càng lớn. Rất nhanh, ba sợi mảnh màu đỏ thẫm giống như sợi chỉ theo cánh tay của đế nữ trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Khi chúng tiến vào trong cơ thể Dương Diệp, trong nháy mắt này hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, đồng tử gần như rời khỏi viền mắt, gương mặt hắn lập tức trở nên vặn vẹo. Trong phút chốc, hắn trực tiếp hôn mê quá khứ. Ba tia vũ trụ này tuyệt đối không tiến vào vòng xoáy nhỏ, mà chiếm giữ ở xung quanh trái tim giết chóc của Dương Diệp. Không biết qua bao lâu, ý thức của Dương Diệp tỉnh táo lại một ít, hắn từ từ mở mắt ra, thấy mình vẫn ở bên trong mảnh tinh không này. Còn hắn lại nằm ở trong lòng đế nữ. Lúc này, đế nữ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vì sao? Đế nữ nói. Ta có khả năng không giết được kẻ địch gì đó của ngươi, nhưng ta vẫn có thể làm cho thương thế của ngươi khôi phục. Dương Diệp cười nói. Hình như đây cũng là điều duy nhất ta có thể làm. Đế nữ nhìn Dương Diệp một lát. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mảnh tinh không này, nói. Ngươi biết không, ở bên ngoài tinh không còn có vô số bầu trời sao, vũ trụ to lớn vô cùng vô tận. Rất nhiều chúa tể tinh vực là nhân loại, nhưng cũng có rất nhiều chúa tể tinh vực là tộc loại khác. Nói chung thế giới rất lớn, chúng ta rất yếu, rất nhỏ bé. Nói đến đây, đế nữ cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Lần này ta trở lại chỉ có hai con đường, một là chết trận. Hai là làm đám cưới với người khác. Ngươi hy vọng ta đi theo con đường nào? Của hai con đường đều không muốn. Dương Diệp quyết đoán nói. Đế nữ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nàng lấy ra một cái nhẫn màu vàng sậm, có hình đầu lâu của một con thú hoang dữ tợn. Mà, chính giữa đầu lâu kia có khắc một chữ chiến nho nhỏ. Đế nữ đeo nhẫn này ở trên ngón trỏ của Dương Diệp, nói. Trong vòng 3 năm, người hãy tới tinh vực Thiên Vân. Sau đó nói với ta lời người vừa nói một lần nữa. Nếu quá 3 năm thì không cần tới nữa.
bởi vì, khi đó tất cả đã không còn ý nghĩa gì cả. Hiểu rõ chưa? Nếu như người bằng lòng nói cho ta biết tên của ngươi, ta nhất định tới. Dương Diệp nhìn thẳng vào đế nữ. Trang Vị Nhiên. Đế nữ nói. Chờ ta. Dương Diệp nói. Đế nữ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tinh vực này tên Tinh vực Thiên Hà, là một thế lực liên minh tên là người bảo vệ nắm trong tay, bọn họ có khoảng 30 thế giới như vậy. Lấy thực lực của ngươi căn bản không có cách nào đối đầu với bọn họ. Cho nên, ta quyết định đưa ngươi đến tinh vực minh ngục bên ngoài tinh vực này. Mảnh tinh vực đó chỉ có một thế giới, là một thế giới bị vứt bỏ, bởi vì linh khí nơi nào đã gần như cạn kiệt. Nơi đó rất loạn, không có thiên đạo nên gần như không có trật tự, vì linh mạch cùng đá năng lượng, người ở đó có thể làm bất kỳ chuyện gì. Đó là một thế giới người ăn thịt người. Ta không có lựa chọn, đúng không? Dương Diệp nói. Ở nơi đó, sau khi căn cơ vững chắc, ngươi có thể tăng nhanh thực lực của mình, bởi vì nơi đó không có thiên đạo, cho dù ngươi trực tiếp đột phá đến đế giả cũng sẽ không có thiên đạo tới phạt ngươi. Mà ở thế giới khác thì không được. Giống như giới này, nếu bây giờ ngươi thăng cấp thánh giả nhất định sẽ dẫn tới bản tôn của thiên đạo hạ xuống. Với thực lực của bản tôn thiên đạo, cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh phong cũng không có cách nào chống lại được. Đế nữ nói. Quan trọng nhất là ở đó có một vật có tác dụng rất lớn với ngươi, ngươi cần tới lấy. Đó là vật gì? Dương Diệp hỏi. Tinh Hà Kiếm Đồ. Đế nữ nói. Tinh Hà Kiếm Đồ. Dương Diệp nhíu mày. Đế nữ khẽ gật đầu, nói. Vật ấy do một vị đại năng viễn cổ quan sát bầu trời sao vũ trụ lĩnh ngộ ra. Một khi phát động vật ấy sẽ dẫn động lực ngôi sao trên trời hóa thành kiếm khí. Nếu có một thanh kiếm tốt tuyệt thế làm vật dẫn, nó gần như có thể bị phá hủy một mảnh tinh vực. Quan trọng nhất là vật ấy có lẽ có thể làm cho ngươi nắm giữ được kiếm vực. Nắm giữ kiếm vực. Đồng tử của Dương Diệp co lại. Cho dù đế nữ đã từng nói với hắn, muốn nắm giữ kiếm vực thì cần phải dựa vào lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh ngộ thế nào? Hắn còn không có đường lối, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy kiếm vực. Nếu như muốn hắn ngồi tĩnh tọa bế quan mấy trăm năm, có lẽ có thể hiểu ra được một chút. Nhưng vấn đề là hắn căn bản không có thời gian. Đế nữ gật đầu nói. Bởi vì muốn phát động vật ấy thì nhất định phải lấy kiếm vực làm căn cơ. Trên vật ấy chắc chắn có pháp môn của kiếm vực. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói. Có vị trí chính xác của vật kia không? Đế nữ khẽ lắc đầu. Dương Diệp. Đế nữ nói. Thật ra, vật ấy có khả năng có liên quan tới ngươi. Có liên quan với ta sao? Dương Diệp sửng sốt. Đế nữ nói. Ngươi còn nhớ cây tạo hóa không? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đương nhiên. Đế nữ nói. Năm đó ở tinh vực Thiên Vân, khi đó ta còn năm nhỏ đã vô tình gặp được một lão già tóc trắng trên áo đạo sĩ màu xanh nhạt, trong tay cầm phất trần. Hắn hình như đang tìm kiếm người nào đó lại nhìn nhầm ta thành đối phương, cuối cùng mới phát hiện ra tìm nhầm người. Hắn nói quen biết tức là có duyên. Sau đó hắn tặng một viên quả tạo hóa đồng thời dạy ta một thời gian. Cuối cùng ta trồng quả tạo hóa kia ở trong không gian của ta, nó trở thành cây tạo hóa. Áo đạo sĩ màu xanh lam, trong tay cầm phất trần. Dương Diệp nhíu mày trầm tư một chút, đột nhiên mắt hắn trợn tròn, nói. Là hắn. Hắn trong miệng Dương Diệp dĩ nhiên chính là lão già xuất hiện trong Hồng Mông Tháp, lão già kia đến từ cùng một chỗ với tiểu thất. Đế nữ nói. Lúc đó, ở trên áo đạo sĩ của hắn có một tòa tháp nhỏ, chính là tòa tháp nhỏ bên trong cơ thể người. Trước đây ta tìm người đòi tháp này, ngoại trừ muôn chữa thương, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hy vọng thông qua tháp này giúp hắn tìm kiếm người hắn muốn tìm. Nhưng ta không ngờ được, tháp này đã nhận người làm chủ. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Ngươi có biết thực lực của hắn mạnh tới mức nào không? Rất mạnh. Đế nữ nhìn thẳng Dương Diệp. Vẻ mặt rất nghiêm túc, nói. Ngươi cũng biết, năm đó tinh vực minh ngục là thế giới trung đẳng, tương đương với 100 linh giới lớn như vậy. Trong đó có rất nhiều cường giả, nhưng không biết vì nguyên nhân gì thiên đạo cùng một vài cường giả thần bí của thế giới này trêu chọc lão già kia, sau đó thiên đạo cùng những cường giả thần bí của thế giới kia đều bị tiêu diệt. Thế giới kia trực tiếp biến thành thế giới nhỏ, linh khí dần dần cạn kiệt, còn có lực thần bí bao phủ ở trên đó, không người nào có thể ra ngoài. Mà hắn chẳng qua là một trong hàng trăm triệu phân thân. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp nói.
vậy tinh hà kiếm đồ có liên quan gì với điều này? Người mạnh nhất của thế giới trung đẳng kia là một tên kiếm tu, khi chiến đấu cùng hắn, người này đã thi triển ra tinh hà kiếm đồ, dẫn động lực ngôi sao hóa thành kiếm khí. Kết quả cuối cùng là lão già mặc áo đạo sĩ biến mất, mà gã cường giả kia cũng chết, nhưng tinh hà kiếm đồ của hắn lại thất lạc ở trong tinh vực minh ngục này. Đế nữ nói. Dương Diệp im lặng một lát lại nói. Sau này ta phải làm thế nào để tìm ngươi? Khi thực lực đủ, người tự nhiên sẽ biết. Nếu thực lực không đủ, biết cũng không có ý nghĩa gì cả. Đế nữ nói xong thì nhẹ nhàng vung tay phải lên, cảnh tượng ở đó biến đổi, xung quanh hai người rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Niệm Thương Viêm đang muốn nói, đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía chiếc nhẫn trên ngón tay của Dương Diệp, vẻ mặt Niệm Thương Viêm lập tức biến đổi, tức giận nói. Làm càn, ngươi! Nói đến đây, giọng nói của Niệm Thương Viêm ngừng lại, bởi vì đế nữ nhìn về phía hắn và nói. Là ta cho hắn. Niệm Thương Viêm hơi ngẩn người ra, vẻ mặt lập tức rất khó coi nói. Tiểu thư, hắn có tài đức gì? Đây chính là... Ta làm gì còn cần ngươi đồng ý sao? Đế nữ nói. Không dám. Niệm Thương Viêm vội vàng cúi đầu, run giọng nói. Đế nữ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cùng Kỳ, nói. 10 năm, ngươi theo hắn 10 năm, ta cứu ngươi một mạng. Cùng Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn qua đám người lão già mặc áo bào màu đỏ, không do dự bao lâu nó đã gật đầu. 10 năm với nó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đế nữ ngẩng đầu nhìn về phía lão già mặc áo bào màu đỏ, nói. Ta để cho hắn rời khỏi giới này, chuyện này xem như chấm dứt ở đây, được không? Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn đám người đế nữ một lát, sau đó nói. Người liên quan đến hắn cũng phải rời khỏi giới này. 2 năm. Đế nữ, nói. 2 năm sau, những người này sẽ rời đi. Nếu như không, giết hoặc trục xuất sẽ tùy ý các ngươi xử trí. Lão già mặc áo bào màu đỏ trầm ngâm rất lâu, sau đó nói. Có thể. Đế nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Đối với ngươi thì có chút hà khắc, nhưng đây là cái giá cho cứng gãy cũng không cong của ngươi. Nhớ kỹ. Nếu như ngươi không thể vương giả trở về, tất cả người có liên hệ với ngươi đều phải chết. Nói xong, hai tay nàng hơi nâng lên, trong phút chốc, không gian xung quanh Dương Diệp cùng Kỳ lập tức chấn động mãnh liệt, một người một thú trực tiếp biến mất. A! Gào! Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Dương Diệp cùng Kỳ. Tiểu thư, sợ rằng bọn họ không chịu nổi lực lượng vượt qua không trung. Ta quên mất! Không biết qua bao lâu. Dương Diệp mới từ từ mở mắt. Trước mắt hắn không phải là bầu trời xanh thẳm cùng mây trắng, mà là một mảnh mờ mịt, bên trong tầng mây thỉnh thoảng có từng tia chớp thay nhau xẹt qua. Thế giới không bình thường. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó chìm vào giấc ngủ say. Thương Lan tỷ, ở đây có một người, đáng tiếc mới chỉ là bán thánh. Một giọng nói có chút thương tiếc vang lên ở trong không trung. Rất nhanh đã có 3 nữ tử đi tới trước mặt Dương Diệp đang nằm dưới đất. Nữ tử dẫn đầu khoảng hơn 20 tuổi, trên người mặc một bộ giáp nhỏ màu bạc bó sát, từng đường cong trên người đều hiện rõ. Tuy nhiên trên má trái thanh tú lại có một vết sẹo dài mấy cm giống như một con rết nhỏ nhìn rất dữ tợn, nhìn qua có chút khủng khiếp. Ánh mắt nữ tử mặt sẹo nhìn lướt qua trên người Dương Diệp, đột nhiên nàng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Dương Diệp. Nàng vẫy tay phải một cái. Chiếc nhẫn kia lập tức bay đến trong tay nàng. Là nhẫn chứa đồ sao? Có đá năng lượng không? Một nữ tử bên cạnh nữ tử mặt sẹo liền vội vàng hỏi. Nữ tử mặt sẹo khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một cây chủy thủ nhẹ nhàng rạch một cái trên chiếc nhẫn này. Keng! Một ánh lửa hiện lên, đoạn kiếm trong tay nữ tử mặt sẹo lập tức gãy thành rất nhiều mảnh vụn. Thứ tốt! Nữ tử mặc gia thú bên cạnh nữ tử mặt sẹo thấy vậy thì ánh mắt nhất thời sáng lên. Phải biết rằng đoàn kiếm nãy là thần giai hạ phẩm đấy. Trong mắt nữ tử mặt sẹo kia cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn chiếc nhẫn trong tay một lát sau đó thu nó vào. Sau đó nàng nhìn Dương Diệp. Xử trí hắn thế nào đây? Nữ tử mặc gia thú bên cạnh nữ tử mặt sẹo hỏi. Giết! Nữ tử mặt sẹo nói xong thì xoay người rời đi. Nữ tử bên cạnh Dương Diệp cười lạnh, chủy thủ trong tay chợt cắt qua cổ họng của Dương Diệp. Keng! Chủy thủ trong tay nữ tử kia trực tiếp gãy đôi, nàng cũng bị chấn động tới mức liên tục lùi lại hơn 10 bước. Nữ tử mặt sẹo dừng bước,
xoay người nhìn về phía Dương Diệp, mấy nữ tử xung quanh nàng cũng kinh ngạc. Thương Lan tỷ, hắn hình như là một thể tu. Nữ tử mặc gia thú nói. Chúng ta có thể bán hắn đi. Nữ tử mặt sẹo hơi trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu và lập tức xoay người biến mất. Chấm 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 chấm. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, im lặng nhìn lướt qua xung quanh. Hắn lập tức sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện mình không ngờ ở trong một lồng giam. Dương Diệp không nghĩ xem đây là nơi nào, mà vội vàng kiểm tra thương thế của mình. Một lát, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói. Thật may là chỉ bị thương nặng, những cái khác đều bình thường. Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình không có chút huyền khí nào. Quan trọng nhất là hắn phát hiện xung quanh mình cũng không có linh khí. Không đúng, không phải không có linh khí, mà linh khí đặc biệt loãng, loãng đến mức gần như sắp không có. Dương Diệp trầm ngâm một lát rồi vội vàng khép hai mắt hờ, hấp thu lực ngôi sao. Một lát sau, Dương Diệp mở mắt ra, vẻ mặt có chút khó coi. Bởi vì, lực ngôi sao tự nhiên không có cách nào rơi xuống. Không có huyền khí, không có lực ngôi sao, hắn lại không có cách nào khiến cho vòng xoáy nhỏ chữa trị cơ thể cho hắn. Cơ thể hắn bây giờ, đầy vết nứt. Khi vượt qua không trung, cơ thể của hắn thật ra còn nghiêm trọng hơn bây giờ, tuy nhiên khi đó trong cơ thể hắn còn có chút huyền khí, bởi vậy dưới vòng xoáy nhỏ chữa trị, vết thương trong cơ thể đã khôi phục lại một ít. Chỉ có điều bây giờ đã dùng hết huyền khí. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi. Hắn chợt cúi đầu nhìn về phía tay của mình, chiếc nhẫn ở trên ngón trỏ đã biến mất. Nhẫn. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Đó là nhẫn do đế nữ đưa cho hắn, cho dù hắn không biết nó có hàm nghĩa gì, nhưng từ thái độ của Niệm Thương Viêm, hắn biết chiếc nhẫn này chắc chắn rất quan trọng. Quan trọng nhất, đây là thứ đế nữ đưa cho hắn. Dương Diệp cố gắng ép mình bình tĩnh lại, bây giờ mục đích chủ yếu của hắn là cho vết thương của mình khôi phục. Không có linh khí, không thể hấp thu lực ngôi sao, vậy cũng chỉ có một biện pháp chính là đá năng lượng. Đáng tiếc, chiếc nhẫn chứa đá năng lượng của hắn đã biến thành hư vô trong lúc vượt qua không trung. Cùng kỳ. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến cùng kỳ, hắn vội vàng cúi đầu nhìn trước ngực mình. Ở trước ngực hắn có một hình xăm cùng kỳ mờ. Tuy nhiên mặc cho hắn gọi thế nào cũng không thấy nó trả lời. Sắc mặt Dương Diệp càng thêm thâm trầm. Hắn lại gọi kiếm linh, cũng không trả lời. Xem ra cả hai đều bị thương nặng rồi. Dương Diệp không khỏi nở nụ cười khổ. Lần này thật sự là một chút lực lượng cũng không có. Đúng lúc này, một nữ tử mặc gia thú đi đến. Trên dưới người nàng chỉ có gia thú, các vị trí còn lại đều để lộ, có cảm giác hấp dẫn lại. Hoang dã, gương mặt nàng không thể nói là đẹp, nhưng không khó nhìn. Thánh giả cao cấp. Dương Diệp có phần kinh ngạc, nữ nhân này còn trẻ như vậy đã là thánh giả cao cấp. Nàng tu luyện thế nào? Nơi quỷ quái này có linh khí ít đến thấy thương đấy. Nữ tử mặc gia thú liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là ai? Không nhớ rõ. Dương Diệp nói, không thể nghi ngờ, lấy lý do mất đi ký ức này là thích hợp nhất cũng đơn giản nhất. Nữ tử mặc gia thú quan sát Dương Diệp, hình như muốn xem hắn có nói sai không. Lúc này, Dương Diệp có chút khiếp sợ nói. Ngươi sẽ không giết ta chứ? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy. Khóe miệng của nữ tử mặc gia thú cong lên khẽ cười, nói. Sẽ không, bởi vì bán ngươi có thể được một vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Dương Diệp thoáng ngẩn người ra, hắn chớp chớp mắt nói. Bán ta, một vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Đúng vậy. Nữ tử mặc gia thú lấy ra một gốc cỏ màu xanh lam đặt ở trước ngực của Dương Diệp, nói. Rất nhiều thế lực thích thu thể tu, sau đó chế luyện thành con rối. Hoặc thu lại làm lao động để đào móc tinh thạch. Còn có vài nữ tử cũng thích thể thu, bởi vì các nàng có thể thái dương bổ thân. Đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Nếu không, khẳng định có thể bán được một giá tốt. Đúng rồi, mau ăn cỏ này mới có thể làm cho vết thương của ngươi khôi phục. Người bị thương, sợ rằng năm đá năng lượng siêu phẩm cũng không có người nào muốn mua mất. Dương Diệp. Nữ tử mặc gia thú nói xong muốn đi, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Vậy có thể cho ta mượn một khối tử tinh thạch không? Nếu có một khối tử tinh thạch, hắn có thể làm cho vết thương của mình khôi phục. Bây giờ hắn không khác gì phế nhân. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nữ tử mặc gia thú xoay người nhìn về phía Dương Diệp,
có chút sợ hãi nói. Tử tinh thạch, ngươi tìm ta mượn tử tinh thạch sao? Dương Diệp liếc nhìn nữ tử mặc gia thú, nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Nữ tử mặc gia thú đi tới trước mặt Dương Diệp ngồi xổm xuống nhìn hắn, sau đó nói. Ngươi biết một viên tử tinh thạch tương đương với bao nhiêu đá năng lượng siêu phẩm không? 100 vạn cái. Nữ tử mặc gia thú vỗ nhẹ vào đầu của Dương Diệp, nói. Đầu ngươi hỏng rồi. Sao vậy? Dương Diệp không hiểu. Cho dù tử tinh thạch vô cùng chân quý, nhưng cũng không có khả năng giá trị 100 vạn đá năng lượng siêu phẩm. Một viên tử tinh thạch tương đương với 10 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Nữ tử mặc gia thú nói. Dương Diệp khẽ nhíu mày, hắn rất nhanh đã hiểu rõ. Chắc là linh giới không giống với ở đây. Nữ tử mặc gia thú lại nói. Ngươi tối đa chỉ có thể bán 1 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm. Một viên tử tinh thạch tương đương với 10 người. 10 người cũng không được một viên tử tinh thạch, người còn mượn. Tử tinh thạch của ta, người bệnh cũng không nhẹ. Lại nói, ta phải nhịn ăn nhịn xài bao nhiêu năm mới có khả năng kiếm được một viên tử tinh thạch, làm sao có thể cho người mượn được. Ta còn muốn đột phá bán đế. Dương Diệp. Nhanh ăn cỏ này vào. Nếu như ngươi không nhanh dưỡng thương cho tốt, Thương Lan tỷ sẽ giết ngươi. Nàng không nuôi phế nhân không có giá trị đâu. Nữ tử mặc gia thú nói xong thì xoay người đi ra ngoài. Dương Diệp nhìn cỏ trong tay và cảm thấy bất đắc dĩ. Đây rốt cuộc là một thế giới thế nào vậy? Tử tinh thạch cùng đá năng lượng siêu phẩm tự nhiên quý giá đến mức độ này. Đúng lúc này, nữ tử mặc gia thú đột nhiên lại đi đến và nói. Đi! Ngươi muốn thả ta sao? Dương Diệp nói. Nữ tử mặc gia thú gõ một cái vào đầu Dương Diệp, nói. Ngươi đúng là suy nghĩ nhiều rồi. Ta phát hiện ngươi có chút không bình thường. Ngươi bị bắt còn sắp bị bán đi, nhưng ta phát hiện ngươi hình như hoàn toàn không thương tâm, cũng không sợ. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, lập tức rất nghiêm túc nói. Ngươi xinh đẹp như vậy, thiện lương như vậy, sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy được? Ngươi nói đúng không? Ngươi bất nịnh hót đi. Nếu không phải trông ngươi có chút giống một người, ta mới lười để ý tới ngươi. Đừng nói nhảm nữa, đi mau thôi. Chúng ta phát hiện ra một tòa sơn mạch có khả năng có linh mạch. Nữ tử mặc gia thú nói xong thì nắm lấy vai của Dương Diệp và đi ra ngoài. Ra khỏi địa lao, Dương Diệp nhìn về phía chân trời, ở đó là một mảnh mờ mịt, bên trong tầng mây thỉnh thoảng có từng tia chớp xẹt qua. Linh khí chung quanh có, nhưng rất loãng. Giống như đế nữ nói, đây là một thế giới linh khí sắp khô cạn. Bây giờ hắn đã hiểu rõ vì sao đá năng lượng của thế giới này quý hiếm như vậy. Đá năng lượng đều là do linh khí phát sinh, nơi này linh khí loãng như vậy, đá năng lượng tất nhiên vô cùng quý hiếm. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía xa, ở đó có hơn 10 nữ tử, cảnh giới thấp nhất cũng là thánh giả. Dẫn đầu là một nữ tử trên mặt có vết sẹo, cũng là người mạnh nhất, thánh giả cao cấp. Mặc dù đối phương là thánh giả cao cấp, nhưng đối phương lại cho hắn cảm giác của cường giả bán đế. Thiên tài của thế giới này không đơn giản. Trong lòng Dương Diệp nghĩ, nhìn thấy Dương Diệp cùng nữ tử mặc gia thú, nữ tử đứng bên cạnh nữ tử mặt sẹo kia nhíu mày nói. Nam Sương, không phải bảo ngươi giết hắn rồi sao? Ngươi dẫn hắn ra đây làm gì? Dương Diệp. Nữ tử mặc gia thú tên là Nam Sương nhìn về phía nữ tử mặt sẹo, nói. Thương Lan tỷ, để người này đi theo ta đi. Dù sao giết chết hắn thì cũng sẽ không lấy ra linh khí được. Nam Sương, người còn đang nhớ tới Lâm Tinh, bây giờ người ta là đệ tử Huyền Thiên Tông, đã sớm quên ngươi rồi. Người mau tỉnh lại đi. Nữ tử bên cạnh nữ tử mặt sẹo kia lại nói. Cốc Lam, người muốn bị đánh không? Nam Sương nắm chặt hai tay và căm tức nhìn nữ tử kia, giống như một con cọp mẹ tức giận. Dương Diệp liếc nhìn Nam Sương bên cạnh, chẳng lẽ mình giống với Lâm Tinh gì đó thật sao? Không quan tâm như thế nào, đây cũng tính là chuyện tốt, bởi vì nếu như không phải nữ nhân này che chở, bây giờ tình cảnh hẳn sợ rằng. Được. Lúc này, nữ tử mặt sẹo kia nhìn về phía Nam Sương, nói. Người muốn dẫn hắn theo cũng được, nhưng nếu như hắn ảnh hưởng đến chúng ta, ta sẽ đích thân giết chết hắn. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương. Dường như nhận thấy được ánh mắt Dương Diệp, nữ tử mặt sẹo nhìn về phía hắn, nhưng lúc này Dương Diệp đã thu hồi ánh mắt, đồng thời trốn đến phía sau Nam Sương. Nữ tử mặt sẹo nhíu mày,
tuy nhiên không làm gì cả. Lúc này, phía xa đột nhiên có một nữ tử chạy tới, trên mặt nàng đầy vẻ hưng phấn cùng kích động. Thương Lan tỷ, phía trước phát hiện một đàn thánh giả đi lạc, dường như còn bị thương. Nghe thấy nữ tử kia nói vậy, những nữ tử bên cạnh nữ tử mặt sẹo lập tức sáng mắt lên, trong mắt đầy hưng phấn cùng kích động và nhìn nữ tử mặt sẹo. Đi! Nữ tử mặt sẹo vừa nói dứt lời, nàng và những người bên cạnh đã biến mất. Đi, đi giết người thôi. Nam Sương nắm lấy Dương Diệp và bay về phía xa. Người bị phát hiện kia là kẻ thù của các ngươi sao? Dương Diệp hỏi. Không phải. Nam Sương nói. Vậy tại sao các ngươi phải đi giết người ta? Dương Diệp không hiểu. Thật là đần, giết thánh giả có thể nổ ra linh khí. Nam Sương nói. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ, một lát sau hắn nuốt nước bọt nói. Các ngươi đi giết người ta, chỉ bởi vì giết đối phương có thể nổ ra linh khí sao? Nếu không thì sao? Nam Sương nói. Dương Diệp cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. Thánh giả ngã xuống, linh khí trong cơ thể hắn sẽ quay về thế giới, hắn dĩ nhiên biết điều này. Nhưng hắn không ngờ được, những nữ nhân này lại vì linh khí mà đi giết một người không có thù hận cùng bọn họ. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không nhìn được thấy khiếp sợ, bởi vì nếu như hắn là thánh giả, chắc hẳn đã sớm bị những nữ nhân này giết để bạo linh khí rồi. Cho dù cơ thể hắn đã đạt được cảnh giới thần biến, nhưng nếu như đối phương thật sự muốn giết hắn, nhất định có thể giết chết hắn, nhiều lắm chỉ phải tốn thêm chút khí lực mà thôi. Dù sao, cảnh giới thần biến không có khả năng vô địch. Dương Diệp do dự một lát, sau đó nói. Như vậy, có phải là không tốt lắm không? Nam Sương quay đầu lại nhìn Dương Diệp, nói. Không nhìn ra con người ngươi vẫn rất lương thiện, không giết thánh giả nổ linh khí, chúng ta làm thế nào thu được đá năng lượng? Không có đá năng lượng, chúng ta làm sao nâng cao thực lực được? Không có thực lực, chúng ta làm thế nào sinh tồn được? Đến bây giờ ngươi vẫn chỉ là bán thánh, có phải bởi vì chưa từng giết người hay không? Biểu tình Dương Diệp không được tự nhiên, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói. Thật ra, ta bình thường không giết người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.